Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 172. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại ở trong lồng giam bùng nổ, toàn bộ lồng giam xuất hiện rất nhiều vết rạn. Lần này, một người một yêu không tách ra mà là xoắn vào với nhau. Một người một yêu trực tiếp vật lộn. Ngươi một quyền, ta một chảo. Mọi người chung quanh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, một nhân loại hư chân cảnh không ngờ đánh giáp lá cả với một đại yêu nhị giới. Trong Hồng Mông Tháp, trên đài phi thăng, giám đại yêu ngơ ngác nhìn nhau, Dương ca đây là đang làm cái trò gì vậy? Chúng tất nhiên rất rõ thực lực của Dương Diệp, giống như đại yêu ở bên ngoài, theo lý mà nói, Dương ca một quyền là có thể đánh ngã rồi. Nhưng Dương ca hiện tại giống như là có chút đánh không lại. Ngoài Hồng Mông Tháp, một người một yêu vẫn đang đại chiến, qua hồi lâu, Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh, dừng diễn được chưa? Sau một lúc lâu, Kiếm Kinh trầm giọng nói. Không được, người phải thắng thảm, bằng không sẽ khiến chôn cao tầng của Cổ Kiếm Tông hoài nghi. Dương Diệp lắc đầu, việc này phải làm thôi. Cứ như vậy, một người một yêu chiến khoảng nửa canh giờ thì ngừng lại, Dương Diệp tiếp tục cằm trên đất, mà Thái Cổ Sư Lang cũng nằm trên đất. Đánh mệt rồi. Lần này, nó thật sự là đánh mệt rồi, nó đã dùng hết sức, nhưng mà cái tên nhân loại đối diện vẫn không ngã, ca. Cho dù ngã thì sẽ lại đứng lên. Tựa như hiện tại, nhân loại đó nằm trên đất không ngừng run rẩy, giống như là không đứng lên nổi, nhưng nó biết rõ, chỉ cần nó tiến lên, nhân loại đó sẽ lại đứng dậy rồi sau đó đánh với nó tiếp. Nó không muốn đánh nữa. Giống như là cảm giác được ý tứ của Thái Cổ Sư Lang, lão giả tóc trắng ngoài lồng giam đột nhiên nói. Được rồi. Được rồi. Là tiến vào nội môn, hay là thất bại? Mọi người đều nhìn về phía lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng phất phất tay, Diệp Dương ở lại, những người còn lại rời đi. Trưởng lão ngoại môn Không Minh do dự một thoáng, sau đó đi tới trước mặt lão giả tóc trắng. Từ lão, người này vô tình vô nghĩa, căn bản không có tình cảm đồng môn, để hắn ở lại Cổ Kiếm Tông, ngày sau nhất định sẽ gây họa. Lão giả tóc trắng nhìn Dương Diệp đang nằm trên đất, sau đó nói. Là một khối sắt tốt, có thể cải tạo. Cải tạo tốt sẽ có thể trở thành một thiên tài, mấy chục năm sau không chừng sẽ thành trụ cột của Cổ Kiếm Tông. Không Minh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Tất cả nghe theo an bài của Từ Lão. Từ Lão đi tới trước mặt Dương Diệp. Còn giả vờ nữa à? Dương Diệp nằm trên đất không nhúc nhích. Từ trưởng lão lạnh lùng nói. Có cần ta giãn gân giãn cốt cho ngươi không? Dương Diệp biết là không giả vờ được nữa rồi, hắn đứng lên, cười cười. Để Từ Lão chê cười rồi. Từ Lão nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Phá giới cảnh. Dương Diệp cũng không giấu giếm, trực tiếp khôi phục cảnh giới. Nhục thân cũng phá giới. Từ Lão lại hỏi. Dương Diệp gật đầu. Từ Lão hơi gật đầu. Hiếm có, nói đi, vì sao đến Cổ Kiếm Tông? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta muốn học tâm pháp kiếm đạo và thần kỹ kiếm đạo thượng thừa nhất của Cổ Kiếm Tông. Ví dụ như Cổ Kiếm Kinh, Thiên Hạ Kiếm Điển. Thiên Hạ Kiếm Điển cũng là kiếm kinh sáng tạo ra, là một môn kiếm kỹ một môn. Đối với mà nói, tác dụng không phải quá lớn, sở dĩ nói như vậy, đơn giản là để chiếm lấy lòng tin của Từ Lão. Từ Lão híp lại. Người biết Cổ Kiếm Kinh không ít, nhưng người Thiên Hạ Kiếm Điển lại không có bao nhiêu. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta rất muốn học. Ngươi là người của Diệp gia Nam giới à? Từ Lão hỏi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Đúng, có điều chỉ là con tư sinh của Chi Thứ, nói tóm lại ta và Diệp gia không có quan hệ gì cả, bọn họ cũng không biết ta. Con tư sinh. Từ Lão nhíu mày. Một con tư sinh như ngươi sao có thể đi tới được loại trình độ này? Dương Diệp do dự một thoáng. Tiền bối à, ta không thể có kỳ ngộ à, tiền bối hỏi ta nhiều như vậy, đơn giản là sợ ta có ý đồ bất lương phải không? Ngươi thử nghĩ, ta có thể gây bất lợi gì cho Cổ Kiếm Tông chứ? Mục đích của ta rất đơn giản, vì Cổ Kiếm Kinh và Thiên Hạ Kiếm Điển mà đến. Nếu tiền bối không cho học, ta sẽ rời khỏi Cổ Kiếm Tông. Từ Lão nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi rất thẳng thắn, về phần Cổ Kiếm Kinh và Thiên Hạ Kiếm Điển, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, muốn học thế nào thì học. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử nội môn của Cổ Kiếm Tông. Đệ tử nội môn. Cứ như vậy, Dương Diệp trở thành đệ tử nội môn của Cổ Kiếm Tông.
Đãi ngộ của đệ tử nội môn so với đệ tử ngoại môn thì tốt hơn rất nhiều, mỗi tháng không chỉ được cường giả chủ cảnh giảng bài, còn có 100 viên vĩnh hằng tiên tinh. Ngoài ra còn đủ loại phúc lợi khác. Có điều, cũng có rất nhiều nhiệm vụ. Đệ tử nội môn không nhiều, không đến 50 người, mà đệ tử chân truyền thì càng ít hơn, e là chỉ có khoảng 10 người. Đệ tử chân truyền là hạch tâm chân chính của Cổ Kiếm Tông, bởi vì những người này sẽ là trụ cột của Cổ Kiếm Tông trong tương lai. Cho nên, đối với đệ tử chân truyền, Cổ Kiếm Tông bồi dưỡng rất lớn. Nói một cách đơn giản thì chính là, đệ tử chân truyền sẽ cơ hội tiến vào Cổ Kiếm Động, cũng chính là nơi đặt bản thể của Kiếm Kinh. Mà hắn hiện tại, hiển nhiên không thể trực tiếp yêu cầu thành đệ tử chân truyền, bởi vì như vậy quá điên cuồng, nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của Cổ Kiếm Tông. Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, thanh âm của Kiếm Kinh đột nhiên vang lên. Ngươi tới Kiếm Nhai xem thử đi. Kiếm Nhai là nơi nào? Địa phương mà người sáng lập Cổ Kiếm Tông vẫn lạc, vị đó chính là nhân vật thời đại thượng cổ, là người cùng một thời đại với bọn võ nghịch. Ở đó có gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta cũng không rõ, có điều, ngươi có thể tới thử thời vận, hơn nữa. Ở đó còn sót lại kiếm ý cùng với ý chí kiếm đạo mà năm đó hắn lưu lại, có lẽ sẽ có giúp ích cho ngươi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Người cùng một thời đại với bọn võ nghịch, cơ khẳng định không đơn giản, hơn nữa còn là kiếm tu, khẳng định có chỗ đáng để học tập. Nghĩ vậy, Dương Diệp rời khỏi phòng, tới Kiếm Nhai. Bởi vì tính đặc thù của Kiếm Nhai, Cổ Kiếm Tông không hạn chế đệ tử của Cổ Kiếm Tông tới đây. Bởi vì nơi này có kiếm ý và ý chí kiếm đạo tổ sư Cổ Kiếm Tông lưu lại, đệ tử Cổ Kiếm Tông đều có thể tới đây quan sát cảm ngộ, đương nhiên, chỉ giới hạn ở đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền. Đây coi như là một trong những phúc lợi. Sau khi tới Kiếm Nhai, phát hiện Kiếm Nhai đã có một số người, có người diện bích trầm tư, có người ngồi xếp bằng dưới đất, giống như đang cảm ngộ gì đó, còn có người trực tiếp ở đây bắt đầu luyện kiếm. Có chút náo nhiệt. Tới vách đá đó. Nơi đó có một dòng kiếm ý tổ sư Cổ Kiếm Tông lưu lại. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, đi tới trước vách đá. Ở đây có hai người, một nam một nữ, đều rất trẻ tuổi. Nam tử mặc một kiện trường bào màu tím, sau lưng đeo một hộp kiếm, ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, giống như đang trầm tư, nữ thì mặc váy dài màu xanh sẫm, dung mạo thanh tú, không thể nói là tuyệt thế, nhưng rất khí chất, thanh nhã. Giống như cảm nhận được Dương Diệp, nữ tử đó đột nhiên quay đầu nhìn hắn, Dương Diệp hơi gật đầu, xem như là chào hỏi, có điều nữ tử lại trực tiếp thu hồi ánh mắt. Dương Diệp cũng không thèm để ý, thế giới này, rất nhiều lúc vốn không hữu hảo. Ánh mắt Dương Diệp hướng tới vách đá, trên vách đá bóng loáng như gương, ở bên trên Dương Diệp không thấy gì. Hơi trầm ngâm một thoáng, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Rất nhanh, Dương Diệp cảm nhận được một cỗ kiếm ý. Kiếm ý. Cỗ kiếm ý này không mạnh, trải qua vô số năm, kiếm ý mạnh tới mấy cũng sẽ bị thời gian ăn mòn. Thực sự khiến Dương Diệp động dung là thứ ẩn chứa trong kiếm ý này. Ý chí. Thông qua kiếm ý này, Dương Diệp cảm nhận được ý chí kiếm đạo của người sang lập Cổ Kiếm Tông. Bất khuất. Ý chí bất khuất, hắn từng nhìn thấy rồi. Nhưng hai cái hoàn toàn bất đồng. Bất khuất trong kiếm ý này là đối với thế giới, là chống lại trời, là đối với vạn vật. Là bất khuất đối với vận mệnh. Rất lâu trước, khi đó nhân loại vừa xuất hiện trên đại địa, so sánh với chủng tộc khác, dụ như yêu tộc, nhân loại về phương diện tiên thiên đã yếu đuối, nhân tộc khi đó có thể nói là ở phía bị nô dịch. Địa vị của khi đó hiện giờ là dùng mạng của vô số người để đổi lấy. Giống như hệ thống tu luyện của nhân tộc, nếu không phải năm đó được những tiền bối sáng tạo ra, nhân loại hiện tại e là đã sớm biến mất trong lịch sử rồi. Mà người có thể sống sót ở thời đại đó cũng không phải người bình thường. Bất khuất. Người thời đại đó, trên người đều có một cỗ tinh thần bất khuất. Bất khuất, không cúi đầu. Đây là một loại tín niệm của kiếm đạo. Kỳ thật, kiếm đạo của người sang lập Cổ Kiếm Tông này cùng hắn có chút tương tự, nhưng vẫn có khác biệt. Tín niệm đối với kiếm đạo. Trong đầu Dương Diệp đột nhiên nghĩ tới một việc, An Nam Tĩnh có thể đưa tín niệm võ đạo vào trong trường thương. Vậy mình không thể đưa tín niệm kiếm đạo vào trong kiếm đạo. Tín niệm. Rất nhiều lúc, tín niệm là rất quan trọng, thậm chí nó sẽ trở thành cội nguồn lực lượng của một người. Kiếm ý của tổ sư Cổ Kiếm Tông không phải là kiếm ý bất khuất,
mà là bên trong kiếm ý ẩn chứa tín niệm chi lực của mình. Đây là lý giải của Dương Diệp, mà lý giải của hắn được kiếm kinh công nhận. Ngươi là Diệp Dương đó. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cắt ngang suy nghĩ của Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh đó. Dương Diệp gật đầu. Nữ tử lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi vừa gia nhập ngoại môn, sau đó lại trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Dương Diệp cười nói. Không phạm pháp chứ. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi rất kiêu ngạo. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi sai rồi, ta chỉ là không đón ý nói hùa thôi, cho nên các ngươi cảm thấy ta kiêu ngạo. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Có nhiệm vụ, làm cùng không? Nhiệm vụ à, không có hứng thú. Không muốn trở thành đệ tử chân truyền sao? Ngươi đừng gạt ta, muốn thành đệ tử chân truyền ít nhất phải là tứ giới, đồng thời còn có chiến lực của ngũ giới, hơn nữa đối với tuổi tác cũng có yêu cầu rất lớn. Đó là trước kia, hiện tại, có một cơ hội. Hả? Biết chiến giới không? Biết một chút. Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ sớm muộn gì cũng sẽ đánh một trận. Khi đó chúng ta đều sẽ được mộ binh, mà hiện tại, chiến giới hình như đang mở rộng ra ngoài, có muốn thử không? Yêu cầu tiến vào chiến giới đâu có thấp hơn so với trở thành đệ tử chân truyền. Hiện tại yêu cầu đã hạ thấp đi rồi, hoặc là nói, bọn họ muốn chiêu một thê đội thứ hai, cũng chính là để thay thế bổ sung. Chỉ cần chúng ta thành công tiến vào chiến giới, tông môn có thể sẽ cho chúng ta trở thành đệ tử chân truyền trước, bởi vì giữa các thế lực lớn có một ước định, đó chính là đệ tử chân truyền được bảo hộ, nói cách khác, không thể có lão quái vật xuất thủ với đệ tử hạch tâm của các thế lực lớn. Nếu chúng ta tiến vào chiến giới, tông môn rất có thể sẽ cho chúng ta trở thành đệ tử chân truyền, bởi vì người từ chiến giới đi ra còn mạnh hơn cả đệ tử chân truyền của các thế lực lớn. Chiến giới. Dương Diệp tất nhiên biết nơi này. Nơi này chính là nơi Vĩnh Hằng quốc độ chuyên môn cường giả để đối kháng với hoang tộc. Hắn thật sự muốn đi xem. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Vì sao tìm ta? Không chỉ ngươi, đệ tử nội môn chúng ta có rất nhiều người đều sẽ đi thử. Phải nói là người có thực lực đều sẽ thử, mà nếu có thể tiến vào, mọi người sẽ chiếu ứng lẫn nhau. Nơi nào có người thì sẽ có tranh đấu, nơi đó so với thế giới của chúng ta thì còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ngươi chắc chắn là chúng ta chỉ cần gia nhập chiến giới thì sẽ trở thành đệ tử chân truyền chứ? Không dám chắc 100%. Được, chúng ta thử xem. Một tháng sau, chúng ta sẽ thông qua truyền tống trận của tông môn trực tiếp truyền tống đến chiến giới. Trong tháng này ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, đúng rồi, ta tên là Mạc Nhã. Dương Diệp gật đầu. Một tháng sau gặp lại. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn hiện tại, phải về ngẫm cho kỹ về chuyện tín niệm. Dương Diệp đi rồi, nam tử ở bên cạnh đột nhiên mở mắt. Mạc ma nữ, coi trọng người ta à? Mạc Nhã lạnh lùng nói. Không được à? Ma nữ, khuyên ngươi một câu nhé, người này rất không đơn giản, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn, bằng không, ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Hả? Mạc Nhã đột nhiên có chút hứng thú. Tiết Y Nhân, nói thử xem hắn có chỗ nào không đơn giản. Nam tử tên là Tiết Y Nhân chậm rãi đứng lên. Nói hết lời rồi, tin hay không là chuyện của ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Khóe miệng Mạc Nhã nhếch lên. Nếu hắn đơn giản thì ta đã không tìm hắn. Thể tu cường đại đã rất lâu rồi không thấy. Dương Diệp về phòng mình, ngồi xếp bằng dưới đất, hắn tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Kiếm Kinh đi tới trước mặt hắn, nói. Nữ nhân đó hình như là thân thể nội mị, cùng là một loại thể chất. Dương Diệp hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Liên quan gì tới anh? Kiếm Kinh lạnh lùng nói. Bọn họ thích nhất tìm thể tu, và cả người có thể chất đặc biệt, bởi vì người như thế, tinh nguyên 10 phần, hơn nữa còn có hiệu quả đặc thù, nếu ta đoán không sai, nàng ta là coi trọng ngươi. Đương nhiên, coi trọng này là muốn hút khô ngươi. Thân thể nội mị. Dương Diệp giống như là nghĩ tới gì đó, hỏi. Nàng ta có thể chất giống như là chỉ tiên à? Kiếm Kinh gật đầu. Dương Diệp ồ một tiếng thật dài, vào lúc này, hắn nghĩ tới một hình ảnh. Một cọng lông cũng không còn. Nghĩ đến hình ảnh đó, cả người Dương Diệp đột nhiên có chút xao động. Có điều rất nhanh, hắn áp chế xao động trong lòng. Chính sự quan trọng hơn,
chính sự xong xuôi mới có thể đi làm tà sự. Dương Diệp tới phòng tu luyện, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tín niệm. Một thương vô địch đó của An Nam Tĩnh là vì có tín niệm võ đạo của nàng ta, cái gọi là tín niệm vô địch, có thể nói là khí thế. Loại khí thế một đi không về, khí thế một thương giết địch. Cũng có thể nói là lòng tin cường đại, lòng tin vô địch. Ra thương tất phải giết người, loại khí thế này của An Nam Tĩnh ít ai có thể ngăn cản. Mà tín niệm của mình là gì? Dương Diệp nghĩ tới đây, đột nhiên ngây ngẩn, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Qua hồi lâu, Dương Diệp để tay lên ngực tự hỏi, nhận được hai chữ, thủ hộ. Thủ hộ cũng là trách nhiệm của hắn. Trách nhiệm, có trách nhiệm lớn cũng có trách nhiệm nhỏ. Tiểu nhân vật trong thế tục, trách nhiệm của bọn họ chính là thủ hộ vợ con cha mẹ, bọn họ vất vả ngày này qua ngày khác là vì gì? Kỳ thật chính là để thủ hộ cha mẹ vợ con của mình. Vì gia đình, một nam nhân thường thường sẽ bức mình hết lần này tới lần khác. Mà sự thủ hộ của Dương Diệp kỳ thật cũng không khác gì tiểu nhân vật trong thế tục. Thủ hộ người bên cạnh. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp cứ như vậy lẳng lặng ngồi gần một ngày một đêm, ngày hôm sau, hắn đột nhiên đứng lên, ngay sau đó, kiếm vực xuất hiện trong phòng tu luyện. Lập tức, dưới da của Dương Diệp, huyết mạch đột nhiên rung rung, rất nhanh, từng cỗ huyết mạch chi lực hội tụ ở toàn thân, cùng lúc đó, phong ma chi ý tự động trào ra, có điều rất nhanh lại bị hắn chân áp. Huyết mạch chi lực đơn thuần. Dương Diệp cầm kiếm nhìn về phía trước, đột nhiên, hắn giơ kiếm lên đâm một cái. Một kiếm này không vì trường sinh, không vì đại đạo, chỉ vì thủ hộ. Tín niệm cũng giống như kiếm ý, rất nhiều lúc là một tồn tại hư vô mờ mịt. Nhưng nó quả thật có tồn tại. Hết lần này tới lần khác. Kỳ thật nhìn từ ngoài, mỗi một kiếm của Dương Diệp đều không có biến hóa gì, nhưng kiếm kinh cảm thụ được, kiếm của Dương Diệp đã có biến hóa ở trong. Dương Diệp hiện tại có mấy con bài chưa lật mạnh nhất, kiếm vực, phi kiếm, huyết mạch chi lực, đương nhiên. Còn có tín niệm chi lực này làm kiên định quyết tâm khi Dương Diệp xuất kiếm. Dương Diệp vốn đã xuất kiếm vô cùng quyết đoán, tàn nhẫn, không do dự. Nhưng có tín niệm chi lực này rồi, hắn xuất kiếm sẽ nhanh hơn, quyết đoán hơn, ác liệt hơn, lại càng không do dự. Cái này giống như một người sau khi hắn cho rằng một chuyện là đúng, hắn sẽ không chút do dự đi làm. Tín niệm chi lực khiến cho kiếm của Dương Diệp nhanh hơn, ác hơn. Đây là lợi ích của tín niệm chi lực. Kiếm vực, phi kiếm, huyết mạch chi lực, tín niệm chi lực. Có thể nói, Dương Diệp hiện tại muốn chiến thắng một cường giả ngũ giới căn bản không phải là việc khó. Huống chi, hắn hiện tại vẫn đang áp chế cảnh giới của mình, theo phỏng đoán của hắn, nếu độ cường hãn của nhục thân đủ, hắn có lòng tin trực tiếp đạt tới tứ giới. Đối với người khác tới nói, tốc độ này không nghi ngờ gì nữa là siêu cấp nghịch thiên. Nhưng với hắn mà nói, tốc độ này chỉ là bình thường. Dù sao, hắn có một đống thần khí, còn có các loại thiên tài địa bảo. Cái này giống vậy một phú nhị đại và một người thường, một người bình thường dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng muốn trở thành phú ông ngàn vạn sẽ gian nan cỡ nào. Nếu một phú nhị đại muốn gây dựng sự nghiệp, đừng nói là ngàn vạn, phú ông bạc tỷ cũng không phải là việc khó. Dù sao tài nguyên hai người có là hoàn toàn không thể so sánh. Trong thời gian một tháng, Dương Diệp tu luyện điên cuồng, tu luyện kiếm vực, tu luyện phi kiếm, tu luyện huyết mạch chi lực, hắn phải khiến những cái này trở thành cực hạn. Một tháng trong phòng tu luyện tương đương với một năm ở bên ngoài. Kỳ thật Dương Diệp cũng từng tra xét không gian trong phòng tu luyện của Hồng Mông Tháp, không gian này và không gian bên ngoài quả thật khác nhau, loại tồn tại nghịch thiên này hắn không thể nhìn thấu này bản chất, nhưng hắn biết, không gian trong phòng tu luyện và không gian bên ngoài có liên hệ. Nhưng lại có khác biệt. Sự khác biệt này hắn nhìn không thấu, nhưng mà kệ, nói chung vẫn là của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời gian một tháng trôi qua trong nháy mắt. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, vừa ra thì gặp ngay Mạc Nhã, hiển nhiên đối phương đã sớm chờ ở đây. Mạc Nhã quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Nói trước nhé, nơi đó rất chết người. Cho dù chết rồi tông môn cũng sẽ không cho ngươi gì cả. Dương Diệp gật đầu. Đi thôi. Hắn cũng muốn tới chiến giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ xem thử nơi đặc biệt vì hoang tộc mà tồn tại này. Mạc Nhã cười nói. Được rồi, chúng ta tới đài truyền tống. Trên đường, Mạc Nhã đột nhiên hỏi một câu.
Ngươi là người của Diệp gia nam giới à? Dương Diệp lắc đầu. Không phải. Mặc Nhã nhìn Dương Diệp, không nói gì. Rất nhanh, hai người tới đài truyền tống, lúc này bên cạnh đài truyền tống có 10 người tụ tập, toàn bộ đều là cường giả phá giới cảnh, cao nhất là một vị cường giả tam giới, một nam tử bưu hãn, sau lưng đeo một thanh thiết kiếm rất to. Mặc Nhã dẫn Dương Diệp tới trước mặt đám người kia, nàng ta nhìn về phía nam tử bưu hãn. Giới thiệu một chút, đây là sư huynh thủ tịch của nội môn chúng ta, Thiết Nguyên. Nam tử quan sát Dương Diệp, lắc đầu. Vừa đạt tới phá giới, tới đó nguy hiểm, hay là trở về tu luyện thêm vài năm đi. Dương Diệp cười nói. Không sao, ta không sợ chết. Thiết Nguyên nhìn Dương Diệp. Thôi, tự ngươi lựa chọn, vậy chúng ta đi thôi. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện, người tới chính là trưởng lão nội môn Từ Lão. Từ Lão này có thể nói là lão đại của nội môn. Mọi người thi lễ với Từ Lão. Từ Lão gật đầu. Lần này tới chiến giới, các người đại biểu cho Cổ Kiếm Tông, nhớ lấy, không thể nội chiến, đừng để người ngoài chế giễu. Nói xong, hắn nhìn Dương Diệp và một nam tử mặc áo trắng. Bên cạnh Dương Diệp, Mặc Nhã truyền âm. Người đó chính là Lục Vân Tiên, đã trở thành đệ tử nội môn, phong đầu rất thịnh, nghe nói hai người các ngươi. Nói chung là phải cẩn thận. Chút, Dương Diệp nhìn nam tử mặc áo trắng, sau đó thu hồi ánh mắt. Không phải là ngồi chỗ của ngươi thôi sao? Đối phương không đến mức coi Dương Diệp là cừu nhân chứ? Lúc này, Từ trưởng lão lại nói. Lần này đối với các ngươi mà nói, là một cơ hội, đối với Cổ Kiếm Tông ta mà nói, các ngươi có thể đi vào chiến giới, cũng có lợi ích. Bên trên đã có dặn dò, chỉ cần các ngươi có thể tiến vào chiến giới. Tông môn tất có trọng thưởng. Thưởng gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Từ trưởng lão nhìn Dương Diệp. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chờ ngươi tiến vào chiến giới rồi tất nhiên sẽ biết. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, lão nhân này hình như có thành kiến rất lớn với mình. Từ trưởng lão lại nói. Lần này, không chỉ Cổ Kiếm Tông ta, Diệp gia nam giới, Lãnh gia đông giới. Việt gia nam giới khẳng định đều sẽ phái người đến. Sau khi các ngươi tới đừng có làm hổ danh Cổ Kiếm Tông ta đó, hiểu chưa? Mọi người gật đầu. Từ trưởng lão nói. Lần này, không chỉ Cổ Kiếm Tông ta, Diệp gia nam giới, Lãnh gia đông giới, Việt gia nam giới khẳng định đều sẽ phái người đến. Sau khi các ngươi tới đừng có làm hổ danh Cổ Kiếm Tông ta đó, hiểu chưa? Mọi người gật đầu. Từ trưởng lão nói. Đi đi. Mọi người tiến vào trong truyền tống trận. Sau khi mọi người rời khỏi, trưởng lão ngoại môn xuất hiện bên cạnh Từ lão. Tra được chưa? Từ trưởng lão hỏi. Không minh lắc đầu. Ta vừa thăm dò người của Diệp gia cũng có người tới tiếp xúc với ta, để tránh những phiền nhiễu không cần thiết, ta không tra nữa. Ta cũng không dám xác định hắn có phải là con tư sinh của chi thứ Diệp gia hay không. Người duy nhất biết thân phận của hắn là lão Lý, có điều. Lão Lý đã vẫn lạc, cho nên, ta cảm thấy, thân phận của người này có chút khả nghi. Hai mắt Từ lão híp lại. Quả thật là khả nghi. Không minh trầm giọng nói. Với thực lực của hắn thì không giết được Lý lão, ta sợ là phía sau hắn còn có thế lực khác, thế lực này có chú ý với Cổ Kiếm Tông chúng ta. Từ lão trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Kẻ này che giấu rất sâu, mục đích của hắn, chỉ sợ không đơn thuần là Cổ Kiếm Kinh và Thiên Hạ Kiếm Điển. Có cần xuất thủ không? Không minh hỏi. Từ lão lắc đầu. Đợi xem đã, nếu sau lưng hắn thật sự có người, hiện tại xuất thủ, chính là đả thảo kinh xà, nếu không có thì là chúng ta hiểu lầm vậy Cổ Kiếm Tông ta chẳng khác nào mất đi thiên tài. Ở thế giới hiện tại, nhân tài là quan trọng nhất. Huống chi hắn còn che giấu sâu như vậy, theo ta đoán, hắn có thể có chiến lực tam giới, thậm chí là tứ giới. Con người không minh đột nhiên co rút lại. Không thể nào. Từ lão lạnh lùng nói. Hắn lúc trước tuyệt không e ngại ngươi, chỉ có một giải thích, hắn có lòng tin đánh với ngươi một trận. Và lại, ta đã hỏi Thái Cổ Sư Lang rồi, nó nói với ta, nhân loại đó, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Kẻ này, không đơn giản. Thôi kệ cứ xem đã, nếu là một tai họa đối với Cổ Kiếm Tông, ta cũng muốn xem thử, hắn sẽ đối phó với Cổ Kiếm Tông ta như thế nào. Nếu không gây hại. Cổ Kiếm Tông ta tất nhiên nên toàn lực bồi dưỡng để hắn trở thành trụ cột của Cổ Kiếm Tông. Không minh gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Sau một tiếng đồng hồ, đám người Dương Diệp rời khỏi thông đạo truyền tống, xuất hiện trên một đỉnh núi. Đây là chiến giới à? Dương Diệp hỏi. Mặc Nhã lắc đầu. Nơi này là lối vào chiến giới, chúng ta sẽ chờ ở đây, chờ người đến của chiến giới tới tiếp xúc với chúng ta. Sau đó thì xem thử làm thế nào mới có thể đi vào chiến giới. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó hỏi. Ngươi có biết gì về hoang tộc không? Mặc Nhã nói. Biết một chút, nghe nói từng rất cường đại, có điều, chung quy chỉ là bại tướng dưới tay Vĩnh Hằng quốc độ chúng ta mà thôi. Lần này nghe nói bọn họ muốn ngóc đầu trở lại, ha ha, bọn họ đây là đang tự tìm đường chết. Dương Diệp ngây ra hồi lâu, sau đó nói. Ở trong mắt các ngươi, hoang tộc không đáng sợ à? Mặc Nhã hỏi lại. Ngươi cảm thấy hoang tộc rất đáng sợ sao? Đương nhiên, không thể phủ nhận, bọn họ khẳng định là có chút thực lực, bằng không lúc trước cũng sẽ không dám đến tấn công Vĩnh Hằng quốc độ chúng ta. Nhưng, ngươi chắc biết kết cục rồi, kết cục là họ bị đánh bại, không phải sao? Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Đúng vậy, lịch sử là do người thắng viết. Hiển nhiên, Vĩnh Hằng quốc độ đang giáo dục hậu nhân làm yếu hoang tộc. Trừ số ít người rồi. E là toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ đều cảm thấy, hoang tộc tuyệt không đáng sợ. Chuyện tốt, chuyện xấu. Dù sao theo Dương Diệp, đối với Vĩnh Hằng quốc độ mà nói, khẳng định là chuyện xấu. Những người này không biết thực lực chân chính của hoang tộc, tuy rất tự tin, nhưng chờ khi thật sự đối mặt với hoang tộc rồi, khi đó tuyệt đối sẽ là ác mộng của bọn họ. Đối với Dương Diệp mà nói, xem như là chuyện tốt. Đối với Vĩnh Hằng quốc độ, hắn không có hảo cảm. Thế giới này chính là không ngừng có chủ ý với hắn và Tiểu Bạch. Giữa hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ, hắn khẳng định là đứng ở bên hoang tộc. Lúc này, Mặc Nhã nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi cảm thấy hoang tộc rất đáng sợ sao? Dương Diệp lắc đầu cười. Không nói những cái này nữa, chỉ tùy tiện hỏi chút mà thôi. Mặc Nhã không nói gì. Lúc này, chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Rất nhanh, lưu quang dừng ở vùng trời cách đám người Dương Diệp không xa, lưu quang tan đi, một nam tử thanh niên áo đen xuất hiện. Nam tử thanh niên nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, sau đó nói. Cổ kiếm tông, Thiết Nguyên đứng dậy ôm quyền với nam tử thanh niên. Đám người tại hạ chính là đệ tử nội môn của cổ kiếm tông. Nam tử thanh niên nhíu mày. Sao yếu thế? Nghe vậy, đám đệ tử nội môn của cổ kiếm tông sắc mặt đều có chút khó coi. Mà nam tử thanh niên đó thì căn bản không thèm bận tâm, lại nói. Vốn tưởng rằng đám kiếm tu cổ kiếm tông các ngươi không tồi, không ngờ, cao nhất chỉ là mới tam giới, ngay cả phá giới cảnh cũng có, các ngươi cho rằng chiến giới này là khu vui chơi à? Thiết Nguyên trầm giọng nói. Các hạ, tuy chúng ta không phải là yêu nghiệt và thiên tài siêu cấp, nhưng tất nhiên cũng không kém hơn người khác. Thế à? Nam tử thanh niên cười lạnh. Thứ cho ta nói thẳng. Các ngươi chính là rất kém cỏi. Nghe vậy, sắc mặt đệ tử cổ kiếm tông đều trở nên âm trầm. Thiết Nguyên ngẩng đầu nhìn nam tử thanh niên, lạnh lùng nói. Tại hạ bất tài, muốn lãnh giáo các hạ mấy chiêu. Nếu thế này mà vẫn nhịn được, cổ kiếm tông không nghi ngờ gì nữa sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ. Lãnh giáo á? Nói thật, không muốn chơi với các ngươi lắm, có điều các ngươi đã muốn chơi vậy thì đến chơi đi. Cũng cho các người thấy rõ sự kém cỏi của mình. Thiết Nguyên lấy thiết kiếm sau lưng xuống, tay phải cầm thiết kiếm chĩa thẳng vào nam tử thanh niên, ngay sau đó, thiết kiếm trong tay hắn rời tay bay ra. Đại khai đại hợp, dũng mãnh vô cùng. Đây là cảm giác của mọi người lúc này. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền biến đổi, bởi vì thanh thiết kiếm cực lớn này trực tiếp bị nam tử thanh niên một tay tóm chặt. Kiếm vẫn đang rung, nhưng lại không thể nào tiến được thêm. Phía dưới, trong mắt Thiết Nguyên hiện lên lệ khí, ngay sau đó, thân hình hắn lên, trực tiếp xuất hiện ở phía sau thiết kiếm. Cùng lúc đó vô số đạo kiếm khí giống như mưa to bắn về phía nam tử thanh niên. Vào lúc này, toàn bộ chân trời đều trải rộng kiếm khí. Có hoa không quả. Phía dưới, Dương Diệp lắc đầu, đừng nhìn những kiếm khí này rất nhiều, nhưng rất trống rỗng, chỉ là để làm cảnh mà thôi. Quả nhiên. Nam tử thanh niên trên không trung trực tiếp đánh ra một quyền, một cỗ lực lượng cường đại ùa ra, trực tiếp đánh cho kiếm khí đầy trời nát vụn, mà Thiết Nguyên cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Thiết Nguyên lại lui cả trăm trượng mới dừng lại được,
mà khóe miệng hắn đã trào máu. Trên không trung, nam tử thanh niên nắm lấy cự kiếm cười lạnh. Kiếm tu, không thể phủ nhận, thế gian vẫn có rất nhiều kiếm tu cường đại, nhưng nói thật, các ngươi quá yếu, các ngươi căn bản không thích hợp đến chiến giới này. Dứt lời, hắn bấm tay búng một cái. Thiết kiếm run lên kịch liệt, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Thiết Nguyên. Ở đối diện, con người Thiết Nguyên đột nhiên co rút lại, như lâm đại địch, lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ, nếu hắn không tiếp được thì không chết cũng phải trọng thương. Thiết Nguyên đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một nam tử xuất hiện ở trước mặt Thiết Nguyên, ngay sau đó, trong ánh mắt của mọi người, một tay của nam tử đó trực tiếp tóm lấy Thiết Kiếm. Người này, chính là Dương Diệp. Thiết Kiếm nắm gọn trong tay Dương Diệp. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Lục Vân Tiên thì nhìn xoáy vào Dương Diệp, không biết đang nghĩ gì. Dương Diệp nhìn Thiết Kiếm, sau đó xoay người đưa kiếm cho Thiết Nguyên. Thiết Nguyên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đa tạ. Dương Diệp cười cười. Chuyện nhỏ thôi. Tuy thực lực của Thiết Nguyên không mạnh, nhưng vừa rồi dám đứng ra, vẫn có tâm huyết, loại người có tâm huyết là đáng để giúp đỡ. Trên không trung, nam tử thanh niên quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Thể tu. Dương Diệp xoay người nhìn về phía nam tử thanh niên, gật đầu. Có thể coi là vậy. Đấu chút chứ? Nam tử thanh niên hỏi. Dương Diệp lắc đầu, ta chỉ muốn nói mấy câu, ta cảm thấy, ngươi cảm thấy thực lực của chúng ta không đủ, không có tư cách vào chiến giới, thật sự quá phiến diện đấy. Hay là ngươi để chúng ta thử xem, nếu thực lực của chúng ta thật sự không ra gì, chúng ta tất nhiên sẽ từ bỏ, chẳng ai đi làm chuyện không biết tự lượng sức mình cả, ngươi thấy thế nào? Nam tử thanh niên khẽ lắc đầu. Nói thật, thực lực của các ngươi là không đủ, cho đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông các ngươi đến thử xem. Còn nữa, tuy chúng ta chiêu mộ chiến dự bị, nhưng cũng có yêu cầu tối thiểu, rất đáng tiếc, các ngươi không đạt được tới yêu cầu tối thiểu này. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Yêu cầu thấp nhất là gì? Nam tử thanh niên chỉ vào mình. Ta là một trong những người yếu nhất, đánh bại ta, hoặc là đánh ngang ta thì có thể tiến vào chiến giới. Nghe vậy, đệ tử của Cổ Kiếm Tông sắc mặt đều có chút khó coi. Nam tử thanh niên này thấp nhất cũng là giới, hơn nữa, rõ ràng là loại này hàng thật giá thật. Mà trong bọn họ, mạnh nhất chính là Thiết Nguyên, mà Thiết Nguyên đã bị đánh bại. Đánh bại nam tử thanh niên chính là tiêu chuẩn. Dương Diệp trầm mặc một thoáng, sau đó nhìn về phía các đệ tử Cổ Kiếm Tông. Có muốn thử chút không? Nam tử thanh niên nói chuyện rất cao ngạo, nhưng không có nghĩa là người ta sai. Nếu đối phương đưa ra một tiêu chuẩn, có thể đạt tới tiêu chuẩn thì chính là chuyện của bọn họ. Mọi người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, một nam tử đứng dậy, chính là Lục Vân Tiên. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vân Tiên, Lục Vân Tiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử thanh niên. Để ta thử. Dứt lời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, ngay sau đó, một luồng kiếm quang bay lên. Luồng kiếm quang này cực nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, rất thuần túy. So với kiếm quang của Thiết Nguyên lúc trước còn mạnh hơn. Ở bên cạnh, Dương Diệp hơi gật đầu, không thể không nói, thực lực của Lục Vân Tiên rất không tồi, kiếm khí này rất sắc bén, cũng cực kỳ thuần túy, so với kiếm khí hoa lệ của Thiết Nguyên thì tốt hơn nhiều. Chân trời, nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Cũng ra gì đấy? Dứt lời, hắn bấm tay búng một cái, không gian đột nhiên run lên. Sau đó từng đạo sóng không gian giống như gợn nước ập về phía kiếm quang. Lực lượng mạnh vô cùng. Dưới sóng gợn không gian đó, kiếm quang bị ép cho dừng lại. Không chỉ như vậy, mỗi một đạo sóng gợn đánh lên kiếm quang sẽ ảm đạm đi mấy phần. Sau đạo sóng gợn thứ 5, kiếm quang trực tiếp nổ tung. Mà lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử thanh niên, kiếm chỉ thẳng vào giữa trán nam tử thanh niên. Nhanh như tia chớp. Xảo quyệt như độc xà xuất kích. Lựa chọn cận chiến. Khóe miệng nam tử thanh niên nở một nụ cười lạnh. Cận chiến, trong cùng cấp ta chưa từng sợ ai. Dứt lời, hắn đánh ra một quyền, một cỗ quyền ý cường đại giống như hồng thủy ùa ra, toàn bộ không gian đều rung chuyển. Mà đúng lúc này, hai mắt Lục Vân Tiên đột nhiên híp lại, ngay sau đó, tay phải run lên. Một đạo kiếm minh vang vọng, ngay sau đó, từng dòng kiếm ti nhỏ như sợi tóc từ mũi kiếm của hắn bắn ra, những kiếm ti này trong nháy mắt đã phá tan lực lượng của nam tử thanh niên, sau đó bao phủ nam tử thanh niên đó.
im lặng một thoáng. Ầm, toàn bộ chân trời rung chuyển, một cỗ lực lượng cường đại ùa ra, cỗ lực lượng này trực tiếp đẩy lui Lục Vân Tiên chừng trăm trượng, có điều rất nhanh, một đạo kiếm khí cường đại lại xẹt qua chân trời, sau đó cũng đẩy lui nam tử thanh niên mấy chục trượng. Rất nhanh, chân trời dần dần bình tĩnh. Nam tử thanh niên hơi chiếm thượng phong. Cách đó không xa, nam tử thanh niên không xuất thủ, hắn nhìn Lục Vân Tiên. Kiếm khí rất thuần túy, uy lực không tồi, người miễn cưỡng đủ tư cách. Lục Vân Tiên ôm quyền với nam tử thanh niên, hắn nhìn Dương Diệp, sau đó lui sang một bên. Không chung, nam tử thanh niên nhìn mọi người ở phía dưới, sau đó nói. Chiến giới so với tưởng tượng của các ngươi thì tàn khốc hơn nhiều, nơi này, không phải chốn yên vui, nơi này là nơi nguy hiểm nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đừng cho rằng nơi này là bình đài để các ngươi đề thăng thực lực, tuy nó quả thật là vậy, nhưng là đối với người có thực lực, người không sợ chết mà thôi. Được rồi, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Có ai muốn ở lại hay không? Nếu có thì xuất hiện đi. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ tới gì đó, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta cảm thấy ngươi rất biết đánh, đến thử đi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Sửa lại một chút nhé, ta không phải là rất biết đánh, mà là đánh rất giỏi. Mọi người. Đánh rất giỏi. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, kiêu ngạo vậy à? Không chung, nam tử thanh niên ngây ra, sau đó cười ha ha. Tốt, vậy để xem ngươi rốt cuộc đánh giỏi cỡ nào. Phía dưới, Dương Diệp không nói nhiều. Thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử thanh niên, đánh ra một quyền. Hai mắt nam tử thanh niên híp lại, cũng đánh ra một quyền. Trong cùng cấp, đánh nhau cận thân, hắn thật sự là chưa từng sợ ai. Nhưng mà, khi quyền đầu của hắn và quyền đầu của Dương Diệp va chạm, sắc mặt hắn thốt nhiên kịch biến, bùm. Trong ánh mắt của mọi người, cả người nam tử thanh niên trực tiếp bị chấn ra hơn trăm trượng. Nhưng mà, Dương Diệp vẫn chưa dừng tay. Lại xuất hiện ở trước mặt nam tử thanh niên, nhấc chân lên đá một cước. Nam tử thanh niên không dám lơ là, hắn lui về phía sau một bước, ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên bay lên rồi tung một quyền về phía Dương Diệp. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong quyền đầu của nam tử thanh niên ùa ra, toàn bộ không gian rung chuyển. Không chỉ như vậy, trên quyền đầu của nam tử thanh niên còn xuất hiện một cỗ quyền mang cường đại. Mà Dương Diệp thì không thèm tránh. Không trung vang lên những tiếng nổ, toàn bộ không gian rung chuyển như có động đất. Qua chừng mấy chục hơi thở, không trung mới dần dần bình tĩnh lại. Hai người không xuất thủ nữa. Nam tử thanh niên nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Người đủ tư cách. Dương Diệp nhìn tay mình, tay hắn cũng hơi run. Không thể không nói, lượng hàm kim của cường giả trong chiến giới rất cao, không phải loại hơi nước. Nếu hắn dùng lực lượng nhục thân đơn thuần, e là rất khó đánh bại người trước mắt này. Có điều đó cũng là bình thường, những người này ngày sau sẽ đối chiến với hoang tộc, sao có thể yếu được. Trên không trung, nam tử thanh niên nhìn mọi người phía dưới. Còn ai nữa không? Lúc này, Mạc Nhã đột nhiên đứng dậy, cười nói. Để ta thử xem. Dứt lời, mũi chân nàng ta điểm nhẹ, trong nháy mắt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Không chung, nam tử thanh niên đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Mạc Nhã đột nhiên biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử thanh niên đột nhiên biến đổi, hai tay hắn ép sang hai bên. Ầm, một cỗ lực lượng cường đại lấy làm trung tâm ùa ra. Vào lúc này, không gian khu vực đó trực tiếp trở nên hư ảo. Mọi người căn bản không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Sau mấy hơi, không gian khôi phục bình thường, mà lúc này... Mạc Nhã đã về vị trí nàng ta đứng lúc trước. Nam tử thanh niên nhìn Mạc Nhã. Ta nhìn lầm rồi. Mạc Nhã hơi gật đầu, không nói gì. Mà mọi người thì có chút ngây ngốc, Mạc Nhã này thông qua rồi à. Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn Mạc Nhã. Vừa rồi, người khác không thấy rõ, nhưng hắn thì thấy rõ, một kiếm của Mạc Nhã này đã chế trụ nam tử thanh niên đó. Một kiếm rất quỷ dị. Ta cũng thử. Lúc này, lại một nam tử đứng dậy. Nam tử đó chính là Tiết Y Nhân. Tiết Y Nhân ôm quyền với nam tử thanh niên, trong nháy mắt, một thanh trường kiếm đột nhiên từ vỏ kiếm bên hông hắn bắn ra, trường kiếm giống như một đạo thiểm điện bắn thẳng về phía nam tử thanh niên. Phi kiếm. Vào chớp mắt phi kiếm xuất hiện,
nam tử thanh niên điểm ra một chỉ, trực tiếp khiến không gian trước mặt hắn chấn động. Lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong phi kiếm trực tiếp chấn cho nam tử thanh niên liên tục lui về phía sau, mà phi kiếm này lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau nam tử thanh niên. Có điều, nam tử thanh niên phản ứng cũng cực nhanh, xoay người đấm ra một quyền. Một cỗ quyền mang cường đại từ trong quyền đầu nam tử thanh niên ùa ra, nhưng mà, một quyền này không đánh lui được thanh phi kiếm này, ngược lại, bản thân nam tử thanh niên lại bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Lần này, phi kiếm không thừa thắng xông lên mà là xoay lại bay về trong vỏ kiếm của Tiết Y Nhân. Tiết Y Nhân ôm quyền với nam tử thanh niên. Đa tạ. Không chung, nam tử thanh niên nhìn Tiết Y Nhân, sau đó nhìn về phía đệ tử cổ kiếm tông còn lại. Còn ai nữa không? Trong sân, những người còn lại không ai đứng ra. Nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Nếu có thì quay về đi. Bằng không, các ngươi tiến vào chiến giới, chính là đi chịu chết đấy. Nghe vậy, các đệ tử còn lại của những cổ kiếm tông đó vẻ mặt có chút chán nản, vốn mang theo hy vọng mà đến. Nhưng hiện tại, còn chưa vào được đã phải về, bất kỳ là ai cũng sẽ thấy khó chịu. Đám người Dương Diệp không nói gì, đúng như lời nói của nam tử thanh niên. Thực lực không đủ, tốt nhất hãy trở về, bằng không đi vào e là sẽ tự hại mình. Lúc này, Thiết Nguyên đứng dậy, hắn nhìn mấy người Dương Diệp. Chúc mừng các ngươi, sau khi vào đó nhớ phải cẩn thận. Dương Diệp gật đầu. Bảo trọng. Thiết Nguyên cười cười. Ngày sau gặp lại ở tông môn. Nói xong, hắn dẫn theo các đệ tử ngoại môn phía sau xoay người ngự kiếm rời đi. Không chung, nam tử thanh niên nói. Bốn người các ngươi đi theo ta. Nói xong, hai tay hắn kết một thủ ấn kỳ dị, rất nhanh, cách trước mặt hắn không xa xuất hiện một truyền tống trận, năm người tiến vào trong đó. Chiến giới. Trong thông đạo truyền tống trận, nam tử thanh niên nói. Các ngươi đã gia nhập chiến giới, đương nhiên, các ngươi cũng là đệ tử của cổ kiếm tông. Có điều, ngày sau nếu đại chiến với hoang tộc, chiến lệnh chiến giới vừa tới, các ngươi phải lập tức tới chiến giới. Nghe lệnh điều khiển. Chiến giới sẽ phát sinh xung đột với các tông môn à? Mạc Nhã đột nhiên hỏi. Nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Chiến giới là nơi Vĩnh Hằng Chi Chủ và Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng ước định sáng lập, địa phương này là cao nhất. Dưới tình huống bình thường, chiến giới sẽ không có xung đột gì với tông môn của với các ngươi, bởi vì mục tiêu của chúng ta là hoang tộc. Hoang tộc? Mạc Nhã nhíu mày. Một hoang tộc mà thôi. Có cần Vĩnh Hằng Quốc Độ ta phải đối đãi như vậy không? Nam tử thanh niên lìn Mặc Nhã. Bỏ ngay suy nghĩ này của ngươi đi, bằng không ngày sau ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Mặc Nhã nhíu chặt mày, sẽ có điều nàng ta không nói gì nữa, hiển nhiên nàng ta cũng đã ý thức được một số vấn đề. Nếu hoang tộc thật sự yếu như vậy, Vĩnh Hằng Quốc Độ cần gì phải tiêu phí vô số tài nguyên để làm ra chiến giới thần bí này? Hiển nhiên là không cần. Lúc này, nam tử thanh niên lại nói. Nghe nói đệ nhất thiên tài cổ nhạc tiên của cổ kiếm tông các ngươi đã tới ngũ giới à? Tiết Y Nhân nói. Chiến giới các ngươi cũng nghe nói về cổ sư huynh sao? Nam tử thanh niên gật đầu. Đối với thiên tài của Vĩnh Hằng Chi Giới, chúng ta đều nắm rõ. Chiến giới của chúng ta từng tung cành ô liu về phía cổ nhạc tiên, nhưng hắn không tới. Vì sao? Tiết Y Nhân hỏi. Nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Lúc ấy lý do của hắn là đang ở thời kỳ mấu chốt sắp phá giới, nhưng hiện tại hắn không có lý do gì để không tới cả. Các ngươi cưỡng chế mộ binh à? Tiết Y Nhân hỏi. Nam tử thanh niên nhìn Tiết Y Nhân. Vĩnh Hằng Quốc Độ không phải là Vĩnh Hằng Quốc Độ của một người, là Vĩnh Hằng Quốc Độ của mọi người, cổ nhạc tiên hắn phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ đến thủ hộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, không chỉ cổ nhạc tiên hắn, tất cả mọi người chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ. Có nước mới có nhà. Nếu Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta bị hoang tộc đả bại, khi đó cái gọi là cổ kiếm tông của các ngươi hoặc là thế gia của mình có còn tồn tại không? Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Năm đó, tông chủ của cổ kiếm tông tự mình xuất lĩnh hơn 10 vị kiếm tu cường đại ngăn cản cường giả hoang tộc. Trận chiến ấy hơn 10 vị kiếm tu của cổ kiếm tông ngươi chết trận, một kiện siêu thần khí bị hủy, tông chủ của cổ kiếm tông thì nhục thân bị hủy. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cổ kiếm tông ngươi mới có danh ngạch hôm nay. Mà cổ kiếm tông cũng bởi vì chuyện năm đó mà được thế nhân tôn trọng. Không phải sao? Không thể không nói, nam tử thanh niên nói không sai. Trận chiến năm đó, cổ kiếm tông tổn thất thảm trọng,
thiếu chút nữa thì trực tiếp diệt tông, nhưng về sau lại không có bất kỳ một thế lực nào dám ý đồ với Cổ Kiếm Tông. Không chỉ như vậy, sau trận chiến ấy địa vị của Cổ Kiếm Tông ở Vĩnh Hằng Quốc Độ ngược lại còn cao hơn. Trung giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ có một chiến bia, cao tới trăm trượng, bên trên ghi lại cường giả đã chết trận của Vĩnh Hằng Quốc Độ năm đó, mà vị trí của Cổ Kiếm Tông chiếm gần thứ hạng 100. Lúc này, nam tử thanh niên đột nhiên nói. Nói tới kiếm tu, ta cũng nhớ tới một người tên là Dương Diệp. Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người, hắn nhìn về phía nam tử thanh niên, người này biết mình à? Dương Diệp, Mặc Nhã hỏi, đó là người nào? Nam tử thanh niên nói, cũng một vị kiếm tu ở hư chân cảnh đã chạm sát cường giả ngũ giới. Hư chân cảnh chạm sát ngũ giới? Sao có thể như vậy được? Mặc Nhã kinh ngạc nói. Nam tử thanh niên gật đầu. Ta cũng biết là không thể, có điều, tin tức truyền về là như vậy. Thiên tài việc sao chúng ta chưa từng nghe qua nhỉ? Tiết Hy Nhân đột nhiên nói. Nam tử thanh niên nói. Bởi vì hắn là người của Vĩnh Hằng chi giới, cũng chính là người bên ngoài mà chúng ta hay nói. Mặc Nhã nhíu mày. Người bên ngoài, sao có thể? Loại thế giới này linh khí rất loãng, cũng không có vĩnh hằng chi khí, sao có thể có được yêu nghiệt như vậy, là nghe nhầm đồn bậy à? Nam tử thanh niên nói. Có lẽ vậy, có điều, người này không đơn giản, trên người hắn còn có một linh tổ, thật sự nghĩ không thông, linh tổ sao lại đi theo hắn nhỉ? Linh tổ. Lời này vừa nói ra, đám người Mặc Nhã lập tức khiếp sợ. Linh tổ. Bọn họ không biết Hoang tộc, không biết Dương Diệp, nhưng bọn họ biết linh tổ. Đây chính là tượng trưng của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vạn linh chi tổ. Ở bên cạnh, nam tử thanh niên nói. Không nói linh tổ, chỉ nói bản nhân Dương Diệp đó, nếu đúng như lời đồn, hắn có thể ở hư chân cảnh chạm sát một vị ngũ giới, vậy thật sự có chút khủng bố. Người như thế, lại có địch ý với Vĩnh Hằng Quốc Độ, không thể giữ lại. Đương nhiên, trong chiến giới ta đã có người nhận lệnh đi giết hắn. Cách đó không xa, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. Dương Diệp này cũng là một vị kiếm tu à? Mặc Nhã đột nhiên hỏi. Nam tử thanh niên cầm đầu nói. Đúng vậy. Khóe miệng Mặc Nhã nhếch lên. Có chút thú vị đấy. Không ngờ ở thế giới bên ngoài còn xuất hiện loại thiên tài này. Không biết đặt hắn ở Cổ Kiếm Tông thì hắn có được tính là thiên tài không nhỉ? Khẳng định là một phế vật. Lúc này, có người đột nhiên nói, mọi người hướng ánh mắt về phía Dương Diệp, bởi vì người vừa lên tiếng chính là Dương Diệp. Dương Diệp nói, các người nghĩ xem, một hư chân cảnh chạm sát ngũ giới, loại chuyện này là khả năng sao? Tuyệt đối là không thể. Cho nên, theo ta nói Dương Diệp đó là thiên tài kiếm đạo siêu cấp khẳng định là nghe nhầm đồn bậy. Nói đến đây, hắn nắm chặt quyền đầu. Nếu để ta gặp hắn, tuyệt đối sẽ đánh chết hắn ngay. Nam tử thanh niên nhìn Dương Diệp. Có lòng tin là chuyện tốt. Dương Diệp cười cười. Không biết xưng hô với các hạ như thế nào. Nam tử thanh niên lạnh lùng nói. Lý Mộc, nhớ kỹ, đợi những người còn lại tiến vào chiến giới rồi. Trong chiến giới không khỏi có nội đấu, nhưng không được đánh chết người, cũng không được đánh người ta tàn phế. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng thế nào? Dương Diệp vội vàng hỏi. Nghe vậy, mọi người không nhịn được nhìn sang Dương Diệp. Người này rất có khuynh hướng bạo lực. Lý Mộc nói. Không phải là trục xuất người khỏi chiến giới, mà là sẽ đưa người tới một nơi, tin ta đi, người sẽ không muốn tới đó đâu. Nơi đó so với chết còn khủng bố hơn vô số lần. Dương Diệp đang muốn hỏi thêm thì đúng lúc này bọn họ đã ra khỏi thông đạo truyền tống. Đám người Dương Diệp xuất hiện trong một thế giới mênh mông, âm u, mà xung quanh tràn ngập mùi thi thể và mùi máu tươi. Chiến trường. Lúc này, Lý Mộc đột nhiên nói. Các ngươi hiện tại đã tới chiến giới, nơi này là chiến trường, cũng là khảo nghiệm cuối cùng của các ngươi. Qua được chiến trường này, ngoài vạn dặm biên kia chính là chiến thành. Các ngươi chỉ có thể đi qua, đương nhiên ngươi cũng không thể ngự kiếm phi hành. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại không có đường lui. Đường lui duy nhất chính là chết, mà nếu các ngươi chết ở đây, tông môn của các ngươi sẽ không báo thù cho các ngươi đâu, các ngươi là chết một cách vô ích. Nếu các ngươi đầu hàng, các ngươi sẽ là nỗi sỉ nhục đối với tông môn và thế gia của mình. Đương nhiên chúng ta cũng không chấp nhận đầu hàng, cho nên, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, Lý Mộc lấy ra một tấm phù lục màu vàng rồi bóp nát,
sau đó hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong sân chỉ còn lại bốn người Dương Diệp. Đi qua. Sau khi trầm mặc một thoáng, Tiết Y Nhân đột nhiên nói. Ba vị, ta cảm thấy chúng ta nên liên thủ với nhau, các ngươi thấy sao? Dương Diệp gật đầu, không có gì ý kiến. Hắn không muốn xuất kiếm, mà dưới tình huống không xuất kiếm, hắn muốn tới chiến thành e là độ khó rất cao. Bởi vì phía bên phải có một cỗ thi thể của yêu thú, đó là yêu thú ngũ giới. Mặc Nhã và Lục Vân Tiên gật đầu. Đây không phải là lúc đơn đả độc đấu. Tiết Y Nhân gật đầu. Thôi, chúc chúng ta may mắn. Bốn người đi về hướng xa xa, thần sắc vô cùng đề phòng, Dương Diệp cũng thời khắc chú ý xung quanh, bởi vì hắn cảm thấy xung quanh có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau 15 phút, đại địa trước mặt bốn người đột nhiên rung chuyển, thuận tay chuẩn bị xuất thủ, có điều, khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức biến đổi. Rất nhanh bốn người không hẹn mà cùng chạy về phía sau. Phía sau bốn người một đám đại yêu, một đám quái vật lớn hình dạng giống như sư tử, phải có chừng 10 con, mỗi con đều là tứ giới. Bốn người điên cuồng chạy trốn. Dương Diệp tất nhiên cũng phải chạy theo, nếu hắn xuất kiếm, có thể dễ dàng chảm sát những yêu thú này. Có điều đó là chuyện rất kinh thế hãi tục, thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Tốc độ chạy trốn của bốn người có thể nói là rất nhanh. Nhưng tốc độ của đám đại yêu kia còn nhanh hơn. Sau một lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Chúng ta không thể cứ chạy như vậy được. Nơi này khẳng định còn có đại yêu khác. Chúng ta chẳng may chạy vào hang ổ của đại yêu khác thì sẽ thành thức ăn của chúng mất. Ý của ngươi là đánh lại à? Mặc Nhã đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Bằng không ngươi còn có biện pháp khác à? Mặc Nhã trầm mặc. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Ta đã đếm rồi. Tổng cộng có 12 đại yêu, chúng ta có 4 người, một người 3 con, các ngươi không có vấn đề gì chứ? Đám người Mặc Nhã trầm mặc mấy giây, sau đó Tiết Y Nhân lên tiếng. Không. Lúc này, Lục Vân Tiên cũng nói. Không. Mặc Nhã hít sâu một hơi. Vậy chiến thôi. Dứt lời, 4 người ngừng lại, xoay người nhìn về phía 12 đại yêu, thần sắc của 4 người vô cùng ngưng trọng. 12 đại yêu này xong tới. Giống như thiên quân vạn mã, cỗ khí thế này giống như muốn đạp phá thiên địa. Nhìn đàn đại yêu này, Dương Diệp lắc đầu, với thực lực của nhị nha, loại yêu thú này nàng ta có thể đánh chết mấy chục con. Mà nếu Tiểu Bạch và nhị nha đều ở đây, bầy yêu thú này hoặc là bị đánh cho nằm bò, hoặc là tự nằm bò. Nghĩ đến nhị nha và Tiểu Bạch, Dương Diệp đột nhiên thấy nhớ nhớ họ. Cũng không biết hai đứa nhóc này có nhớ mình không, còn cả An Nam Tĩnh nữa. Dương Diệp lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, xông thẳng tới đám đại yêu. Nhìn thấy Dương Diệp dẫn đầu xông lên, Tiết Y Nhân cũng không do dự nữa. Ánh mắt của Dương Diệp đầu tiên là nhắm vào con đại yêu đi đầu. Lúc này, con đại yêu đó đang nhìn hắn chằm chằm, trong mắt nó là vẻ hung lệ không thể che giấu. Rất nhanh, một người một yêu càng lúc càng gần. Đột nhiên, Dương Diệp tung người nhảy lên, trực tiếp bay tới đỉnh đầu của đại yêu đó. Mà ở trong tay hắn có thêm một khối mộ bia này chính là mộ bia mà nhị nha có được lúc trước. Nhị nha khi đi đã quên mang theo, thế là giờ nó thành của Dương Diệp. Trên không trung, Dương Diệp nắm mộ bia đập về phía dưới. Mà đại yêu đó cũng không tránh né, lao thẳng tới mộ bia của Dương Diệp. Không trung, một tiếng nổ như tiếng sấm vang lên, đại yêu đó rên lên một tiếng, trực tiếp từ trên không trung ngã xuống. Mà cả người Dương Diệp cũng trực tiếp bay ngược ra sau. Có điều khi bay đi, hai tay hắn cầm khối bia đập về phía trước mặt, bởi vì đang có một con đại yêu đang lao tới. Bùm! Đại yêu trúng một đập của Dương Diệp, trực tiếp từ trên không trung ngã xuống. Huyết mạch chi lực. Tuy Dương Diệp không dùng kiếm, nhưng lại dùng huyết mạch chi lực, có sự gia trì của huyết mạch, lực lượng của hắn tuyệt không yếu hơn đại yêu tứ giới này. Có điều, khi đập con đại yêu thứ hai, con đại yêu thứ ba lại trực tiếp đâm vào người hắn. Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài, vào lúc này, đầu hắn kêu ong ong, giống như có vô số con ong mật đang vo ve bên tai. Mà đúng lúc này, con đại yêu đó lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó một chảo vồ vào đầu hắn. Trong Hồng Mông Tháp, trên đài phi thăng, nhìn thấy một màn này, Tiểu Ngưu xách búa muốn lao tới, có điều lại bị Kiếm Kinh ngăn lại. Tiểu Ngưu lộ ra vẻ lo lắng. Đám đại yêu Tiểu Long ở bên cạnh nó cũng có chút lo lắng. Không nói tới duyên cớ nhị nha và Tiểu Bạch,
đối với Dương Diệp, tuy bọn họ không có tình cảm nhiều. Nhưng ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng đã coi Dương Diệp là người một nhà, phải nói rằng, trong tiềm thức bọn họ đã coi Dương Diệp là người một nhà. Nếu Tiểu Ngưu gặp uy hiếp, bọn Tiểu Long tuyệt đối sẽ không đứng nhìn, tuy chúng là đại yêu chủng loại khác nhau, nhưng hiện tại đều là một phần tử trong Hồng Mông Tháp. Kiếm Kinh nói khẽ, không sao đâu, ngoài Hồng Mông Tháp, nhận thấy được một cỗ lực lượng cường đại ập tới, Dương Diệp đột nhiên lắc lắc đầu, ngay sau đó, hắn trực tiếp đánh ra một quyền về phía đại yêu đó. Bùm! Dương Diệp lại một lần nữa bay ra sau. Mà đại yêu đó cũng bị một quyền này của Dương Diệp đập cho rơi xuống đất. Có điều, đối với chúng mà nói, chút lực lượng ấy vẫn chịu được. Rất nhanh, ba đại yêu lại đứng lên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lần này, trong mắt ba đại yêu đã đầy sát ý. Không nghi ngờ gì nữa, Dương Diệp đã triệt để chọc giận bọn họ. Xa xa, Dương Diệp nhổ máu tươi trong miệng ra, lần này hắn mới phát hiện, mình thì ra con mẹ nó là một kiếm tu, dưới tình huống không dùng kiếm, thực lực không ngờ yếu đi nhiều như vậy. Lúc này, ba đại yêu đột nhiên lao về phía Dương Diệp. Lần này quanh người chúng xuất hiện hồng mang, trong nháy mắt, thể tu của ba đại yêu lại to hơn, lực lượng từ trên người phát ra cũng mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Dương Diệp nheo mắt, ba tên gia hỏa này chơi thật à. Dương Diệp hít sâu một hơi, tay phải hắn vẫy một cái, mộ bia bay đến trong tay hắn, hắn ôm mộ bia lao thẳng về phía ba đại yêu. Nhìn thấy một màn này, ba đại yêu ngược lại ngẩn ra, người trước mắt mạnh như vậy à. Ba đại yêu tất nhiên sẽ không nhượng bộ, cũng lao về phía trước. Lúc này, thanh âm của Kiếm Kinh vang lên trong đầu Dương Diệp. Ngươi muốn làm gì thế? Khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười gằn. Nhục thân của lão tử cũng rất lợi hại, hôm nay, ta sẽ dùng lực lượng nhục thân để giết chết ba tên gia hỏa này. Trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh lắc đầu. Tự ngược. Nhục thân của Dương Diệp trong cùng cấp đã là rất không tồi, nhưng đó là đại yêu tứ giới. Còn cao hơn hắn mấy cấp, hắn dùng nhục thân nhất giới đọ với nhục thân tứ giới, hơn nữa còn là ba đại yêu hợp lại, thế chẳng phải là tự ngược sao? Có điều rất nhanh, Kiếm Kinh giống như là nghĩ tới gì đó, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Dương Diệp là muốn thông qua lần kịch chiến này để đề thăng nhục thân của mình. Ngoài Hồng Mông Tháp, bùm, theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra sau, trên không trung. Máu tươi trong miệng Dương Diệp phun như suối. Mà một đại yêu trong đó cũng bị mộ bia của Dương Diệp đập cho vỡ đầu, nhưng ảnh hưởng không lớn. Thế là ba đại yêu lại xông về phía Dương Diệp, mà Dương Diệp cũng từ dưới đất đứng dậy, sau đó lại xông tới. Ở một góc tối, ba người đang nhìn về phía khu vực này, hai nam một nữ. Trong đó, nam tử cầm đầu đột nhiên nói. Người này khá là thú vị đấy, là kiếm tu, lại dùng man lực để đánh nhau. Hắn tên là gì? Diệp Dương. Một nam tử khác nói. Diệp Dương. Ở bên cạnh, nữ tử nhíu mày. Diệp Dương, Dương Diệp. Dương Diệp. Nghe thấy lời nói của nữ tử, hai gã nam tử lập tức ngẩn người. Nhưng rất nhanh, nam tử bên hông đeo đao cầm đầu lắc đầu cười. Liên An, ngươi cảm thấy hắn có thể là Dương Diệp đó à? Nữ tử tên Liên An lạnh lùng nói. Chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Có điều, cũng không phải không có khả năng, mọi chuyện đều có khả năng, không phải sao? Nam tử cầm đầu cười nói. Dương Diệp đó đúng là kiếm tu, có điều theo tin tức ta nhận được thì hắn hình như chỉ là hư chân cảnh, hơn nữa, trên người còn có đệ nhất kiếm trụ của đại thiên vũ trụ ta. Mà người trước mắt cảnh giới là phá giới cảnh, tuy không nhìn thấy kiếm của hắn, nhưng theo ta, hắn chắc không phải là Dương Diệp đó. Dương Diệp đó cho dù cuồng đại tới mấy, cũng không thể nghênh ngang như vậy tới Vĩnh Hằng quốc độ ta, đồng thời còn tiến vào chiến giới. Liên An nhìn bốn người Dương Diệp đang đại chiến. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Nam tử cầm đầu lắc đầu cười, lúc này, nam tử bên cạnh hắn đột nhiên nói. Mạc Du Huynh, lần này bên trên hạ thấp tiêu chuẩn, vậy đại chiến cuối cùng cũng tới rồi à? Mạc Du tên là nam tử lắc đầu, cười nói. Ai biết được, đi thôi. Đi xem thiên tài của mấy thế gia khác. Nói xong, hai người xoay người rời đi. Xa xa, bốn người Dương Diệp vẫn đang đại chiến. Nói là đại chiến, không bằng nói là tự ngược. Bất kể là Dương Diệp hay là ba người Mặc Nhã đều bị những đại yêu tứ giới đỉnh phong hoàn toàn nghiền ép.
hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Trong đó thảm nhất vẫn là Dương Diệp. Dương Diệp dùng nhục thân để vật lộn với những đại yêu tứ giới này, nếu không phải có Hồng Mông Tháp cuồn cuộn không ngừng chữa trị, hắn e là đã chết mấy trăm lần rồi. Mà hiện tại, nhục thân của hắn giống như một khối sắt, không ngừng được gõ đập, không ngừng được chữa trị. Dưới tình huống như vậy, nhục thân của Dương Diệp dần dần bắt đầu xảy ra biến hóa nào đó. Có điều loại biến hóa này là dùng mạng để đổi lấy. Ngươi không thể kéo dài nữa, họ không chống đỡ được nữa rồi. Đúng lúc này, thanh âm của kiếm kinh đột nhiên trong đầu Dương Diệp. Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn đám người Mặc Nhã. Lúc này ba người Mặc Nhã đều đã mình đầy thương tích, bọn họ đã bị áp chế toàn diện. Kiếm của ba người ở nội môn cổ kiếm tông đều rất nổi bật, nhưng kiếm của bọn họ cũng không thể tạo thành thương tổn có tính thực chất gì với những yêu thú cường đại này. Phải biết rằng cảnh giới của những đại yêu này là hơn xa bọn họ. Trầm ngâm một thoáng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đám yêu thú, đột nhiên gầm lên. Một cỗ long uy từ trong cơ thể hắn ùa ra. Long uy. Hắn đã ăn long nguyên, long uy tất nhiên là có một chút, nhưng... Đám đại yêu này khi cảm nhận được thái cổ long uy của thái cổ chân long này thì đầu tiên là ngẩn người, nhưng rất nhanh, chúng lại lao về phía Dương Diệp. Cỗ long uy này quá yếu. Vẻ mặt Dương Diệp có chút xấu hổ, rất nhanh, hắn nói. Tiểu long. Người ra ngoài một chuyến đi, thu nhỏ một chút, giống như nhị nha là được rồi. Rất nhanh, Tiểu Long xuất hiện ở trước mặt hắn, Tiểu Long ngẩng đầu nhìn về phía đám đại yêu kia rồi đột nhiên gầm lên. Một cỗ long uy ùa ra. Cỗ long uy này là long uy chân chính, chứ không phải là loại hàng lởm như của Dương Diệp. Long uy cường đại bức cho ba đại yêu đang lao về phía Dương Diệp phải dừng lại. Tiểu Long lạnh lùng nhìn mấy con đại yêu đó. Nói thật cả đời này nó chỉ bị nhị nha giày vò, hoặc là nói trừ nhị nha ra thì nó thật sự là chưa từng sợ ai. Đương nhiên là nói về yêu thú, mấy con đại yêu trước mắt lại càng không đáng để vào mắt. Mấy con đại yêu nhìn Tiểu Long, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh, chúng lại lao về phía Tiểu Long. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Tiểu Long, uy lực của ngươi không đủ. Thần sắc Tiểu Long trong nháy mắt trở nên dữ tợn, sau đó, nó trực tiếp xông lên. Bùm! Cách đó không xa, một con đại yêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhục thân của đại yêu đó không ngờ trực tiếp vỡ nứt. Mà hai đại yêu còn lại thì đâm vào người Tiểu Long, có điều Tiểu Long bị chúng hất bay. Cũng là đại yêu tứ giới, nhưng chiến lực của Tiểu Long cho dù là ngũ giới cũng thể đánh một trận, không chỉ như vậy, trải qua sự tôi luyện của ám hư thần lôi. Nhục thân của Tiểu Long đã gần tiếp cận với nhị nha. Tiểu Long không dừng tay, bay thẳng đến ba đại yêu, nhìn thấy một màn này, ba đại yêu biến sắc, lần này, chúng xem như đã triệt để tỉnh táo rồi. Không nói hai lời trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tiểu Long muốn đuổi, nhưng bị Dương Diệp ngăn lại. Tiểu Long gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đám đại yêu cách đó không xa, chúng lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Long, quay đầu nhìn về phía Tiểu Long. Tiểu Long đột nhiên gầm lên. Một cỗ long uy cường đại ùa ra. Cảm nhận được cỗ long uy này, các đại yêu đều lui về phía sau, kiêng kỵ không thôi. Tiểu Long tiến về phía các đại yêu, nhìn thấy một màn này, đám đại yêu kia sau khi nhìn chằm chằm Tiểu Long thì xoay người rời đi. Long uy, một trong những sinh vật cao nhất trên kim tự tháp yêu tộc. Hiển nhiên đám đại yêu này đã đoán được thân phận của Tiểu Long, bởi vậy, đều nhượng bộ. Thái cổ chân long nhất tộc, có tư cách này. Không phải tất cả đại yêu đều dám ăn rồng như nhị nha. Tiểu Long thành công đuổi được đám đại yêu đi. Mà ánh mắt của ba người Mặc Nhã thì chiếu lên người Tiểu Long. Tiểu Long không bận tâm tới họ, trực tiếp quay về Hồng Mông Tháp. Ba người Mặc Nhã nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Chữa thương trước đi đã. Ba người gật đầu, không hỏi gì. Đều là người trưởng thành, Dương Diệp không nói. Bọn họ tất nhiên sẽ không hỏi. Dương Diệp chữa thương rất nhanh, chỉ một lát hắn đã khỏi hẳn, ngoài ra, đáng để nói là, hắn cảm thấy nhục thân của mình đã tới ranh giới đột phá. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Dương Diệp lắc đầu thở dài, nếu vừa rồi hắn kiên trì thêm một chút, hắn có thể đã thành công đạt tới nhục thân nhị giới. Có điều nếu như vậy mấy người bên cạnh e là sẽ phải bỏ mạng ở đây mất, một lát sau, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ba vị, thứ cho ta nói thẳng, nơi này quả thật có chút nguy hiểm.
Tiết Hy Nhân lắc đầu. Nguy hiểm là chắc chắn rồi, có điều, hiện tại cũng không có đường lui nữa. Dương Diệp gật đầu. Vậy thì tóm lại mọi người cẩn thận một chút. Ba người gật đầu. Sau nửa canh giờ, bốn người một lần nữa xuất phát, lộ trình trăm vạn dặm, tuy bốn người không thể ngự kiếm phi hành, nhưng với cước lực và tốc độ của bọn họ, muốn tới chiến thành gì đó nhiều nhất cũng chỉ 2-3 ngày mà thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trên đường không có đại yêu ngăn cản. Trên đường đi, Mặc Nhã đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp. Diệp huynh, con rồng vừa rồi là sao? Dương Diệp nhìn Mặc Nhã cười bẽn lẽn. Ta đã thấy rồng rồi, nó chính là rồng. Rồng. Kỳ thật, những người này cơ bản đều chưa bao giờ thấy thái cổ chân long, đừng nói là bọn họ, e là mấy lão quái vật của cổ kiếm tông cũng chưa từng gặp thái cổ chân long thật sự. Dương Diệp nói. Ta cảm thấy, ngươi nên nghĩ làm thế nào để sống sót. Cái này là quan trọng nhất, không phải sao? Mặc Nhã cười cười, không hỏi nữa. Có điều trong lòng ba người Mặc Nhã, Dương Diệp có chút thần bí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chiến thành đó chắc chính là hạch tâm của chiến giới. Nơi đó chắc có thể nhìn thấy thực lực chỉnh thể của chiến giới. Từ trước mắt cho thấy, chiến giới này không đơn giản. Hoang tộc thì sao? Tuy hắn chưa tiếp xúc với hoang tộc nhiều lắm, nhưng hoang tộc cũng không đơn giản. Hai thế lực lớn này đánh nhau, không nghi ngờ gì nữa là rất khủng bố. Sau một lúc, Dương Diệp lắc đầu cười, mình hiện tại cứ lo cho bản thân đi đã. Về phần hoang tộc và vĩnh hằng quốc độ, kệ họ. Sau một tiếng đồng hồ, ở xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chiến đấu. Mấy người Dương Diệp nhìn nhau, cuối cùng Tiết Hy Nhân nói. Chúng ta đi xem thử chứ. Dương Diệp gật đầu. Đi xem đi. Bốn người đẩy nhanh tốc độ. Rất nhanh trên một mảng bình nguyên, bốn người nhìn thấy ba gã nam tử đang kịch chiến với một bầy yêu thú, mà bầy yêu thú này chính là đám yêu thú lúc trước đã ra tay với bọn họ. Bốn người nhìn nhau, khéo quá nhỉ. Hỗ trợ chứ? Mặc Nhã đột nhiên hỏi. Tiết Hy Nhân nhìn về phía Dương Diệp. Diệp huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Giúp đi, bọn họ chắc cũng là từ nơi khác đến, có cùng mục đích với chúng ta. Tiết Hy Nhân gật đầu, sau đó bốn người bay thẳng đến đám yêu thú kia. Đám yêu thú kia hiển nhiên cũng đã nhận ra bốn người Dương Diệp, khi nhìn thấy họ, đám yêu thú kia lập tức ngây ngẩn cả người. Tuy đám yêu thú này không nhìn thấy Tiểu Long, nhưng vẫn phòng bị không xuất thủ, mà kết đàn lui sang bên. Có điều, chúng không rời đi, hiển nhiên, là không muốn bỏ cuộc. Nhưng, cũng không dám xông lên, hiển nhiên vẫn sợ Tiểu Long. Dù sao đó cũng là một con thái cổ chân long. Thấy đám yêu thú kia không có ý xuất thủ, Dương Diệp cũng không chủ động xuất thủ, dù sao, vừa rồi bọn họ cũng bị giày vò một trận. Lúc này, ba gã nam tử kia đi tới trước mặt bốn người, Tiết Hy Nhân đang định lên tiếng, lúc này, trong ba người, nam tử áo đen cầm đầu đột nhiên nói. Các ngươi là ai? Ngữ khí rất lạnh lùng, khệnh khạng. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Sắc mặt Tiết Hy Nhân cũng có chút khó coi, hắn đang định lên tiếng, lúc này, nam tử áo đen đó đột nhiên đi tới trước mặt Tiết Hy Nhân. Chúng ta bảo các ngươi xuất thủ à? Tiết Hy Nhân. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn đám người Dương Diệp. Đúng là xen vào việc của người khác. Nghe vậy, đám người Dương Diệp ngây người. Cái quỷ gì thế? Bọn mình hảo tâm muốn hỗ trợ lại đổi lấy sự đối đãi như vậy à? Tiết Hy Nhân đang định lên tiếng. Đúng lúc này, Dương Diệp đi tới, hắn nhìn về phía đám yêu thú kia, tay phải chỉ vào ba gã áo đen. Đánh cho ta, các ngươi đánh không chết họ thì ta sẽ đánh chết các ngươi. Lúc này, Dương Diệp đã nổi nóng rồi. Đám yêu thú kia nhìn Dương Diệp, lúc này, yêu thú cầm đầu đột nhiên nói. Ngươi sẽ không ra tay chứ, chúng vẫn rất kiêng kỵ Tiểu Long. Dương Diệp nói, tuyệt đối không ra tay. Ngươi làm cái gì thế? Đúng lúc này, nam tử áo đen cầm đầu đột nhiên nói. Ngươi! Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ. Nam tử áo đen kia người trực tiếp bay ngược ra sau mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều ngây người. Dương Diệp vỗ vỗ tay. Bất kể các ngươi là vì nguyên nhân gì, nhưng chúng ta đến hỗ trợ, có lẽ là phá hỏng chuyện tốt của các ngươi. Nhưng theo ta, các ngươi không nên. Thôi, lão tử không muốn nhiều lời với các ngươi. Hiện tại lão tử thấy các ngươi rất khó chịu, đừng tới tìm ta gây phiền, bằng không,
ta nhất định sẽ đánh chết các ngươi đấy. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Mặc Nhã. Chúng ta đi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp xoay người bước đi. Ba người Mặc Nhã do dự một thoáng rồi cũng đi theo. Tại chỗ, hai gã nam tử còn lại thần sắc có chút khó coi. Xuất thủ, bọn họ tất nhiên không dám. Dương Diệp vừa rồi ra tay đã trấn nhiếp bọn họ. Hơn nữa hiện tại cách bọn họ không xa còn có một đám đại yêu. Sau khi xác định đám người Dương Diệp đã đi rồi, đám đại yêu kia nhìn về phía hai gã nam tử đó. Đám đại yêu này đang muốn ra tay thì đúng lúc này xa xa một cầu vồng trắng giống như một đạo thiểm điện đánh tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy má tê đã tới trước mặt đám yêu thú kia, ngay sau đó, một chiếc gương cực to trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu đám yêu thú kia. Vô số cột sáng giống như mưa to từ trong gương chút xuống. Trong nháy mắt, đám đại yêu trực tiếp bị cột sáng cường đại này đánh cho liên tục thối lui, nhưng mà vẫn chưa hết, một bóng trắng đột nhiên xông vào trong đàn đại yêu. Theo một cây trường tiên màu trắng lóe lên, một con đại yêu thân thể trực tiếp nứt từ giữa. Mà những đại yêu còn lại trong nháy mắt này cũng bị chấn cho liên tục lui ra sau, chúng còn chưa dừng lại thì lại có mấy con đại yêu trực tiếp trường tiên màu trắng đánh chúng. Trong nháy mắt, thân thể chúng nứt ra. Nhìn thấy một màn này, mấy đại yêu còn lại dưới sự dẫn dắt của đại yêu cầm đầu lập tức bỏ chạy. Khi chúng đi rồi, ánh sáng trắng tan đi, một nữ tử mặc trường bào màu trắng xuất hiện. Nữ tử nhìn thi thể yêu thú xung quanh, tay phải vung lên, trực tiếp thu những thi thể này lại. Lúc này, một nam tử vội vàng ra đón. Diệp Huyên tử tới rồi à? Nữ tử tên là Diệp Huyên gật đầu, nàng ta nhìn về phía nam tử áo đen nằm trên mặt đất, nhíu mày. Chuyện gì thế? Nam tử nói. Vừa rồi, người bảo chúng ta cầm chân đám yêu thú kia. Có điều mới rồi có bốn người đột nhiên xuất hiện, bọn họ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh lén chúng ta. Sau một lúc, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nhưng mà, đã không nhìn thấy ai nữa rồi. Diệp Huyên dần dần trở nên lạnh lùng. Đuổi theo. Nói xong, mấy người bắt đầu đuổi theo đám người Dương Diệp. Sau một dãy sơn mạch, đám người Dương Diệp đi rất nhanh. E là có phiền phức rồi. Tiết Hy Nhân đột nhiên nói. Mặc Nhã gật đầu. Mấy người kia cũng không phải người bình thường, ai, lần sau gặp phải loại chuyện này, tốt nhất cứ kệ đi. Chúng ta xuất phát từ hảo tâm lại gặp phải người như thế. Lục Vân Tiên đột nhiên nói. Mấy người đó chắc là thế gia. Sao lại cho rằng như vậy? Tiết Hy Nhân đột nhiên hỏi. Lục Vân Tiên lạnh lùng nói. Mấy người này không coi ai ra gì, cao ngạo tự đại, căn bản không giống như là đệ tử tông môn và tán tu. Bình thường mà nói, cho dù là đệ tử thế gia chắc cũng không thể ngu như vậy được. Như vậy chỉ có một giải thích. Bọn họ đến từ đại gia tộc, có một loại cảm giác về sự ưu việt tiên thiên. Mặc Nhã đột nhiên cười nói. Lục Vân Huynh, nếu ta nhớ không lầm, người chắc cũng là đệ tử thế gia. Lục Vân Tiên gật đầu. Một thế gia nhỏ thôi. Mặc Nhã cười cười không hỏi thêm nữa. Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Diệp Huynh là đến từ Diệp gia nam giới à? Dương Diệp có chút bất ngờ. Hắn không ngờ Lục Vân Tiên này đột nhiên hỏi hắn chuyện này, theo hắn, đối phương không phải là muốn gây sự chứ. Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu cười, mình có chút xem thường người khác rồi. Dương Diệp chính là như vậy, người khác có thái độ tốt, hắn sẽ không đáp lại với thái độ tồi. Hắn cười cười. Có thể coi là vậy. Có điều, chỉ là con tư sinh của phân gia Diệp gia thôi, cũng không được xem như là người của Diệp gia. Con tư sinh. Ba người có chút kinh ngạc, bọn họ không ngờ Dương Diệp lại là con tư sinh. Con tư sinh, thân phận này cũng không được sáng chói cho lắm. Lúc này, Tiết Y Nhân đột nhiên cười nói. Diệp Huynh, thực lực, thiên phú của ngươi, cộng với ngươi hiện tại lại tiến vào chiến giới, theo ta, đến lúc đó Diệp gia nhất định sẽ mở rộng cửa lớn để chào đón ngươi về làm người của chủ gia. Dương Diệp cười cười. Cái đó không quan trọng, thực lực của mình mạnh mới là chính yếu. Tiết Hy Nhân cười nói. Có lý, bốn người đẩy nhanh tốc độ, trên đường đi, không gặp phải yêu thú, có điều, bốn người cũng không dám buông lỏng đề phòng. Đặc biệt là Dương Diệp, hắn luôn cảm thấy lốn phía có gì đó đang nhìn họ chằm chằm. Hắn cũng muốn mở kiếm vực ra để xem xét, nhưng nghĩ lại thấy thôi, một khi dùng kiếm vực, nếu bị phát hiện sẽ là rất phiền toái. Không thể không nói,
Sau khi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, hắn có chút bó tay bó chân. Có điều đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn hiện tại, một khi bại lộ e là có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng tìm bản thể của Kiếm Kinh về. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi. Hắn bỗng nhiên quay đầu, sau lưng hắn, không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người, ngay sau đó, một đạo hàn quang bay thẳng yết hầu hắn. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, trực tiếp bay sang trái trăm tượng, nhưng mà bóng người lại như giòi trong mờ u bàn chân dí chặt vào trước mặt hắn. Dương Diệp đánh ra một quyền. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong quyền đầu Dương Diệp ùa ra, mà bóng đen đó bị đánh bay, Dương Diệp thừa thắng xông lên, nhưng mà, bóng đen lại trực tiếp biến mất. Dương Diệp quay đầu, ba người Mặc Nhã cũng gặp phải tình huống tương tự, thần sắc của ba người rất khó coi, bởi vì vừa rồi, ba người đều chịu thương tổn ở trình độ khác nhau. Đặc biệt là Lục Vân Tiên, một cánh tay đã biến mất. Mà vừa rồi, nếu hắn chậm một chút, không phải là mất tay mà là mất đầu rồi. Những cái này là gì? Dương Diệp hỏi. Chắc là quỷ linh. Mặc Nhã trầm giọng nói. Không ngờ ở đây lại có loại sinh linh này. Quỷ linh. Dương Diệp nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe thấy thứ này. Mặc Nhã gật đầu. Một loại thể linh hồn, có một số người sau khi mất đi nhục thân sẽ tu luyện linh hồn, bọn họ chuyên tu linh hồn, rất quỷ dị. Lúc trước ta chỉ nghe nói thôi, không ngờ lần này lại gặp thật. Quỷ dị. Dương Diệp gật đầu, quả thật có chút quỷ dị, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cộng với bản năng chiến đấu thì e là đã chịu khổ rồi. Đây là một khảo nghiệm à? Lục Vân Tiên đột nhiên nói. Tiết Y Nhân gật đầu. Chắc vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng để chúng ta tới chiến trường đâu, mọi người phải cẩn thận một chút. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chiến trường, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Giống như hiểu được suy nghĩ của Dương Diệp. Tiết Y Nhân đột nhiên cười nói. Nếu Diệp huynh có lòng tin thì có thể tự đi trước. Trong mắt ba người họ, Dương Diệp có chút thần bí, phải nói là đang che giấu thực lực chân thật. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, Dương Diệp vẫn chưa hề dùng kiếm. Dương Diệp nhìn ba người, lắc đầu cười. Đi cùng nhau thôi. Nói một cách không dễ nghe thì là nếu không có hắn, ba người này e là rất khó tới được chiến thành. Cũng không phải là hắn đánh giá thấp ba người. Mà địa phương này quả thật không phải nơi người bình thường có thể đến. Quỷ linh vừa rồi xuất quỷ nhập thần, đều là giới. Vừa rồi, là hắn đánh lui một quỷ linh trước, những quỷ linh còn lại mới rút đi. Theo hắn đoán, có thể là những quỷ linh đó đã cảm nhận được thực lực của hắn. Tu luyện đến loại trình độ này, ai nguy hiểm và ai không nguy hiểm, đều có thể cảm thụ được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Tiết Y Nhân cũng không nói gì, nếu Dương Diệp ở lại cùng họ. Vậy thì quá tốt. Có Dương Diệp ở đây bọn họ vẫn an tâm hơn một chút. Bốn người tiếp tục lên đường. Đi chưa được bao lâu, đột nhiên phía sau bốn người truyền đến tiếng không khí bị xé rách. Bốn người dừng bước, xoay người lại nhìn, có bốn người đang đi về phía họ. Cầm đầu là một nữ tử mặc trường bào màu trắng. Chính là Diệp Huyên đó. Nhìn thấy vậy, bốn người Dương Diệp cau mày, có chút lai giả bất thiện rồi. Rất nhanh bốn người Diệp Huyên dừng ở trước mặt đám người Dương Diệp, Diệp Huyên nhìn lướt qua họ. Ai? Sau lưng nàng ta, nam tử áo đen kia đứng ra, chỉ Dương Diệp. Hắn? Diệp Huyên nhìn Dương Diệp, ngay sau đó nàng ta trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng trắng bắn ra, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh rung chuyển. Bùm! Theo một tiếng nổ vang lên, cả người Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra sau trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại thì một chiếc gương cực lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng bắn xuống, trong nháy mắt đã bao phủ Dương Diệp. Mặc Nhã biến sắc muốn ra tay, mà đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền tới tiếng nổ, ngay sau đó chiếc gương kia bay ngược về tay Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày. Cách đó không xa, Dương Diệp từ dưới hố sâu nhảy ra, hắn nhìn Diệp Huyên. Biết hoa vì sao lại đỏ không? Diệp Huyên giơ một ngón tay lên ngoắc ngoắc Dương Diệp. Đến dậy ta đi. Tay phải Dương Diệp vẫy bên hông Tiết Y Nhân. Nào. Kiếm vào tay, khí chất cả người Dương Diệp trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một kiếm tu không thể địch nổi. Lúc này, trong đầu mọi người không ngờ xuất hiện loại suy nghĩ hoang đường này.
mà thần sắc của Diệp Huyên vào lúc này cũng đã trở nên ngưng trọng. Đến loại trình độ này của nàng ta, một người mạnh hay không mạnh, nàng ta có thể cảm thụ được. Đúng lúc này, mũi chân Dương Diệp điểm nhẹ, cả người và một tiếng hóa thành một luồng kiếm quang. Kiếm nhanh quá! Nhìn thấy một kiếm này, con người Diệp Huyên đột nhiên co rút lại, một kiếm này quá nguy hiểm, không dám có chút lơ là, ngọc thủ của Diệp Huyên vung lên, trong nháy mắt, một chiếc gương xuất hiện trước mặt nàng ta, ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong gương ùa ra. Lúc này kiếm đã tới rồi. Gương rung lên kịch liệt, sau đó thì xuất hiện những vết rạn. Diệp Huyên trong lòng kinh hãi, vội vàng thu gương lại, đây chính là kiện thần khí, nàng ta không muốn nó bị hủy ở đây. Ngay sau đó, tay phải nàng ta tóm về phía trước, một cây trường tiên màu trắng xuất hiện. Tay giơ roi xuống. Mà lúc này, kiếm quang của Dương Diệp lại nhanh hơn. Trong ánh mắt của mọi người, cả người Diệp Huyên đột nhiên bay ngược ra sau. Một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể Diệp Huyên. Hình ảnh ngưng kết. Tất cả mọi người ngây dại. Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn Diệp Huyên sắc mặt tái nhợt, tay phải vẫy một cái, kiếm cắm trước ngực nàng ta đột nhiên bay ngược lại về tay hắn. Mà trước ngực Diệp Huyên, máu tươi chảy như suối. Vô cùng khiếp người. Dương Diệp nhìn Diệp Huyên. Giờ thì đã biết chưa? Nói xong, hắn bấm tay búng một cái, kiếm trong tay lập tức bay về vỏ kiếm bên hông Tiết Hy Nhân. Dương Diệp nhìn về phía ba người Mặc Nhã. Chúng ta đi thôi. Ba người gật đầu, đang định đi thì lúc này Lục Vân Tiên ở bên cạnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên. Ngươi là Diệp Huyên của Diệp gia. Mọi người nhìn về phía Lục Vân Tiên. Xa xa, lỗ kiếm trước ngực Diệp Huyên không ngờ từ từ nhỏ lại, không chỉ như vậy, trước ngực còn xuất hiện một quầng sáng màu xanh lục. Đã khỏi hẳn. Diệp Huyên nhìn xa xa Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Lục Vân Tiên. Ngươi là người phương nào? Lục Vân Tiên hơi trầm ngâm, sau đó nói. Lục gia, Lục gia. Diệp Huyên quan sát Lục Vân Tiên. Thế tử Lục gia. Lục Vân Tiên lắc đầu. Không phải. Diệp Huyên ồ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Lục gia, là một thế gia của nam giới, xem như là gia tộc phụ thuộc của Diệp gia. Lúc này, Lục Vân Tiên do dự một thoáng, sau đó nói. Kỳ thật, đây chắc là hiểu lầm thôi. Bởi vì Diệp Huynh cũng là người của Diệp gia. Diệp Huyên nhíu mày, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Hắn á. Lục Vân Tiên gật đầu. Sao có thể? Lục Vân Tiên nói. Diệp Huynh là thành viên phân gia của Diệp gia, không phải là thành viên nòng cốt. Không thể. Diệp Huyên trầm giọng nói. Nếu là thành viên của dân gia Diệp gia, với thực lực của hắn, chi của hắn nhất định sẽ báo lên gia tộc, để hắn tiến vào hạch tâm của Diệp gia. Lục Vân Tiên nói, thân phận của Diệp Huynh có chút đặc thù, hắn là con tư sinh. Con tư sinh, Diệp Huyên càng nhíu mày. Diệp gia có vô số chi nhánh, trong ấn tượng của nàng ta e là phải có tới hơn trăm chi. Những chi này về lý thuyết mà nói thì đều thuộc Diệp gia. Nhưng bọn họ lại bị loại trừ khỏi trung tâm quyền lực của Diệp gia. Về phần con tư sinh, đừng nói là trong phân gia, cho dù là chủ gia địa vị cũng khá xấu hổ. Bởi vì sẽ bị khinh thường, sẽ bị loại trừ. Thiên tài lớn lên trong hoàn cảnh này sẽ tuyệt đối có oán niệm đối với gia tộc. Diệp Huyên trầm tư một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là người của chi nào? Chi nào? Dương Diệp có chút nghẹn lời, hắn cũng muốn biết mình là người của chi nào. Hắn lắc đầu, không lựa chọn trả lời, xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, mày Diệp Huyên càng nhíu chặt. Phải biết rằng người của phân gia nhìn thấy người của chủ gia, thái độ đều cực kỳ khiêm tốn. Có điều, vừa nghĩ tới thực lực khủng bố của Dương Diệp, Diệp Huyên liền có chút bình thường trở lại. Loại thực lực này có vốn để cao ngạo. Rất nhanh, bốn người Dương Diệp đã biến mất. Nam tử bên cạnh Diệp Huyên nói. Diệp tỷ, hắn chỉ là con tư sinh của phân gia, chúng ta. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn nam tử áo đen. Với thực lực của hắn. Ngươi cảm thấy gia tộc sẽ tiếp tục để hắn ở giãn ra à? Nam tử áo đen không dám nói tiếp. Diệp Huyên trầm giọng nói. Chi của Diệp gia rất nhiều, mà hắn hiển nhiên không muốn trung thành với Diệp gia. Không chỉ vậy, e là vậy chi của hắn cũng thế. Phải biết rằng loại thân phận này của hắn nhất định là trưởng thành trong sự hắt hủi của gia chủ. Trên người hắn, lệ khí và sát khí quá nặng. Nói đến đây, Diệp Huyên trở nên trầm mặc.
Sau lưng nàng ta, mấy tên nam tử không dám nói thêm gì nữa. Qua hồi lâu, Diệp Huyên nói, truyền âm về nhà tộc, bảo họ đi thăm dò xem trong các phân gia của Diệp gia có ai tên là Diệp Dương không. Hắn rất mạnh, thiên phú cũng cực cao, nếu để hắn rời khỏi Diệp gia sẽ là tổn thất của Diệp gia. Nam tử áo đen do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Bên kia, Lục Vân Tiên đi tới bên cạnh Dương Diệp. Xin lỗi, chưa được ngươi đồng ý đã tiết lộ thân phận của ngươi rồi. Dương Diệp nói. Có nguyên nhân gì à? Trong ấn tượng của hắn, Lục Vân Tiên không phải một người lỗ mãng, lại càng không phải là một kẻ bát quái. Lục Vân Tiên trầm giọng nói. Diệp Huyên mà ngươi vừa rồi thiếu chút nữa giết chết là đích nữ của gia chủ chủ gia Diệp gia. Trong thế hệ trẻ tuổi của Diệp gia là nhân vật xếp thứ hai. Mấy người bên cạnh nàng ta cũng là người của chủ gia, tâm nhãn của mấy người đó đều rất nhỏ, nếu vừa rồi chúng ta cứ như vậy mà đi, bọn họ nhất định sẽ bởi vì ngươi đả thương Diệp Huyên mà trả thù ngươi. Tuy bọn họ đánh không lại ngươi, nhưng Diệp gia có một thiên tài, là tỷ tỷ của Diệp Huyên, tên là Diệp Chi Bắc, người này ở Vĩnh Hằng quốc độ chúng ta được coi là thiên tài siêu cấp, mà nàng ta từ rất nhiều năm trước đã được chiến giới mộ binh. Mộ binh. Dương Diệp nghe A Lãnh nói, chiến giới này sẽ chủ động tuyển nhận thiên tài siêu cấp của Vĩnh Hằng chi giới. Dương Diệp nói, ngươi sợ Diệp Chi Bắc sẽ tìm ta gây chuyện à? Lục Vân Tiên gật đầu. Bất kỳ một gia tộc nào cũng rất đoàn kết, đương nhiên đối phương cũng có thể không tìm Diệp Huynh, có điều để tránh những phiền nhiễu không đáng có, Diệp Huynh để lộ thân phận của mình cũng tốt. Hơn nữa có thân phận này, ngày sau tiến vào chiến thành rồi có lẽ sẽ có một số tiện lợi, bởi vì Diệp Chi Bắc đó thật sự rất mạnh. Đối phương 5 năm trước đã đạt tới ngũ giới. Ta cũng từng nghe nói tới nàng ta. Lúc này, Mặc Nhã đột nhiên nói. Năm đó lúc Diệp Chi Bắc trở thành ngũ giới, Diệp gia còn gửi thiệp mời tới các thế gia và thế lực có máu mặt ở Vĩnh Hằng quốc độ tới nam giới. Ngoài ra ngày đó, chiến giới cũng mời chào Diệp Chi Bắc. Dương Diệp cười nói. Diệp gia nghênh ngang vậy à? Lục Vân Tiên nói. Bọn họ sở dĩ như vậy là có nguyên nhân. Diệp gia trừ Diệp Chi Bắc gia đã rất nhiều năm không xuất hiện thiên tài siêu cấp. Một đại gia tộc, đặc biệt là loại gia tộc như bọn họ, không có một người trẻ tuổi đứng ra, sẽ rất dễ bị thế gia khác nhòm ngó. Ví dụ như đế gia trước kia, bọn họ là vì thế hệ trẻ tuổi không có ai tài giỏi cho nên mới bị loại trừ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Diệp huynh, thế gia vô cùng coi trọng nhân tài, với thiên phú và thực lực của ngươi, Diệp gia nhất định sẽ ra sức bồi dưỡng ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn tới Diệp gia. Mặc Nhã nói. Diệp huynh, ngươi có biết mấy tên gia hỏa bên cạnh Diệp Huyên vì sao có thể đạt tới nhị giới không? Không chỉ bọn họ, bao gồm cả chúng ta. Những người như chúng ta sở dĩ có thể ở tuổi này đạt tới phá giới cảnh, trừ thiên phú của bản thân gia, tài nguyên của gia tộc cũng là một điểm rất quan trọng. Nếu không có tài nguyên, thiên phú của ngươi có cao tới mấy, thành tựu có thể cũng thấp. Có thể nói, những đệ tử thế gia chúng ta cảnh giới chính là dùng tiền để đổi lấy. Tiết Y Nhân hơi gật đầu, cũng nói. Mặc Nhã và Lục Vân Tiên nói không sai, Diệp huynh, năng lực cá nhân dù sao cũng hữu hạn. Với thực lực và thiên phú của ngươi, chỉ cần có Diệp gia ra sức bồi dưỡng, thành tựu ngày sau nhất định sẽ rất cao. Dương Diệp có chút nghẹn lời, Diệp gia, hắn chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Lúc này Dương Diệp cũng chút hối hận, lúc trước để ứng phó với trưởng lão của Cổ Kiếm Tông nên tùy tiện tìm một cái cớ, mà hiện tại cái cớ này hắn phải dùng bao lời nói dối để bù đắp. Đúng là một chuyện phiền toái. Trầm mặc một lát, Dương Diệp cười nói. Ta biết các ngươi đều có ý tốt, có điều, chuyện của ta có chút phức tạp, việc này để sau hắn tính. Ba người Mặc Nhã gật đầu, không nói gì. Việc này, vẫn phải xem Dương Diệp lựa chọn thế nào. Bốn người đẩy nhanh bước chân, cuối cùng, sau một ngày một tòa cổ thành xuất hiện trong tầm mắt bốn người. Cổ thành rất lớn, dựa lưng vào một tòa sơn mạch, hai bên trái phải cổ thành là một bình nguyên mênh mông. Chiến thành. Nhìn thấy tòa cổ thành này, thần sắc của ba người Mặc Nhã buông lỏng, dưới sự gia tốc toàn lực của bọn họ, cuối cùng cũng tới trước tòa chiến thành này. Vào thành. Chỉ cần vào được chiến thành thì bọn họ chính là đã thật sự gia nhập chiến giới. Bốn người nhìn nhau, sau đó lao nhanh về phía tòa chiến trường này. Rất nhanh, bốn người tới trước cửa thành của chiến thành, mà ngay khi bốn người muốn đi vào trong thành, một nam tử đầu trọc và một nam tử khiêng đại đao xuất hiện trước mặt họ.
Nam tử đầu trọc quan sát bốn người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Mạc Nhã, khóe miệng mang theo một tia tà khí. Bốn vị muốn vào thành à? Tiết Hy Nhân gật đầu. Chúng ta đến từ Cổ Kiếm Tông, chúng ta. Nam tử đầu chọc phất tay. Đừng nói với ta những cái này, lão tử nghe không hiểu. Muốn vào thành, cũng được thôi, một người một viên giới tinh, hoặc là 150 viên thần tinh là được. Nghe vậy, Tiết Hy Nhân cau mày, mà lúc này, Dương Diệp lại bấm tay búng một cái, bốn giới tinh bồng bềnh trước mặt nam tử đầu chọc. Nhìn thấy một màn này, ba người Mạc Nhã ngây ra, nam tử đầu chọc và nam tử khiêng đại đao cũng vậy. Dương Diệp nhìn về phía ba người Mạc Nhã. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta vào thôi. Hắn không muốn gây chuyện, xem như để tránh rủi ro. Ba người Mạc Nhã gật đầu, sau đó cùng Dương Diệp đang định vào thành, đúng lúc này, nam tử đầu chọc đột nhiên nói. Ta thay đổi chủ ý rồi, một viên không đủ, mỗi người ít nhất 5 viên. Nói xong hắn nhìn Dương Diệp, cười tủm tỉm vươn tay ra. Nghe thấy lời nói của nam tử đầu chọc, ba người Mạc Nhã sắc mặt đều trở nên âm trầm, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà. Bất kể là Mạc Nhã hay là Tiết Hy Nhân hoặc là Lục Vân Tiên, lúc này trong mắt đều bốc lửa giận. Mà hai người bọn nam tử đầu chọc lại phớt lờ lửa giận trong mắt ba người, ánh mắt đều hướng về phía Dương Diệp, ánh mặt đầy vẻ trêu tức và tham lam. Dê béo! Bọn họ tới ở cửa thành này là phải bỏ ra cái giá không nhỏ, vất vả lắm mới nhìn thấy một con dê béo, sao có thể không làm thịt. Dương Diệp lắc đầu thở dài. Rất nhiều lúc chính là như vậy đó, người lui một bước không phải là trời cao biển rộng, cũng không phải là gió êm sóng lặng, mà là đối phương sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Người không muốn gây chuyện, nhưng đối phương lại nghĩ là người sợ phiền phức, cảm thấy người dễ bắt nạt. Rất nhiều người chính là như vậy, Dương Diệp lắc đầu. Hắn nhìn về phía nam tử đầu chọc, tay phải hắn vung lên, hơn 10 viên giới tinh xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp nhếch miệng cười. Tới lấy đi. Hai mắt nam tử đầu chọc híp lại. Nói xong, hắn vươn tay ra định lấy, có điều khi tay hắn vừa thò tới trước mặt Dương Diệp, một luồng kiếm quang lóe lên. Tê xê oàn bộ cánh tay phải của nam tử đầu chọc trực tiếp bị cắt từ vai. Được. Máu tươi như suối. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Một thanh kiếm trực tiếp kề vào giữa trán hắn. Kiếm đâm vào nửa tấc, một dòng máu tươi từ trán nam tử đầu chọc ứa ra, nhiễm đỏ cả mặt hắn. Mọi người sửng sốt. Mà đúng lúc này, tay phải Dương Diệp phải vung lên, một luồng kiếm quang trực tiếp chém tới cánh tay trái nam tử đầu chọc. Lúc này, nam tử đầu chọc hai tay đều không còn. Dương Diệp nhếch miệng cười. Tới lấy đi. Hai mắt nam tử đầu chọc híp lại. Được. Nói xong. Hắn vươn tay ra định lấy, có điều khi tay hắn vừa thò tới trước mặt Dương Diệp, một luồng kiếm quang lóe lên. Toàn bộ cánh tay phải của nam tử đầu chọc trực tiếp bị cắt từ vai. Máu tươi như suối. Nhưng mà một thanh kiếm đột nhiên đã đánh bay nam tử cầm đao, cuối cùng ghim hắn ở trên tường. Nam tử cầm đao nhìn trong tay mình, đao của hắn đã nứt ra thành vô số mảnh. Một kiếm mạnh quá. Ba người Mạc Nhã cũng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ biết kiếm của Dương Diệp rất mạnh, nhưng không ngờ kiếm của Dương Diệp lại mạnh tới mức này. Hai người này đều là cường giả tam giới. Hơn nữa hai người này vừa nhìn đã biết là loại người đã trải qua vô số cuộc chiến lực tuyệt đối mạnh vô cùng. Nhưng mà một kiếm cũng không tiếp nổi. Đây là hiểu lầm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, rất nhanh, một nam tử tay cầm quạt gấp đi ra. Nam tử cầm quạt đi tới trước mặt đám người Dương Diệp. Cười nói. Mấy vị, hai người này là bằng hữu của ta, theo ta chuyện vừa rồi chỉ là một hiểu lầm, việc này bỏ qua nhé, được không? Hiểu lầm à? Dương Diệp nhìn về phía nam tử cầm quạt, cười nói. Ta cảm thấy, cũng có khả năng là một hiểu lầm. Ừ, hai vị bằng hữu của ngươi vừa rồi lấy của ta 20 viên giới tinh, ngươi bảo họ trả lại cho ta được không? 20 viên giới tinh. Thần sắc của ba người Mạc Nhã có chút cổ quái, người này không ngờ muốn cướp lại. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hai mắt nam tử cầm quạt híp lại, tuy nụ cười trên mặt vẫn còn, nhưng lại có chút lạnh lẽo. Ngươi đánh giám. Lúc này, nam tử đầu chọc trước mặt Dương Diệp đột nhiên nổi giận mắng. Ngươi con mẹ nó lại còn nói ta cầm. Vù. Đúng lúc này, đầu của nam tử đầu chọc lập tức lìa khỏi cổ. Máu tươi như suối phun. Siết trực tiếp,
Tất cả mọi người ngây dại. Không ai ngờ Dương Diệp lại giết nam tử đầu chọc đó. Nụ cười của nam tử cầm quạt triệt để trở nên lạnh lùng. Tuy nam tử đầu chọc kia mất đầu, nhưng vào thời khắc mấu chốt linh hồn hắn vẫn thoát ly khỏi nhục thân, nhưng mà Dương Diệp vẫn không buông tha cho hắn, đang định xuất kiếm thì đúng lúc này nam tử cầm quạt đột nhiên xòe quạt trong tay ra, một cỗ lực lượng cường đại từ trong quạt ùa ra. Tứ giới chi lực. Dương Diệp một kiếm chém ra. Bù. Cỗ lực lượng đó trong nháy mắt bị bổ thành mây khói, mà nam tử cầm quạt trong nháy mắt bị chấn cho bay tới dưới tường thành. Dương Diệp bấm tay búng một cái, một luồng kiếm quang bắn ra, trực tiếp ghim linh hồn của nam tử đầu chọc lên vách tường. Lúc này, nam tử đầu chọc sợ thật rồi. Bởi vì nếu không còn linh hồn, hắn thật sự biến mất khỏi cõi đời này. Hắn đang định nói thì Dương Diệp không cho hắn cơ hội, một luồng kiếm quang trực tiếp chấn nát linh hồn hắn. Thần hồn câu diệt chân chính. Nhìn thấy một màn này, nam tử cầm quạt cách đó không xa sắc mặt cực kỳ khó coi. Có hạ có phải là làm quá tuyệt tình không? Quá tuyệt tình à? Dương Diệp nhìn về phía đó nam tử cầm quạt. Lão tử hiện tại tâm tình đang rất khó chịu, trong bay giây ngươi còn ở trước mặt ta, lão tử ngay cả ngươi cũng giết luôn đấy. Thôi, giết luôn cho xong. Dứt lời, một luồng kiếm quang lóe lên. Nam tử cầm quạt biến sắc, liên tục lui về phía sau, quạt xếp trong tay bắn ra, đón gió phình to, nhưng mà còn chưa thể hiện được uy lực thì đã trực tiếp bị một kiếm của Dương Diệp chém nát. Kiếm trong nháy mắt đã xuyên qua trán nam tử cầm quạt. Thân thể nam tử cầm quạt cứng đờ, trong mắt hắn là vẻ không thể tin nổi, không phải đang tại đàm phán à? Sao lại đột nhiên lại động thủ? Và sao lại mạnh thế được? Sau khi một kiếm chạm sát nam tử cầm quạt, Dương Diệp xoay người cắt vách đầu nam tử cầm đại đao đang dính trên vách tường. Ba người thần hồn câu diệt. Đám người mặc nhã Dương Diệp với vẻ kiêng kỵ, Dương Diệp lúc này trên người có một cỗ sát ý cực kỳ sắc bén. Qua mấy hơi, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, tay phải hắn vẫy một cái, nạp giới của nam tử cầm quạt và nam tử cầm đại đao bay vào tay hắn. Hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới phân biệt có 5 viên giới tinh và 3 viên giới tinh. Thu hồi nạp giới, Dương Diệp nhìn về phía ba người mặc nhã. Chúng ta vào thôi. Có thể sẽ có phiền phức đó. Lục Vân Tiên trầm giọng nói. Dương Diệp mỉm cười. Không sao, ta lo. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn tường thành, nơi đó có một nữ tử đang ngồi, hai chân vắt ngoài tường thành ngồi ăn dưa chuột. Nữ tử nhìn hắn, không nói gì, Dương Diệp cũng không nói gì, thu hồi ánh mắt, đi theo đám người mặc nhã tiến vào trong thành. Trên tường thành, nữ tử cắn một miếng dưa chuột, sau đó ngẩng đầu nhìn ra xa xa, rất nhanh xuất hiện mấy người, chính là đám người Diệp Huyên. Nữ tử nhảy xuống tường thành, Diệp Huyên nhìn thấy người này, vội vàng chạy tới. Tỷ, nữ nhân trước mắt này, chính là đại tiểu thư của Diệp gia, Diệp Chi Bắc, gia chủ đời sau của Diệp gia. Diệp Chi Bắc quan sát Diệp Huyên, sau đó nàng ta nhìn về phía mấy người đằng sau Diệp Huyên, mấy người vội vàng cung kính thi lễ. Bái kiến đại tỷ. Diệp Chi Bắc cắn một miếng dưa chuột, lạnh lùng nói. Các ngươi tới làm gì? Nghe vậy, bốn nam tử áo đen trên mặt lập tức toát mồ hôi. Người chưa tiếp xúc với vị đại tiểu thư này thì không biết được sự đáng sợ của nàng ta. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói. Là cha bảo họ tới đây lịch lãm một chút. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Trở về đi. Nghe vậy, Diệp Huyên có chút xấu hổ, mà bốn nam tử áo đen sắc mặt càng khó coi hơn. Lúc này, Diệp Chi Bắc lại nói. Muốn ta nói lần thứ hai à? Đám nam tử áo đen chỉ có thể nhìn về phía Diệp Huyên với vẻ cầu xin giúp đỡ. Diệp Huyên do dự một thoáng, sau đó nói. Tỷ, hiện tại chỉ có thể vào chứ không thể ra, bọn họ nếu ra, trở về sẽ bị người của gia tộc nhạo báng. Ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi đâu, ngươi muốn họ làm gì họ sẽ làm cái đó. Diệp Chi Bắc nhìn Diệp Huyên. Bọn họ sẽ chết ở đây. Lúc này, áo đen vội vàng nói. Đại tỷ, chúng ta không sợ chết, thật đấy, xin đại tỷ cho chúng ta một cơ hội. Nếu thật sự chết ở đây, chúng ta cũng không oán hận. Diệp Chi Bắc trầm mặc không nói gì, giống như đang suy nghĩ. Lúc này, Diệp Huyên vội vàng nói sang chuyện khác. Đại tỷ, ta vừa rồi gặp được một kiếm tu, rất mạnh. Mặc trường bào màu xanh à? Diệp Chi Bắc hỏi. Diệp Huyên vội vàng gật đầu.
Chính là hắn, đại tỷ sao lại biết? Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Hắn vừa vào thành. Diệp Huyên giơ một ngón tay lên. Một kiếm lúc trước của hắn suýt chút nữa thì giết chết ta, nếu không phải trong cơ thể có thần khí của cha tặng, ta có thể đã không gặp lại ngươi rồi. Giết ngươi. Diệp Chi Bắc cau mày, nửa quả dưa chuột trong tay nàng ta đột nhiên hóa thành hư vô. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói. Đại tỷ đừng giận vội, bởi vì hắn không phải người ngoài, mà là người của Diệp gia chúng ta. Diệp gia. Diệp Chi Bắc nhíu mày. Diệp Huyên gật đầu. Hắn là con tư sinh của một phân gia của Diệp gia, hiện tại đã gia nhập Cổ Kiếm Tông. Con tư sinh. Diệp Chi Bắc nói. Chắc chứ. Diệp Huyên gật đầu. Chắc. Kỳ thật, nàng ta cũng không chắc lắm, có điều để ánh mắt của tỷ tỷ không hướng vào đám người nam tử áo đen nữa, nàng ta chỉ có thể làm như vậy. Diệp Chi Bắc trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Trước tiên vào thành đi đã. Nói xong, mấy người xoay người đi vào trong thành. Khi bọn họ tới trước cửa thành, lúc này một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt bọn họ, nam tử trung niên nhìn ba cỗ thi thể cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Diệp Chi Bắc, khi nhìn thấy Diệp Chi Bắc, hắn hơi biến sắc, sau đó nói. Bái kiến Diệp tiểu thư. Diệp Chi Bắc hơi gật đầu, đang muốn vào thành, lúc này, nam tử trung niên nói. Xin hỏi Diệp tiểu thư, vừa rồi là người phương nào ra tay vậy? Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Ngươi hỏi ta à? Nam tử trung niên gật đầu. Đúng vậy. Diệp Chi Bắc nhìn nam tử trung niên. Ngươi trông xấu quá, không muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong cùng đám người Diệp Huyên trực tiếp tiến vào trong thành. Tại chỗ, sắc mặt nam tử trung niên có chút khó coi, xấu cũng là sai à? Nam tử trung niên tất nhiên không tin lý do này của Diệp Chi Bắc. Đương nhiên hắn cũng không dám tìm Diệp Chi Bắc nữa. Diệp Chi Bắc này chính là một trong số ít người không thể chọc vào ở chiến thành. Nam tử trung niên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Đi thăm dò đi. Vâng. Trong góc, một bóng đen lặng lẽ rời đi. Nam tử trung niên nhìn ba cỗ thi thể đó, thần sắc có chút ngưng trọng. Một kiếm lấy mạng, kiếm sắc quá, vào thành bốn người Dương Diệp vào thành, không lâu sau, Lý Mộc xuất hiện trước mặt họ. Lý Mộc nhìn bốn người. Chúc mừng. Từ bây giờ trở đi, các ngươi xem như đã thật sự gia nhập chiến giới, ta đã truyền âm cho tông môn và thế gia của các ngươi. Tiếp theo, các ngươi sẽ phải lựa chọn một thế lực để gia nhập. Thế là sao? Ti Kết Y Nhân hỏi. Lý Mộc không nói gì nữa, đang định đi thì lúc này Dương Diệp bấm tay búng một cái, một viên giới tinh dừng ở trước mặt Lý Mộc. Lý Mộc nhìn Dương Diệp, hắn thu hồi giới tinh, sau đó nói. Các ngươi chắc biết. Người tới đây là thiên tài của các thế lực đỉnh cao tại Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sau khi bọn họ vào đây rồi sẽ hình thành đoàn thể của mình. Nói một cách đơn giản thì bên ngoài và nơi này, không khác gì nhau cả. Mà nếu các ngươi muốn sống sót thì hãy chọn một thế lực đáng tin cậy để gia nhập. Mạc Nhã nói, Cổ Kiếm Tông ta có người ở đây không? Lý Mộc gật đầu. Theo ta được biết là có điều rất ít, hơn nữa, bọn họ không thành lập thế lực. Kiếm tu các ngươi đều thích độc lai độc vãng, đương nhiên, đó là dưới điều kiện tiên quyết có thực lực cường đại, bằng không, tự do à? Nằm mơ mới có tự do. Nói xong, Lý Mộc liền bỏ đi, có điều hình như là nghĩ tới gì đó, hắn đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn ngươi rất thú vị, nhắc nhở một chút, mới đến, tốt nhất làm việc nhún nhường thôi. Nơi này chưa bao giờ thiếu người ác, cũng chưa bao giờ thiếu cường giả cùng với người có bối cảnh lớn. Dứt lời hắn trực tiếp xoay người rời đi. Lý Mộc đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía ba người Mạc Nhã. Các ngươi có chỗ để đi chưa? Ba người lắc đầu, bọn họ không quen nhân sinh địa ở đây. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, nam tử cười nói. Chư vị vừa tới chiến thành à? Dương Diệp nhìn về phía nam tử cười nói. Tự giới thiệu một chút, tại hạ Hứa Hiền. Là người phụ trách đối ngoại của Quan Vân Lâu. Quan Vân Lâu. Tiết Y Nhân nói. Có thể giải thích rõ hơn không? Hứa Hiền cười nói. Chư vị vừa tới, không biết gì về nơi này cũng là bình thường, để ta cho các ngươi nhé. Các ngươi chắc đều biết, Vĩnh Hằng Quốc Độ phân năm giới, tương đương với năm thế lực, phân biệt là, Nam giới Diệp Gia, Bắc giới Lãnh Gia, Tây giới Cổ Kiếm Tông, Đông giới Cổ Gia, cùng với Trung giới Hình Gia. Trong đó, không nghi ngờ gì nữa,
thực lực mạnh nhất là Hình gia, dù sao gia chủ của Hình gia chính là Vĩnh Hằng chi chủ của Vĩnh Hằng quốc độ. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói. Năm thế lực đứng đầu này trừ Cổ Kiếm Tông ra đều có thế lực nhỏ của mình ở đây. Nơi này, cũng có tranh đấu gay gắt, mà trừ bốn thế lực này ra còn có một tiểu thế lực, chính là Quan Vân Lâu chúng ta. Quan Vân Lâu chúng ta không thuộc về bất kỳ một trong thế lực nào, chúng ta là một đám nhân sĩ tán tu. Nhân sĩ tán tu. Nghe vậy, Mạc Nhã có chút động lòng. Hứa Hiền lại nói. Nói thật, ta sở dĩ tìm đến chư vị, là vì chư vị vào mà không có người đón, nếu chư vị là đệ tử của mấy thế lực đó, các ngươi vừa vào, bọn họ khẳng định sẽ phái người tới đón, mà không có ai tới đón chư vị, chắc hẳn chư vị không phải là đệ tử của Cổ Kiếm Tông thì cũng là tán tu. Mà trên người chư vị đều mang kiếm, khẳng định chính là đệ tử của Cổ Kiếm Tông rồi. Tiết Hy Nhân gật đầu. Chúng ta chính là đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Hứa Hiền cười nói. Vậy không biết chư vị có nguyện ý gia nhập Quan Vân Lâu ta hay không? Ba người Mạc Nhã nhìn nhau, cuối cùng, bọn họ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ta thích một mình. Hứa Hiền nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Vị huynh đài này, thứ cho ta nói thẳng, một mình ở đây thì khó sống lắm. Dương Diệp cười nói. Không sao, ta thích một mình. Hứa Hiền gật đầu, không nói gì nữa. Cuối cùng, ba người Mạc Nhã vẫn quyết định gia nhập Quan Vân Lâu này. Khi chia tay, Tiết Hy Nhân ôm quyền với Dương Diệp. Diệp huynh, sau này gặp lại. Dương Diệp gật đầu. Bảo trọng. Mạc Nhã đột nhiên nói. Thật sự không đi cùng chúng ta à? Dương Diệp lắc đầu, như hắn đã nói, hắn thích một mình, như vậy mới tự do tự tại. Mạc Nhã do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Vậy bảo trọng nhé. Ba người đi theo Hứa Hiền, trong sân chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đây là chiến giới à? Chiến giới. Hắn rất tò mò với nơi này, bởi vì tương lai quân chủ lực đối kháng hoang tộc chính là ở đây. Hiện tại xem ra vẫn chưa thấy chỗ nào đặc biệt. Trầm mặc một lát, Dương Diệp xoay người đi tới ngã tư đường. Rất nhanh Dương Diệp một tửu lâu xa hoa, diện tích của tửu lâu này cực lớn, rộng tới mấy trăm trượng, cao cũng mấy chục trượng. Túy khách cư. Dương Diệp đi vào, rất nhanh một nữ tử xinh đẹp đi tới, nữ tử thi lễ với Dương Diệp. Khách quan cần gì ạ? Dương Diệp nhìn nữ tử, có chút khiếp sợ, bởi vì nữ tử này không ngờ là một cường giả tam giới. Cường giả tam giới. Dương Diệp quan sát nữ tử, sau đó nói. Một gian phòng, yên tĩnh một chút. Nữ tử mỉm cười nói. 10 viên thần tinh một ngày, nếu công tử thuê theo tháng thì có thể giảm một phần. 10 viên thần tinh. Một tháng chính là 300 viên, tương đương với 3 viên giới tinh. Kiếm tiền dễ quá. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp nói. Ta ở 5 ngày. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái, 50 viên thần tinh dừng ở trước mặt nữ tử. Nữ tử thu hồi thần tinh, sau đó cười nói. Công tử, chỗ chúng ta có phân phòng bình thường, phòng trung đẳng và phòng xa hoa. Phòng bình thường là 10 viên thần tinh một ngày, phòng trung đẳng là 15 viên một ngày, phòng xa hoa là 30 viên một ngày, công tử cần đổi phòng không? Dương Diệp chỉ vào mình, sau đó nói. Ngươi thấy ta giống thổ hào lắm à? Nụ cười của nữ tử hơi cứng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Công tử nói đùa rồi. Nào, để ta dẫn công tử tới phòng ngài. Dưới sự dẫn đường của nữ tử, Dương Diệp đi tới tầng thứ 3, sau đó tiến vào một căn phòng. Công tử có cần bạn song tu không? Lúc này, nữ tử đột nhiên hỏi. Hả? Trực tiếp ngây người. Nữ tử lại nói. Bạn lữ song tu, tư sắc trung đẳng thì một viên giới tinh một đêm, tư sắc cao đẳng đồng thời biết công pháp song tu thì 5 viên giới tinh một đêm, còn cả bình thường nữa. Giá là 2 viên giới tinh, công tử có cần không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Có người làm loại chuyện này à? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Công tử cảm thấy loại chuyện này rất xấu hổ à? Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Chẳng lẽ còn rất vinh quang à? Nữ tử lạnh lùng nói. Bọn họ có cướp của ai không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử nói. Bọn họ có lừa ai không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử lại nói. Bọn họ có trộm của ai không? Dương Diệp vẫn lắc đầu. Nữ tử nói. Bọn họ không trộm, không cướp, không lừa,
vậy ngươi dựa vào gì mà cảm thấy họ phải xấu hổ? Ta! Dương Diệp nghẹn lời. Nữ tử lại nói. Về phần bán mình, đó là chuyện của bọn họ. Ta cảm thấy, người khác không nên đứng ở điểm đạo đức cao hơn để bình phán bọn họ. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi hiểu sai ý ta rồi, ta không có ý khinh thường ai cả. Ý của ta là bọn họ đều là cường giả tứ giới, loại cường giả này nên là không thiếu giới tinh chứ nhỉ? Vì sao không thiếu? Nữ tử hỏi lại. Ta hiện tại là tam giới đỉnh phong, nếu muốn đạt tới tứ giới thì cần rất nhiều tài nguyên. Nếu ta có 40-50 viên giới tinh, ta tùy thời có thể đạt tới tứ giới, nhưng ta không có. Chém giết à, có phải hơi mạo hiểm không? Không khéo mất cả mạng, đi giết yêu thú à, yêu thú có con nào là đơn giản đâu. Nói xong, nàng ta nhìn Dương Diệp. Ta thấy các hạ chắc lai lịch không đơn giản, hoặc là nói, các hạ chắc là thiếu gia của thế lực nào đó. Đối với ngươi mà nói, có những thứ là dễ như trở bàn tay, nhưng đối với những người không có bối cảnh như chúng ta thì mỗi một bước trên con đường võ đạo đều phải dùng hết khí lực để đi. Nếu ngươi cần cái đó thì liên hệ với ta sẽ an bài người cho ngươi. Nói xong nàng ta xoay người rời khỏi phòng. Trong phòng, Dương Diệp trở nên trầm mặc. Giới tinh. Lúc này, hắn nghĩ tới cuộc sống ngày xưa của hắn ở Huyền Giả Đại Lục cùng mẫu thân. Lúc đó Dương Diệp hắn chẳng phải cũng vì một viên tuyết hoa ngân mà làm trâu làm ngựa à. Mà từ sau khi hắn gặp có Tiểu Bạch, hắn trên cơ bản là không thiếu tài nguyên. Có thể nói, sau khi có Tiểu Bạch, Dương Diệp hắn muốn thần khí có thần khí, muốn giới tinh có giới tinh. Mà người khác thì khác, có lẽ một viên giới tinh, người khác cần kiếm rất lâu mới có thể có được. Qua hồi lâu, Dương Diệp thở dài cảm khái. Nên quý trọng. Có những thứ, khi có thì không nên tiêu xài mà nên quý trọng. Còn cả Tiểu Bạch nữa. Không thể không nói, hắn thật sự có chút nhớ tiểu gia hỏa này, cũng nhớ cả nhị nha có khuynh hướng bạo lực nữa, cũng không biết họ ở đó có gặp rắc rối gì không. Còn An Nam Tĩnh nữa không biết nàng ta hiện tại thế nào rồi. Lắc đầu, Dương Diệp đang muốn đóng cửa, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp tu luyện, mà lúc này nữ tử kia lại xuất hiện ở cửa. Dương Diệp cười nói, ta không cần phục vụ đặc thù đâu. Nữ tử nhìn hắn, sau đó nói, phía dưới có người tìm ngươi, thứ cho ta nói thẳng, đối phương là lai giả bất thiện. Hai mắt Dương Diệp híp lại, rất nhanh, hắn nghĩ tới một chuyện, mấy người bị hắn giết ở cửa thành. Nghĩ vậy, đối phương hiện tại là tìm tới cửa tính sổ rồi. Nữ tử nói, nếu ngươi nguyện ý tới ở phòng cao cấp thì từ lâu chúng ta sẽ nguyện ý bảo vệ ngươi. Bảo vệ bao lâu? Dương Diệp cười hỏi. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi ở bao lâu thì bảo vệ bấy lâu. Dương Diệp lắc đầu. Thôi, thế đắt lắm, ta cứ đi giết chết bọn họ thôi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp ra khỏi phòng. Nữ tử. Dương Diệp hắn trước giờ không sợ chuyện. Dương Diệp xuống lầu 1, ở lầu 1, hắn gặp một nam tử trung niên. Nam tử trung niên ngồi trước bàn rượu, nhìn thấy Dương Diệp, hắn làm thủ thế mời. Dương Diệp ngồi xuống trước mặt nam tử trung niên. Đây là muốn giảng đạo lý với ta à? Đạo lý? Nam tử trung niên cười nói. Đó là gì, có thể ăn được không? Dương Diệp nói, vậy vào thẳng vấn đề nhé. Muốn nói thì ta nói với ngươi, muốn đánh ta cũng tùy thời có thể đánh với các ngươi, đồng thời có thể phụng bồi tới cùng. Nói hay đánh, tự các ngươi chọn. Nam tử trung niên cười nói. Các hạ rất tự tin. Dương Diệp nói. Nói nhiều vô ích, cho ta đáp án đi. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Lần này, các hạ ở cửa thành ngang nhiên người của lãnh gia ta, các thế lực đều nhìn thấy, nếu cứ vậy bỏ qua thì lãnh gia ta thật sự là mất hết thể diện. Lãnh gia? Dương Diệp nhíu mày. Nam tử trung niên gật đầu, cười nói. Các hạ cũng nghe nói tới lãnh gia rồi à? Dương Diệp gật đầu. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp. Vậy không biết các hạ thuộc về thế lực nào? Dương Diệp cười nói. Khí thế bức nhân. Lúc này, trong lòng nam tử trung niên đã có sát ý. Dương Diệp khí thế bức nhân như vậy, đơn thuần là không coi ai ra gì. Đây là đang khinh thường hắn, khinh thường cả lãnh gia. Nam tử trung niên đứng lên. Nếu vậy thì ta sẽ phụng bồi các hạ mấy chiêu. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả đứng cạnh quầy. Hình lão, mượn hư không gian nơi này dùng một chút nhé. Cách đó không xa, Hi Ha Tep lão lạnh lùng nói.
một viên giới tính. Nam tử trung niên cười cười, bấm tay búng một cái, một viên giới tinh dừng ở trước mặt hình lão. Hình lão thu hồi giới tinh, tay phải vung lên, trong nháy mắt, không gian trước mặt Dương Diệp và nam tử trung niên rung lên, rất nhanh Dương Diệp và nam tử trung niên đã biến mất. Khi hai người xuất hiện lại thì đã ở trong một không gian hư ảo. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp, hai tay hắn hơi nâng lên, trên người, một cỗ khí tức cường đại ùa ra. Tứ giới. Cường giả tứ giới đỉnh phong. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp. Bất kể các hạ có thân phận thế nào, đến từ thế lực nào, nếu dám. Dương Diệp đột nhiên nói. Nói ít thôi. Dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất, một luồng kiếm quang lóe lên. Nhìn thấy kiếm quang này, con người nam tử trung niên đột nhiên co rút lại. Mà lúc này, Dương Diệp đã ở phía sau nam tử trung niên. Ánh mắt nam tử trung niên đờ đẫn nhìn về phía trước, một kiếm đó thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức cắt vào cổ hắn rồi hắn mới có phản ứng. Kiếm tu mạnh quá. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu nam tử trung niên. Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, nạp giới trên ngón tay nam tử trung niên bay vào tay hắn, bên trong có chừng 10 viên giới tinh. Thu hoạch không tồi. Dương Diệp thu hồi nạp giới, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Có thể kết thúc được chưa? Không gian biến ảo, rất nhanh, Dương Diệp về vị trí cũ. Mà ở trước mặt hắn, đầu của nam tử trung niên đã không thấy đâu, nhưng người thì vẫn ngồi đó. Dương Diệp cầm chén trà trên bàn lên một ngụm, hơi đắng. Nói xong, hắn đứng dậy, xoay người bước về phía phòng mình. Trước quầy, hình lão nhìn Dương Diệp, sau đó nói. A Bích, thu dọn đi. Một nữ tử đi ra, chính là nữ tử lúc trước đã tiếp Dương Diệp, nữ tử đi tới trước thi thể nam tử trung niên. Đưa về cho lãnh gia. Hình lão nói. Nhớ đòi một viên giới tinh làm phí vận chuyển. A Bích gật đầu. Sau đó mang cỗ thi thể đó rời khỏi tử lâu. Hai mắt hình lão chậm rãi nhắm lại, trong đầu là một kiếm là vừa rồi. Qua hồi lâu, hình lão đột nhiên mở miệng. Nhanh quá. Phòng Dương Diệp về phòng thì trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Hồi tưởng là trận chiến lúc trước, Dương Diệp cảm thấy vẫn có chỗ thiếu sót, tuy một kiếm của tuy rằng đã miểu sát nam tử trung niên đó, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Tín niệm. Lúc này, kiếm kinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trận chiến lúc trước, tín niệm của ngươi vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa đủ kiên định, ở sâu trong nội tâm ngươi, ngươi cảm thấy mình không thể một kiếm đánh chết một vị cường giả tứ giới đỉnh phong. Chút dao động này đã khiến cho kiếm của ngươi không đạt tới được cực hạn của mình. Tín niệm. Nghe vậy, Dương Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Đúng như lời nói của kiếm kinh, một kiếm vừa rồi, tín niệm của hắn vẫn chưa đủ kiên định. Cho dù hắn không thể một kiếm chảm sát một cường giả tứ giới. Nhưng nếu dưới tình huống nhất định phải xuất kiếm, hắn nên có loại tín niệm vô địch này. Một kiếm này của ta phải giết người. Cái gọi là tín niệm, kỳ thật người thường cũng có, là khi rất nhiều người ở vào tuyệt cảnh thường thường sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng. Bởi vì lúc đó, bọn họ là thấy chết không sờn, bọn họ muốn sống. Đây là tín niệm của bọn họ. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Nếu không có việc gì thì sớm rời khỏi nơi này đi. Vì sao? Dương Diệp có chút khó hiểu, kiếm kinh lạnh lùng nói. Tính cách của ngươi quá xung động, ở đây lâu, đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Không ở lâu đâu, chờ ta làm rõ thực lực cụ thể ở đây rồi sẽ đi. Vì hoang tộc à? Kiếm kinh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Với thực lực của hoang tộc, nếu bọn họ không rõ thực lực của chiến giới, vậy thì họ sẽ không đánh đâu. Ta làm như vậy, là vì ta, cũng thấy đấy, vĩnh hằng quốc độ đối với tiểu bạch chính là thế ắt phải có, ta là đang tính chuyện xấu nhất. Tìm hiểu chút về vĩnh hằng quốc độ sẽ có lợi hơn cho ta. Kiếm kinh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Cố gắng đừng ở lâu. Nàng ta thật sự có chút lo lắng. Tính tình của Dương Diệp quá nóng nảy, ở đây một khi gây ầm ĩ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thời gian tiếp theo, Dương Diệp không ngừng suy nghĩ về kiếm vực cùng với phi kiếm của mình, đặc biệt là phi kiếm của hắn hiện tại ở trong kiếm vực thật sự có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung. Cho dù là kiếm kinh, cũng khen không dứt miệng đối với phi kiếm của hắn. Mà hiện tại, nhục thân của hắn lập tức có thể đạt tới nhị giới, chỉ cần đạt tới nhị giới, cảnh giới của hắn cũng sẽ lên theo,
khi đó, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn nhiều. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rời khỏi Hồng Mông Tháp, ngoài cửa có tiếng gõ. Dương Diệp nói, vào đi. Cửa mở, người tới chính là A Bích. Bích nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Diệp công tử, nơi này có một giao dịch ngầm, người có hứng thú đi xem không? Hội giao dịch ngầm á, có siêu thần khí không? Sắc mặt A Bích lập tức cứng ngắc. Siêu thần khí. A Bích nhìn Dương Diệp với vẻ hoài nghi, đầu óc người này có vấn đề à? Siêu thần khí, cho dù là ở Vĩnh Hằng quốc độ, e là cũng không vượt quá hai cái. Loại thần vật này đều bị những thế lực siêu cấp nắm trong tay, người ta sao có thể mang ra bán? Nếu không có siêu thần khí thì có thần khí không? Dương Diệp lại hỏi. A Bích nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thần khí thì thỉnh thoảng cũng có, phải xem vận khí. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Vậy ta đi xem thử. Mà lúc này, A Bích lại nói. Diệp công tử, muốn tham gia hội giao dịch ngầm này phải có chứng minh tài sản. Ừ, Diệp công tử phải có 50 viên giới tinh mới có thể tham gia. Dương Diệp nhìn A Bích. Này các ngươi không phải là mở hắc điếm chứ? Muốn lừa dẫn ta đi sau đó thì cướp của. A Bích mặt tối sầm. Diệp công tử, người đi hỏi thăm về túy khách cư của chúng ta đi, chúng ta là làm sinh ý lâu dài. Dương Diệp cười cười. Xin lỗi, là ta gặp phải hắc điếm rồi nên hơi sợ. A Bích hơi gật đầu. Diệp công tử lo lắng cũng là chuyện bình thường, có điều, túy khách cư của chúng ta chưa bao giờ loại ra loại chuyện này này. Ừ, nếu Dương công tử muốn đi thì phải chứng minh ngươi có 50 viên giới tinh, hoặc là, có bảo vật thần kỳ nào khác. Tay phải Dương Diệp vung lên, 50 viên giới tinh xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp cười nói, đủ chưa? A Bích nhìn Dương Diệp. Đủ rồi, xin Diệp công tử theo ta. Dương Diệp đi theo A Bích đi tới lòng đất. Nói một cách chính xác là đi tới một con phố ngầm, rộng mấy chục trượng, dài trăm trượng. Ở đây, mọi người đều mặc áo đen, trên người khí tức nội liếm, không ai biết ai. Dương Diệp dưới sự đề nghị của A Bích cũng mặc áo đen, theo như A Bích nói thì sở dĩ rất nhiều người tới đây giao dịch là bởi vì bọn họ có thứ không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Ví dụ như thứ giết người cướp của mà có được. Sau khi đưa Dương Diệp đến đây, liền xoay người rời đi. Địa phương này nàng ta không thể ở lâu. Khi nàng ta rời khỏi, thu một viên giới tinh của Dương Diệp làm phí vào bàn. Lúc này, hắn mới phát hiện, mình thật sự vẫn là một người nghèo, những người làm ăn này mới là thổ hào thật sự. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, người không phải quá nhiều, chỉ khoảng 30 người. Hơn nữa, thỉnh thoảng có người rời khỏi, có điều, cũng có người từ trên đi xuống. Ngoài ra, con phố rất im lặng. Không có một chút thanh âm nào. Một lát sau, Dương Diệp đi tới trước một người áo đen cách đó không xa, trước mặt người áo đen này bày một lá ngọc màu trắng, trên lá ngọc có ánh sáng trắng lượn lờ. Ngụy thần khí. Dương Diệp lắc đầu, hắn không có hứng thú với những thứ này, thế là hắn lại đi tới trước mặt người áo đen tiếp theo, trước mặt người này bày một thanh chủy thủ, rất ngắn, nhưng lại rất sắc bén. Có điều, cũng là một thanh ngụy thần khí. Loại chủy thủ này nếu để chu chạm vào một cái thôi, trong nháy mắt sẽ hóa thành hư vô. Dương Diệp lắc đầu, tiếp tục đi xem, nhưng mà, sau khi hắn qua 4 năm quầy hàng, đều không phát hiện đồ tốt. Có chút thất vọng. Dương Diệp lắc đầu, đang muốn bỏ đi thì đúng lúc này Kiếm Kinh đột nhiên nói. Thứ hai bên trái. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, quay đầu nhìn về phía quầy hàng thứ hai bên trái, trước mặt người áo đen đó bày một hạt châu to bằng nắm đấm. Nội đan. Đây là nội đan của yêu thú cấp bậc chủ cảnh. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Nghe vậy mắt Dương Diệp sáng rực lên. Nội đan cấp bậc chủ cảnh. Dương Diệp hắn hiện tại thiếu nhất chính là độ cường hãn của nhục thân, chỉ cần nhục thân đề thăng, có thể không cần phải áp chế cảnh giới của mình. Mà muốn đề thăng nhục thân, nội đan chính là một thứ tốt. Đặc biệt là loại nội đan cường đại này. Rất nhiều lúc, hắn rất muốn làm thịt Tiểu Long. Nếu ăn nội đan của Tiểu Long, hắn tuyệt đối có thể đạt tới nhục thân tử giới. Dù sao tên này cũng là thái cổ chân long chân chính. Đương nhiên là chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi. Còn nữa, trong đầu Dương Diệp vẫn có một nghi hoặc, đó chính là tiểu nha đầu bạo lực nhị nha kia có nội đan không? Có rảnh phải hỏi nhị nha mới được. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp đi tới trước mặt người áo đen đó, chỉ vào viên nội đan. Bao nhiêu?
120 viên giới tinh. Người áo đen nói, thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là đang làm biến đổi. 120 viên giới tinh. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày, đắt quá. Hắn hiện tại chỉ có 70 viên giới tinh. Dương Diệp nghĩ nghĩ. C giảm giá chút được không? Người áo đen lạnh lùng nói. Chắc giá. Ta muốn. Lúc này, một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Dương Diệp quay đầu lại nhìn, người tới là một nữ tử váy dài đeo khăn che mặt, chỉ có thể nhìn được hai mắt, có điều, từ hai mắt cùng với dáng người cho thấy, dung mạo của đối phương chắc rất xinh đẹp. Nữ tử đeo khăn che mặt đi tới trước mặt người áo đen, bấm tay búng một cái, một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt người áo đen. Người áo đen nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn thu hồi nạp giới, sau đó xoay người rời đi. Viên nội đan đó vẫn ở nguyên tại chỗ. Tuy nội đan quý giá, đặc biệt là loại nội đan chủ cảnh. Nhưng nó chỉ có tác dụng với yêu thú và thể tu, đối với người bình thường mà nói, nó như gân gà. Bằng không, giá tuyệt đối không thể chỉ 120 viên. Dương Diệp cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng biết sao được, ai bảo người ta có tiền hơn hắn. Lần này, hắn mới cảm nhận được lợi ích của tiền. Lắc đầu, Dương Diệp đang muốn đi thì lúc này, nữ tử đeo khăn che mặt đột nhiên nói. Các hạ chờ chút. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử đeo khăn che mặt. Hả? Nữ tử đeo khăn che mặt bấm tay búng một cái, viên nội đan đó dừng ở trước mặt Dương Diệp. Tặng các hạ đấy. Dương Diệp cau mày. Vì sao? Nữ tử đeo khăn che mặt nói. Tìm chỗ khác nói chuyện nhé. Dương Diệp nhìn nữ tử đeo khăn che mặt, sau đó gật đầu. Hai người về tới tửu lâu, ở lầu một, hai người tìm một bàn rượu. A Bích vội vàng tới dâng hai chén linh trà thượng đẳng. Nữ tử đeo khăn che mặt nói. Ta tên là Bỉ Thanh, người của Hình gia, túy khách cư này chính là Hình gia ta mở. Hình tộc, đệ nhất tộc của Vĩnh Hằng quốc độ. Dương Diệp uống một ngụm linh trà, sau đó nói. Bỉ Thanh cô nương, nói ý đồ đến của ngươi đi. Bỉ Thanh đặt nội đan trước mặt Dương Diệp. Ngươi rất mạnh, ta muốn kết giao với ngươi. Dương Diệp nhìn hình Bỉ Thanh. Sự thẳng thắn của ngươi khiến ta có chút bất ngờ. Hình Bỉ Thanh nói. Cường giả tôn trọng cường giả, cũng muốn kết giao với cường giả. Viên nội đan này là thiện ý là của ta. Đương nhiên, ngươi không nhận cũng không sao. Ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, không làm được bằng hữu thì cũng không nên làm kẻ địch, ngươi thấy có đúng không? Dương Diệp nhìn viên nội đan trước mặt hồi lâu, sau đó nói. Cầm không thì không phải là phong cách của Dương Diệp ta. Nhưng không cầm thì lại càng không phải là phong cách của ta. Nói xong, hắn thu hồi viên nội đan đó. Bỉ Thanh cô nương, đa tạ. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu, không nói gì, xoay người rời đi. Nàng ta muốn mượn sức Dương Diệp, nhưng đối đãi với Dương Diệp, không thể giống đối đãi với cường giả bình thường. Kiếm tu, đặc biệt là kiếm tu cường đại, chẳng ai là không kiêu ngạo. Nếu quá cấp tiến thì sẽ thành hỏng chuyện. Trước tiên cứ kết giao thôi đã. Dương Diệp lại uống một ngụm trà, sau đó nói. Kiếm kinh, những thiên tài trong chiến giới thật sự không đơn giản. Nữ nhân đó là ngũ giới. Mà tuổi của đối phương cũng tương đương với hắn. Đáng sợ nhất vẫn là cách làm người xử thế của đối phương. Có thực lực, có thủ đoạn. Vì sao không cự tuyệt? Kiếm kinh hỏi. Dương Diệp cười nói. Vì sao phải cự tuyệt? Kiếm kinh lạnh lùng nói. Nhân tình là một chuyện phiền toái. Dương Diệp cười nói. Hiếm khi có người tỏ thiện ý với ta như vậy, cũng có chút không quen. Cho nên, không sao, nhân tình thôi mà, trong nhân sinh có ai mà không nợ nhân tình. Kiếm kinh không nói gì. Sau khi có được nội đan, Dương Diệp về phòng mình, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Bên trong phòng tu luyện, Dương Diệp trực tiếp nuốt viên nội đan đó. Nội đan vừa vào cơ thể, một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần đột nhiên từ trong cơ thể cho tỏa ra. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt trải khắp toàn bộ thân thể hắn. Năng lượng tinh thuần quá. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Mà nhục thân của Dương Diệp giống như một cái máy hút, điên cuồng hấp thu năng lượng trong nội đan. Cứ như vậy, xương cốt cơ nhục toàn thân hắn bắt đầu co rút lại. Ngoài Hồng Mông Tháp, tầng cao nhất của túy khách cư, một căn phòng rộng, một nữ tử đứng bên cửa sổ nhìn xa xa. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy hơn nửa phong cảnh chiến thành. Người này chính là hình Bỉ Thanh đã tặng Dương Diệp nội đan.
sau lưng nàng ta là Hình lão. Thế nào? Hình Bỉ Thanh đột nhiên hỏi. Hình lão nói, thân phận có chút khả nghi. Hả? Nữ tử nhìn về phía Hình lão. Nói nghe thử đi. Hình lão nói, người này đến từ Cổ Kiếm Tông, là đệ tử nội môn của Cổ Kiếm Tông. Đáng để nhắc tới là, hắn mới gia nhập ngoại môn Cổ Kiếm Tông mấy ngày đã lập tức khiêu chiến khảo hạch nội môn, mà hắn đã thành công. Tin tức từ bên Cổ Kiếm Tông truyền về hắn là con tư sinh của một phân gia của Diệp gia. Việc này rất khó tra. Hơn nữa cơ sở ngầm của chúng ta tiến vào Diệp gia sẽ bị đối phương giám thị, trừ phi vận dụng quyền hạn cấp bậc cao hơn. Không cần. Hình Bỉ Thanh lạnh lùng nói. Không cần tra lai lịch của hắn nữa, loại chuyện này sẽ chỉ khiến người ta phản cảm. Đặc biệt, nếu hắn đúng là một đứa con tư sinh, điều tra ra hắn sẽ càng phản cảm hơn. Hình lão gật đầu. Cũng đúng, nếu hắn thật sự là con tư sinh của Diệp gia, vậy việc này rất thú vị. Tính cách của người này cực kỳ nóng nảy, sát phạt quyết đoán, làm việc cũng cực kỳ tàn nhẫn. Theo ta, hắn chắc đúng là con tư sinh của Diệp gia, bởi vì chỉ có loại thân phận này, loại hoàn cảnh này mới có khả năng tạo nên loại tính cách cực đoan này. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Có chút cực đoan, người như thế, lòng trả thù rất mạnh, lại là kiếm tu, hơn nữa. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Hình lão. Từ trận chiến lúc trước, Hình lão có nhìn ra sâu cạn của hắn không? Hình lão lắc đầu. Không nhìn ra, người này, tuyệt đối có chiến lực ngũ giới. Hơn nữa, khi hắn xuất kiếm, cho dù là ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Nói thật, nếu để lão hủ đối chiến với hắn, thì sao? Hình Bỉ Thanh hỏi. Hình lão trầm giọng nói. Năm ăn năm thua. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Với thiên phú và thực lực của hắn, đã sớm nên nổi tiếng toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ rồi. Nhưng lại không có chút thanh danh nào. Chắc là hắn có là ở ẩn nhẫn. Vì sao lại sao ẩn nhẫn? Chẳng lẽ là sợ Diệp gia hãm hại à? Chắc không phải đâu, với thiên phú của hắn, đừng nói hắn là con tư sinh, cho dù là thân phận đê tiện cũng vẫn sẽ được Diệp gia ra sức bồi dưỡng. Nói đến đây, nàng ta lại nhìn về phía Hình lão. Bên Diệp Chi Bắc có động tĩnh gì không? Hình lão lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa, có điều, nàng ta chắc đã chú ý tới hắn. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Trước tiên cứ vậy đã, ta tới phía Tây một chuyến, trở về sẽ tiếp xúc với hắn. Phía Tây? Hình lão trầm giọng nói. Lại có động tĩnh à? Hình Bỉ Thanh gật đầu, sau đó xoay người biến mất. Tại chỗ, vẻ mặt Hình lão có chút ngưng trọng. Bên trong lầu cao nào đó của chiến trường, một nữ tử ngồi trên nóc lầu, tay cầm một quả dưa chuột, thỉnh thoảng lại cắn một miếng, vẻ mặt rất thỏa mãn. Nàng ta chính là Diệp Chi Bắc. Lúc này, một người áo đen xuất hiện ở phía sau Diệp Chi Bắc. Người áo đen trầm giọng nói. Tiểu thư, hắn không gia nhập đó liên minh tán tu, mà là tới túy khách cư, theo ta điều tra thì Hình Bỉ Thanh của túy khách cư đã tiếp xúc với hắn. Diệp Chi Bắc cắn một miếng dưa chuột, nuốt vào rồi nói. Gia tộc có gửi thư tới không? Có. Người áo đen trầm giọng nói. Gia chủ tra rõ rồi, trong chủ gia và phân gia của Diệp gia ta có con tư sinh, tổng cộng có 172 người. Trong đó, 150 người vẫn sống, cũng đều ở trong gia tộc, có điều không có ai tên là Diệp Dương cả. Diệp Chi Bắc nói. 20 người còn lại thì sao? Người áo đen do dự một thoáng, sau đó nói. Đã chế trời. Chết như thế nào? Diệp Chi Bắc hỏi. Người áo đen trầm giọng nói. Chết thảm, bị thế tử của chủ gia nhanh bên hãm hại mà chết, có một người trong đó không những bị hại chết mà còn bị băm cho chó ăn. Diệp Chi Bắc dừng động tác trong tay, trầm mặc một hồi, nàng ta nói. Truyền lệnh về, xử tử kẻ làm việc đó. Người áo đen do dự một thoáng, sau đó nói. Đại tiểu thư, chủ gia bình thường không quản chuyện của phân gia. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Phân gia không phải là Diệp gia à? Người áo đen nói. Tất nhiên, bọn họ chịu sự bảo hộ của chủ gia chúng ta, tất nhiên phải là người của Diệp gia. Diệp Chi Bắc nói. Nếu là người của Diệp gia thì ta quản có vấn đề gì không? Người áo đen gật đầu. Vâng, ta về rồi sẽ làm việc này. Diệp Chi Bắc đứng lên. Con tư sinh cũng là người của Diệp gia, trở về lập tức mở một võ đường. Võ đường này chuyên môn lập ra cho con tư sinh. Tất cả con tư sinh, bất kể nam nữ đều có thể trực tiếp vào võ đường này,
bất kỳ ai dám ngăn cản thì giết cho ta. Nói với họ, chỉ cần đạt tới yêu cầu, Diệp Chi Bắc ta sẽ để bọn họ tiến vào chủ gia, trở thành một thành viên của chủ gia Diệp gia. Người áo đen gật đầu. Tuân mệnh, đại tiểu thư còn gì phân phó không ạ? Diệp Chi Bắc ăn miếng dưa chuột cuối cùng, sau đó nói. Chuyện của Diệp Dương không cần phải tra xét nữa. Người áo đen trầm giọng nói. Vạn nhất hắn dùng danh nghĩa của Diệp gia ta, ở bên ngoài. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Vừa rồi, một vị cường giả tứ giới đỉnh phong của một vị đi tìm hắn, ở trong tử lâu bị hắn một kiếm miểu sát. Nghe vậy, người áo đen biến sắc. Sao có thể? Diệp Chi Bắc nhìn người áo đen, sau đó nói. Hắn không cần giả mạo Diệp gia ta, với thực lực của hắn. Hắn không cần phải giả mạo bất kỳ thế lực nào cả. Nếu hắn nói là con tư sinh của Diệp gia ta thì chính là vậy. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía xa xa. Cho dù không phải thì chúng ta cũng phải coi hắn là phải. Trong Hồng Mông Tháp, trên người Dương Diệp càng lúc càng mạnh, dần dần, không gian chung quanh hắn bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra. Toàn bộ phòng tu luyện rung chuyển. Dương Diệp đứng lên, siết chặt quyền đầu, không gian lập tức chấn động. Nhị giới. Sau khi cắn nuốt viên nội đan đó, nhục thân của hắn cuối cùng cũng đạt tới nhị giới, nhục thân nhị giới. Lúc này, lực lượng của hắn lại tăng cường rất nhiều. Có điều vẫn chưa kết thúc, hắn bắt đầu trùng tiến cảnh giới. Khi hắn không cố ý áp chế, khí tức trên người càng lúc càng mạnh, không đến một lúc, hắn trực tiếp từ nhất giới đạt tới nhị giới. Nhục thân và cảnh giới đề thăng song song. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó đi tới thế giới tầng thứ nhất. Trên mây, Dương Diệp ngự kiếm mà đi. Ngự kiếm thuật của hắn đã nhanh đến cực hạn, ngoài ra, hai thanh phi kiếm không ngừng từ trong đám mây bắn ra, mỗi một đạo phi kiếm đều sẽ lưu lại một vết kiếm thật dài trong mây. Dương Diệp vừa đề thăng đang tận tình phóng thích bản thân, cả người hắn hiện tại tràn ngập lực lượng. Sau khi mở ra kiếm vực, tốc độ của phi kiếm so với thường ngày thì càng nhanh hơn. Không chung, Dương Diệp lấy Chu ra, nhìn Chu, Dương Diệp cười nói. Xem ra phải tìm thời gian nhờ Trần Huyền An tiền bối triệt để giải phong cho ngươi. Triệt để giải phong. Hắn hiện tại có lòng tin có thể điều khiển Chu được giải phong triệt để. Nếu vậy, thực lực của hắn sẽ càng thêm khủng bố. Có điều vẫn còn lâu mới đủ, bởi vì kẻ địch của hắn là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thế lực này không chỉ có rất nhiều cường giả ngũ giới, còn có chủ cảnh, thậm chí là cường giả trên chủ cảnh. Với hiện tại của hắn, vẫn không thể chống lại Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cho nên mạnh hay không mạnh thì phải xem đối thủ của hắn là ai. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rời khỏi Hồng Mông Tháp, ngoài cửa chính là A Bích. Dương Diệp nói, mời vào, phòng tiến vào phòng, nói, Diệp công tử, người phải lên thành nghênh địch, hoang tộc đánh tới rồi à? Dương Diệp theo bản năng hỏi, A Bích nhìn Dương Diệp với vẻ cổ quái, sau đó nói, là đại quân yêu thú đột kích, đại quân yêu thú, Dương Diệp cau mày, nơi này là chiến giới mà vẫn có yêu thú đến phạm à? A Bích giải thích nói, yêu giới cũng là của chiến giới chúng ta, trách nhiệm của chúng là để đối kháng với hoang tộc. Mà ở đây để rèn luyện chiến lực của mọi người, bên trên cũng không hạn chế các loại tranh đấu, cũng không hạn chế yêu giới tranh đấu với bên chúng ta. Nói một cách đơn giản thì chính là tranh đoạt tài nguyên, ở đây, chúng ta cần tranh đoạt tài nguyên tu luyện cho bản thân, cũng chính là giới tinh, yêu thú đến phạm, là vì giới tinh, mà nhân loại chúng ta có khi cũng sẽ tới đánh lén yêu tộc, nói chung là rất phức tạp. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp liền hiểu ra. Tranh đấu. Phương pháp bồi dưỡng thiên tài chiến giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ chính là theo đuổi tự do cao độ, để hắn sinh tồn ở đây. Thông qua không ngừng tranh đấu và chiến đấu để bảo trì chiến lực của những thiên tài này và đề thăng bọn họ. Loại này phương pháp có chút tàn khốc, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Hiển nhiên, năm đó cao tầng của Vĩnh Hằng Quốc Độ bị hoang tộc đánh cho sợ rồi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Sau đó nói, không đi có được không? A Bích gật đầu, được, có điều phải giao nộp 50 viên giới tinh. Dương Diệp. A Bích lạnh lùng nói, Diệp công tử, yêu thú đột kích, không phải chuyện đùa,
tuy chúng ta ở đây được bồi dưỡng như thiên tài, nhưng nơi này là chết người. Yêu thú đột kích, chúng sẽ không thủ hạ lưu tình với chúng ta đâu. Một khi thành phá, chỗ chúng ta có vô số người chết thảm. Đoàn kết, vào những lúc như thế này, tất cả thế lực ở đây, cho dù là hai thế lực vốn tranh đấu rất găng cũng sẽ liên thủ kháng địch. Dương Diệp gật đầu. Vậy ra xem thử. Nói xong, Dương Diệp rời khỏi túy khách cư, lúc này, trời đã vào đêm, sao sáng đầy trời. Trong thành, có một cỗ không khí khẩn trương vô hình. Dương Diệp một mình đi tới trên tường thành. Lúc này trên tường thành đã tụ tập một số người, trong những người này thấp nhất cũng là phá giới cảnh, mà cường giả tứ giới thì rất nhiều, rất nhiều. Hơn nữa, những người này khí tức hùng hậu, không phải loại cường giả tứ giới hơi nước. Ngoài ra, Dương Diệp còn cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại. Mấy đạo khí tức cường đại này rất mịt mờ, ẩn trong đám người. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, không nhìn thấy đám người Mặc Nhã. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa, một mảng tối đen, không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên, xa xa đại địa đột nhiên rung chuyển, rất nhanh một cỗ uy áp cường đại ùa vào mặt họ. Đại yêu, xa xa, mấy trăm đại yêu cường đại giống như thiên quân vạn mã lao về phía này, không chỉ bên phía họ, hai bên còn lại cũng xuất hiện yêu thú. Dương Diệp nhìn lướt qua, bên trong đám đại yêu kia thấp nhất không ngờ cũng là phá giới cảnh. Dương Diệp cau mày, thế này có phải có chút dọa người không? Lúc này, hắn nghĩ tới một từ, phá giới cảnh như chó đầy đất. Có chút không bình thường. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện một số điều mờ ám, hắn phát hiện, cảnh giới của những yêu thú này có chút hư ảo. Khí tức không trầm ổn, không giống như là đề thăng dưới tình huống bình thường. Bên trong đám đại yêu kia có mấy con yêu thú là đại yêu tử giới, nhưng mấy con đại yêu này so với tiểu ngưu thì còn kém rất nhiều. Là cảm thấy cảnh giới của chúng phù phiếm à? Lúc này, một đạo thanh âm vang lên bên tại Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu lại nhìn, chính là nữ tử đeo khăn che mặt, cũng chính là Hình Bỉ Thanh. Dương Diệp gật đầu. Có chút hư ảo, Hình Bỉ Thanh nói khẽ. Ở Vĩnh Hằng quốc độ ta có một loại trái cây, phá giới quả, loại trái cây này có thể giúp những đại yêu này phá giới. Loại phương pháp cường hành đề thăng này, lãnh giới tất nhiên sẽ hơi hư ảo. Nhưng đây là điều có thể bù đắp được. Chiến đấu. Dương Diệp nói. Hình Bỉ Thanh gật đầu. Đầu lĩnh của yêu tộc là tên Gia Hát Xê à không tồi. Phá giới thụ của Vĩnh Hằng chi giới đều bị hắn nắm giữ trong tay. Không chỉ như vậy, bên trên còn có rất nhiều trợ cấp đối với bọn họ. Mỗi lần bọn họ tới tấn công chiến TK ường chúng ta, trừ tài nguyên là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, cũng là mục đích chính yếu của bọn họ, đó chính là lấy nhân loại chúng ta ra để luyện binh. Những đại yêu này, phàm là có thể sống sót sau hơn 10 chiến dịch, đều sẽ biến thành tinh anh chân chính của yêu tộc. Không sợ nội háo à? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Vĩnh Hằng chi chủ có một câu, hoặc là chết trong tay người nhà, hoặc là chết trong tay hoang tộc. Chúng ta hiện tại không nỗ lực đề thăng bản thân ngày sau chính là hồn dưới đao hoang tộc. Dương Diệp nhìn cường giả trên tường thành, trong mắt những người này, hắn không nhìn thấy vẻ sợ hãi hoặc là kiêng kỵ, chỉ có hưng phấn, khao khát. Chiến đấu. Những người này đều khát khao được chiến đấu. Lúc này, Hình Bỉ Thanh lại nói. Sau mỗi một lần chiến đấu, bọn họ sẽ có chiến lợi phẩm, ví dụ như nội đan, máu đại yêu, ngoài ra, người sống sót sau mỗi một lần tham gia chiến đấu đều có phần thưởng hai viên giới tinh. Người tham gia lần thứ hai, có năng lực sống sót, chính là ba viên, cứ vậy đi tiếp. Nói đến đây, nàng ta nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Ta đã qua 9 lần rồi, nếu lần này ta có thể sống sót sẽ nhận được 10 viên giới tinh. Vậy người chết thì sao? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh nói. Thi thể được đưa về, mà gia tộc bọn họ sẽ có được một danh ngạch có thể tiến vào chiến giới, đương nhiên là phải đạt tới yêu cầu nhất định. Lúc này đám đại yêu kia đã đi tới cách dưới thành không xa, mà lúc này, những người trên tường thành đã không chịu nổi, trực tiếp nhảy xuống lao về phía đại yêu. Những người này đã coi đại yêu là con mồi, mà trong mắt đại yêu thì cũng mang theo vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt. Bởi vì nếu chúng sống sót, không những có được giới tinh trên người những nhân loại này, còn có được phần thưởng lớn sau khi trở về. Rất nhanh, nhân loại và yêu thú ở phía dưới giao chiến với nhau. Không thể không nói, chiến lực của những nhân loại này rất khủng bố, trong cùng cấp,
bọn họ tuyệt không thua các đại yêu. Trên tường thành, Dương Diệp nhìn về phía Hình Bỉ Thanh ở bên cạnh. Ngươi không đi à? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Những kẻ này không phải là tinh anh chân chính của yêu tộc, đối thủ của ta là cường giả đạt tới ngũ giới. Nếu ta xuống giết những kẻ dưới ngũ giới này chính là phá hỏng quy củ. Quy củ, còn có quy củ à? Vương đối vương, binh đối binh, đây là quy củ, bằng không, một ngũ giới xuống đối kháng một tứ giới, ngươi cảm thấy tứ giới đó có đường sống sao? Đó không phải là lịch lãm mà là đồ sát, không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Chỉ có đại chiến với cường giả ngũ giới của yêu tộc mới có lợi cho chúng ta. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Có điều, ngươi có thể đi xuống. Đương nhiên, chỉ hạn chế trong hôm nay, lần sau ngươi đi xuống, yêu tộc nhất định sẽ phái ra cường giả ngang hàng giao thủ với ngươi. Dương Diệp nhìn chết phía dưới, hắn lắc đầu. Ta không có hứng thú. Hình Bỉ Thanh gật đầu, không nói gì. Có điều rất nhanh, giống như nghĩ đến gì đó. Nàng ta lại nói. Sau khi lần này kết thúc, cẩn thận Lãnh gia nhé. Lãnh gia, Dương Diệp nói. Cho hỏi một chuyện. Cứ nói. Lãnh gia có một người tên là A Lãnh phải không? A Lãnh. Hình Bỉ Thanh trầm mặc một lát. Biết tên thật không? Dương Diệp lắc đầu. Ta chỉ biết là nàng ta tên là A Lãnh, là một vị tiểu thư của Lãnh gia. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Về rồi ta sẽ giúp ngươi tra thử. Dương Diệp nói. Đa tạ. Hình Bỉ Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Một vị yêu vương tới rồi. Chân trời cuối chân trời, một con quái vật lớn giống như một tòa núi lớn đang xông về phía này. Khí tức mạnh quá. Hai mắt Dương Diệp híp lại, thực lực của chiến giới này so với tưởng tượng của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Xa xa, vị yêu vương kia không phải là hiện thân của bản thể. Mà là dùng bộ dạng của nhân loại để xuất hiện trước mặt mọi người, vị yêu vương này trừ hình thể hơi to lớn ra thì không có gì khác so với nhân loại. Vị yêu vương này vừa tới, ánh mắt đã trực tiếp dừng ở trên người Hình Bỉ Thanh. Mà lúc này, thân hình Hình Bỉ Thanh rung lên, trực tiếp lướt ra. Khỏi thành, một người một yêu trực tiếp đại chiến. Mà Dương Diệp lại xoay người rời đi. Kỳ thật, cái này tương đương với một hồi diễn kịch trong chiến giới. Chỉ là vở diễn này hơi tàn khốc, bởi vì nó là sự thực. Nhưng hắn không có hứng thú. Khi Dương Diệp trở lại túy khách cư, ở cửa gặp một nam tử thanh niên. Dương Diệp nhìn nam tử thanh niên, thần thức nam tử thanh niên khóa chặt người hắn, hiển nhiên, là tới tìm hắn. Lãnh gia. Dương Diệp hỏi. Nam tử thanh niên hơi gật đầu. Lãnh gia, Lãnh Hiên. Dương Diệp nói. Ta không muốn lãng phí thời gian với các ngươi. Nam tử thanh niên cười nói. Chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Dứt lời, sau lưng hắn, xuất hiện một lão giả. Cường giả ngũ giới. Hiển nhiên Lãnh gia lần này là muốn làm thạt. Dương Diệp nhìn lão giả kia, sau đó nói. Quả nhiên là đánh nhỏ thì già tới. Nam tử thanh niên cười nói. Các hạ có thể thuấn sát một vị cường giả tứ giới, bất kể các hạ là dùng bí pháp hay là gì khác. Nhưng không thể không thừa nhận. Các hạ rất mạnh, mạnh vô cùng. Chúng ta lúc trước đã khinh thị các hạ rồi, nhưng hiện tại chúng ta sẽ không như vậy nữa đâu. Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử thanh niên, nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng nhếch lên. Ngươi sao dám khẳng định hiện tại không phải là đang khinh thị ta? Nghe vậy, hai mắt nam tử thanh niên híp lại. Ngươi sao dám khẳng định, đây là con bài chưa lật cuối cùng của chúng ta? Dương Diệp cười nói. Vốn ta là nể mặt một ai đó, không muốn để phát sinh những chuyện không thoải mái với Lãnh gia các ngươi. Có điều ta về sau lại nghĩ, như ta và nàng ta đã tiếp xúc, nàng ta hình như cũng không được sống tốt ở Lãnh gia. Cho nên, Lãnh gia ngươi đã không chịu bỏ qua chuyện này, vậy thì chúng ta kết thúc nó đi. Nói xong, hắn tiến vào túy khách cư. Phía sau, là nam tử thanh niên và lão giả đó. Dương Diệp nhìn về phía nam tử thanh niên. Giao giới tinh ra đi. Nam tử thanh niên nhìn Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi rất tự tin, ngươi. Dương Diệp phất tay, hắn bấm tay búng một cái, một viên giới tinh dừng ở trước mặt Hình lão. Hình lão nhìn Dương Diệp, do dự một thoáng, sau đó nói. Diệp công tử sống ở phòng cao đẳng, ở túy khách cư có phúc lợi được bảo hộ, Diệp công tử có cần không? Phòng cao đẳng. Dương Diệp ngây người. Mình không phải đang ở phòng bình thường sao?
Rất nhanh, Dương Diệp đã hiểu ra, đối phương đây là đang phóng thích thiện ý đối với hắn. Dương Diệp lắc đầu cười. Không cần, Lãnh Gia bọn họ muốn chiến, vậy thì chiến đi. Giết người là việc ta thạo nhất. Hình lão nhìn Dương Diệp, không nói gì, tay phải hắn vung lên, cảnh tượng xung quanh biến ảo. Rất nhanh, Dương Diệp và lão giả đó xuất hiện trong hư không. Chiến ngũ giới. Đối diện Dương Diệp, lão giả đó nhìn hắn, không nói một lời, thâm trầm như biển, trên người lại tỏa ra một cỗ uy áp cực kỳ cường đại. Thế, uy thế. Dương Diệp nhìn lướt qua đỉnh đầu. Hình lão, ta không muốn có người quan khán trận chiến này. Bên trong tử lâu, hình lão hơi trầm ngâm, rất nhanh, hai tay hắn kết một thủ ấn kỳ dị. Ngay sau đó, thế giới hư không trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí bao trùm. Lần này, hình lão và nam tử thanh niên đều không nhìn thấy bên trong chiến trường hư không. Có điều, Dương Diệp vẫn không yên tâm, sau khi hình lão phóng thích kết giới thần bí phong ấn chiến trường hư không. Hắn lại lấy ra vạn giới đồ trực tiếp khóa thế giới hư không này lại. Nếu có người dùng thần thức để xem xét thì hắn sẽ cảm nhận được ngay. Lão giả đó cũng đã nhận ra một màn này, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta đây là sẽ giữ nhiều lành ít à. Theo hắn, người trước mắt phong tỏa hư không này, hơn nữa vừa ra tay đã là một kiện thần khí, không nghi ngờ gì nữa, con bài chưa lật của đối phương khẳng định rất lớn. Có điều không sao. Hắn đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Dương Diệp nhìn lão giả, đột nhiên, tay phải hắn thò về phía trước, sau đó ép cho dưới. Toàn bộ chiến trường hư không rung chuyển kịch liệt, mà lão giả đó thì cả người trực tiếp bị một lực lượng cường đại đẩy lui ra mấy trăm trượng. Lão giả kinh hãi nhìn về phía xa xa, vị trí hắn đứng lúc trước đang có một cái ấn nổi lơ lửng. Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn có ngũ giới chi lực. Lại một kiện thần khí. Lão giả nhìn Dương Diệp, thần sắc vô cùng ngưng trọng, không ngờ có hai kiện thần khí. Tuy thần khí không quý bằng siêu thần khí, nhưng cũng không phải là rau cải trắng, tùy tiện ở đâu cũng thấy. Đúng lúc này, Dương Diệp bấm tay búng một cái, Chư Thiên Ấn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu lão giả, không chỉ Chư Thiên Ấn, còn có một chiếc chân giới ấn. Song ấn. Chân giới ấn trực tiếp chân áp cảnh giới của lão giả, thiếu chút nữa thì hạ cảnh giới của lão giả đó từ ngũ giới xuống tới tứ giới. Phải nói là đã chân áp đến tứ giới, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lão giả không ngờ không đề thăng được cảnh giới của mình, có điều lực lượng của Chư Thiên Ấn đã hoàn toàn ép lên người lão giả, ầm một tiếng, lão giả lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà lão giả vừa dừng lại, hai thanh phi kiếm lóe lên, ngay sau đó, hai thanh phi kiếm đã tới hai bên yết lầu lão. Thấy vậy, lão giả trong lòng hoảng hốt, lập tức một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể ùa ra, cùng lúc đó. Một cây bút đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh xê đầu Dương Diệp. Phòng ngự, phản kích. Cứ chỉ phòng ngự chỉ tổ đổi lấy sự tấn công vô tận của kẻ địch. Lão giả sinh tồn ở chiến giới này nhiều năm khư vậy, tất nhiên minh bạch điểm này, bởi vậy, tuy vừa rồi cực kỳ nguy hiểm nhưng hắn vẫn có phản ứng trong nháy mắt. Đỉnh đầu Dương Diệp, cây bút đỏ như máu đột nhiên xoay tròn, ngay sau đó một luồng tinh mang bắn xuống. Luồng tinh mang này so với tốc độ và lực lượng phi kiếm của hắn thì không hề thua kém. Cây bút đỏ như máu này cũng là thần khí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn luồng tinh mang đó, ngay lập tức lại một thanh kiếm phóng lên cao, trực tiếp đâm vào luồng tinh mang. Thanh kiếm này trực tiếp vỡ nát luồng tinh mang đó, kiếm vẫn không dừng lại, mà tiếp tục đâm tới cây bút đỏ như máu. Có điều đúng lúc này, cây bút đó đột nhiên biến mất. Dương Diệp nhíu mày. Cây bút này là tự chạy, hiển nhiên nó đã cảm nhận được sự đáng sợ của Chu. Thanh kiếm hắn vừa tế ra chính là Chu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lúc này, lão giả đó đã ở cách mấy trăm trượng, trước ngực hắn đã có hai lỗ kiếm đỏ như máu, sắc mặt lão giả tái nhợt, không còn một hột máu. Có điều lúc này chung quanh hắn, không gian đã co rút lại, hình thành một vách tường không gian. Thần sắc lão giả đó cùng đề phòng, phải nói là như lâm đại địch. Lão giả nhìn chằm chằm Dương Diệp. Sáu kiện thần khí, một thanh siêu thần khí, còn là đệ nhất kiếm của Vĩnh Hằng Quốc độ ta, người rốt cuộc là ai? Vào lúc này, thanh âm của lão giả đã có chút khàn khàn. Hắn đã bị áp chế. Nhưng, hắn bị áp chế một cách rất uất ức, thằng nhãi trước mắt không ngờ có sáu kiện thần khí. Sáu kiện thần khí, đây là rau cải trắng à? Thần khí thì cũng thôi, còn có một kiện siêu thần khí nữa.
siêu thần khí. Cho dù là lãnh gia, cũng chỉ có một kiện, mà kiện này là từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống. Nhưng thằng nhãi trước mắt này không ngờ có một kiện siêu thần khí, 6 kiện thần khí cộng với một kiện siêu thần khí, đây con mẹ nó là đọ thực lực à. Đây là đọ trang bị mới đúng. Mà ở phương diện trang bị, hắn không nghi ngờ gì nữa là bị nghiền ép. Dương Diệp không nói nhiều với lão giả, dưới sự khu động của hắn, hai chiếc ấn lại một lần nữa bắn về phía lão giả đó. Không chỉ như vậy, trong bầu kiếm của hắn hai đạo phi kiếm bắn ra, hai thanh phi kiếm giống như hai đạo thiểm điện khiến cho lão giả đó biến sắc. Trong nháy mắt, vách tường không gian chung quanh lão giả trực tiếp bị cắt thành hư vô, có điều đúng lúc này, cây bút đỏ như máu trên đỉnh đầu hắn đột nhiên lấp lánh trên không trung. Rất nhanh, một cỗ hồng mang đỏ như máu trải rộng toàn bộ hư không chiến trường. Sát ý. Mùi máu tươi cường đại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, mà đạo hồng mang này thì không ngừng chống đỡ công kích mãnh liệt của hai chiếc ấn và hai thanh phi kiếm. Dương Diệp nhìn cây bút đỏ như máu đó. Công phòng nhất thể à. Cây bút này và phi kiếm, ấn của hắn đều là thần khí. Nhưng lúc này, cây bút này không ngờ chặn được cả hai ấn và hai thanh phi kiếm. Trừ vấn đề của bút ra còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là thực lực của lão giả. Lão giả là cường giả ngũ giới, loại thực lực này của hắn mà thúc giục thần khí, có thể đề cao uy lực của thần khí tới cực hạn. Hơn nữa, giữa cây bút và lão giả này khẳng định đã phối hợp vô số năm, đối với đặc tính của bút, lão giả sớm đã rõ như lòng bàn tay. Nghĩ đến đây, Dương Diệp thầm quyết định trong lòng, đó chính là sau này phải luyện tập với những thần khí này nhiều hơn. Tận hết khả năng tối đa hóa uy lực của chúng. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đúng lúc này, lão giả ở xa xa đột nhiên khàn khàn nói. Hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như muốn nhìn thấu Dương Diệp. Có nhiều thần khí như vậy, còn có siêu thần khí, đây có thể là một người bình thường sao? Hiển nhiên không phải. Lãnh gia không muốn trước khi chưa làm rõ tình huống đã trêu chọc loại yêu nghiệt không rõ lai lịch này. Rất có khả năng sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho lãnh gia. Dương Diệp nhìn lão giả. Nên kết thúc rồi. Dứt lời, hắn bước ra một bước về phía trước. Kiếm vực. Vào khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, cả người lão giả trực tiếp ngây đơ. Kiếm vực. Ngay sau đó, những hồng mang chung quanh lão giả lặng lẽ không một tiếng động bị một thanh kiếm cắt thành hư vô. Ngay sau đó, hai thanh phi kiếm chém bay cổ lão giả đó. Đầu lão giả đó trực tiếp từ trên cổ rơi xuống. Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, nạp giới và cây bút đỏ như máu của lão giả lập tức hắn thu vào trong hồng mông tháp. Hắn triệt hồi vạn giới đồ, về lại trong tử lâu. Dương Diệp xách đầu lão giả đi tới trước mặt nam tử thanh niên, sau đó đặt cái đầu xuống trước mặt hắn. Ngại quá, dùng sức hơi mạnh, không cẩn thận cắt mất đầu hắn, ngươi không ngại chứ? Lúc này, bên trong tử lâu rất im ắng. Nam tử thanh niên nhìn cái đầu, trầm mặc. Hình lão cũng trầm mặc. Trong lòng hai người sớm đã dậy sóng. Chết rồi. Một cường giả ngũ giới cứ như vậy mà chết. Qua hồi lâu, nam tử thanh niên tên là Lãnh Hiên cầm lấy cái đầu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Quấy dậy rồi, Dương Diệp nhếch miệng cười. Sao lại nói vậy, cảm ơn lãnh gia đã tặng cho ta một kiện thần khí và 50 viên giới tinh, ta vô cùng cảm kích. Lã Hiên hơi gật đầu. Xin vui lòng nhận lấy. Dương Diệp cười nói. Không tiễn. Lãnh Hiên xách cái đầu ra khỏi tử lâu, ngoài tử lơ cu, tay Lãnh Hiên đang run. Bên trong tử lâu, Dương Diệp hơi gật đầu với Hình Lão, sau đó về phòng mình. Trước quầy, Hình Lão trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thông chi cho tiểu thư. Sau khi trở lại phòng, Dương Diệp trực tiếp tiến vào trong hồng mông tháp. Ở trước mặt hắn. Là cây bút đỏ như máu đó, Dương Diệp gọi kiếm kinh ra. Đây là bút gì thế? Kiếm kinh quan sát cây bút, sau đó nói. Kệ nó là bút gì, dùng được là được. Dương Diệp cười khổ. Chính là không thể dùng được đây. Hả? Kiếm kinh khó hiểu. Dương Diệp nói. Ta kiểm tra rồi, bút này có linh, nó rất kháng cự ta, đồng thời tự phong ấn bản thân, không tiếp xúc với bên ngoài. Nếu không có sự giúp đỡ của nó, ta dù cầm nó cũng chẳng có tác dụng gì. Trừ phi ta hủy diệt linh của nó, khiến bút này tự tạo lại linh. Nhưng, ta không có năng lực này. Tiểu Bạch thì có điều nó. Nói đến đây, Dương Diệp càng thấy nhớ tiểu gia hỏa kia. Hiện tại hắn mới phát hiện, thì ra tiểu gia hỏa này có thể làm rất nhiều chuyện.
Lúc này, Kiếm Kinh nói. Trước tiên cứ để đó đã, đợi Tiểu Bạch về xử lý. Dương Diệp gật đầu, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau khi điều tức, Dương Diệp ra khỏi phòng, lại tới hội giao dịch ngầm kia. Hắn hiện tại, cần dùng tất cả biện pháp để đề thăng nhục thân. Có thể nói, với hắn hiện tại, nhục thân là quan trọng nhất. Biết sao được, đây là phương thức tu luyện mà hắn tự lựa chọn. Đi dạo một vòng, hắn không phát hiện ra thứ gì hữu dụng. Có chút thất vọng, Dương Diệp rời khỏi ngã tư đường, đi tới chiến trường. Lúc này đại quân yêu tộc đã rút về, để lại thi thể đầy đất, có đại yêu, cũng có nhân loại. Mà người sống sót đều sẽ có được sự tưởng thưởng của các tộc, cộng với chiến lợi phẩm của chính bọn họ, có thể nói thu hoạch rất phong phú. Trên tường thành, Dương Diệp quay đầu lại nhìn chiến trường này, chiến trường vẫn có chút thần bí, bởi vì cho tới bây giờ, hắn chỉ thấy một yêu nghiệt siêu cấp, cũng chính là hình bỉ thanh đó. Đối phương tuổi tác tương đương với hắn mà đã đạt tới ngũ giới, hơn nữa là ngũ giới hàng thật giá thật. Hắn biết, trừ hình bỉ thanh ra, trong thành này khẳng định còn có rất nhiều yêu nghiệt thiên tài cùng với một số lão quái vật. Qua hồi lâu, Dương Diệp về tới túy khách cư, hắn đi tới trước quầy. Hình lão nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói, tiểu thư nhà các ngươi đâu? Công tử có việc gì à? Hình lão hỏi. Dương Diệp cười nói, lúc trước ta nhận một viên nội đan của nàng ta, nhân tình này này phải trả. Hình lão nói, việc nhỏ thôi. Dương Diệp lắc đầu, ta sắp rời khỏi chiến giới, hồi tông môn một đoạn thời gian. Có lẽ sẽ không quay lại nữa, nói một tiếng với tiểu thư của các ngươi, nhân tình này nàng ta hiện tại không muốn ta trả thì sau khi e là không có cơ hội đâu. Hình lão trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, các ngươi tự bàn với nhau đi. Ta thông chi cho nàng ta. Dương Diệp hơi gật đầu, ngồi xuống một bên, rất nhanh, nữ tử tên là A Bích dâng một ly linh trà. Dương Diệp uống một ngụm linh trà, chỉ lát sau, hình bỉ thanh xuất hiện. Hình bỉ thanh nhìn Dương Diệp. Diệp công tử sắp rời khỏi chiến giới à? Dương Diệp gật đầu. Ta là đệ tử Cổ Kiếm Tông, tất nhiên phải về Cổ Kiếm Tông. Hình bỉ thanh nói. Ở đây so với ở Cổ Kiếm Tông thì có chỗ phát triển tốt hơn mà. Dương Diệp cười nói. Ta có việc phải về. Hình bỉ thanh nghĩ nghĩ, sau đó nói. Diệp công tử, ta muốn mời ngươi cùng ta tới một chỗ. Chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Hình bỉ thanh nói. Chỗ nguy hiểm nhất của chiến giới. Chỗ nguy hiểm nhất á? Dương Diệp cau mày. Hình bỉ thanh gật đầu. Ở chiến giới. Cũng chính là ngoài cùng phía nam, nơi đó có một vực sâu, dưới đáy vực có rất nhiều giới tinh. Nhưng, nơi đó rất nguy hiểm, rất nhiều người đi mà không thể trở về. Dương Diệp nói, chỉ có giới tinh thôi à, hình bỉ thanh trầm mặc một lát. Còn có thức khác nữa. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Ta cần giúp đỡ, Diệp huynh rất thích hợp. Nếu chúng ta có thể ồ sống sót trở về, ta sẽ tặng Diệp huynh một viên nội đan của yêu thú chủ cảnh. Hơn nữa, ta thấy Diệp huynh tu luyện nhục thân, ta còn có thể tìm thiên tài địa bảo khác cho Diệp huynh, để nhục thân của Diệp huynh đạt tới tứ giới, chắc là không có vấn đề gì. Tứ giới. Dương Diệp nhìn hình bỉ thanh, lắc đầu cười. Người của đại gia tộc như các ngư cười đúng là may mắn. Tài nguyên. Hắn hiện tại mới chính thức minh bạch, tài nguyên thật sự rất trọng yếu, lúc này nếu hắn có đủ tài nguyên, muốn đạt tới nhục thân tứ giới là không hề có độ khó. Tuy hắn có Tiểu Bạch, nhưng so với những đại thế gia, thế lực lớn này thì nội tình vẫn kém hơn rất nhiều. Hình bỉ thanh nói khẽ. Người của đại gia tộc tuy rằng gặp may, nhưng cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Diệp huynh, cạnh tranh ở đó cũng rất tàn khốc, hiện tại bởi vì sự xuất hiện của hoang tộc nên mới tốt hơn một chút. Nhưng vẫn có cạnh tranh. Hơn nữa, đều là loại tranh đấu giết người không thấy máu. Không chỉ bên ngoài, ngay cả trong gia tộc của mình cũng như vậy. Vô ý chút thôi là vạn kiếp bất phục. Bởi vì có vô số người ở phía sau chờ đá ngươi khỏi vị trí. Dương Diệp cười cười. Ta không có không đối với gia tộc, tự do một mình vẫn tốt hơn. Hình bỉ thanh nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Vậy Diệp huynh đáp ứng à? Dương Diệp gật đầu. Bỉ thanh cô nương đề xuất tốt như vậy, ta không có lý do gì mà không đáp ứng. Lúc nào thì đi? Hình bỉ thanh nhìn ra ngoài tử lâu. Hơi trầm ngâm, sau đó nói. Diệp huynh, chuyến đi này nguy hiểm, Diệp huynh phải nghĩ cho kỹ.
Dương Diệp cười nói. Phú quý trong nguy hiểm. Hình Bỉ Thanh gật đầu. Hai ngày sau ta sẽ tới tìm Diệp huynh. Nói xong, nàng ta đứng lên, đang định đi thì giống như là nghĩ tới gì đó, nàng ta lại nói. Diệp huynh giết một vị cường giả ngũ giới của lãnh gia tiếp theo có thể sẽ phái ra cường giả mạnh hơn tới giết Diệp huynh, hoặc là đối phương tạm thời bỏ qua cho Diệp huynh, sau đó tìm kiếm cơ hội nhằm vào Diệp huynh sau. Loại thứ nhất thì trực tiếp, loại thứ hai thì có vẻ âm hiểm. Bất kể là loại nào Diệp huynh cũng vẫn phải cẩn thận. Nếu thật sự không ổn, Diệp huynh đừng ra khỏi Tửu Lâu này, chỉ cần Diệp huynh không ra, lãnh gia cũng không dám tiến vào giết Diệp huynh. Nhưng, nếu Diệp huynh rời khỏi đây thì hình gia ta sẽ không có thể nhúng tay. Xin Diệp huynh ghi nhớ. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Dương Diệp uống xong chỗ linh trà còn lại rồi về phòng mình. Hắn đi tới lôi trì, lúc này, đám đại yêu tiểu long đang lợi dụng những ám hư thần lôi này để luyện thân thể. Nếu chỉ bằng vào độ cường hãn của nhục thân thì hắn tuyệt đối không bằng đám đại yêu tiểu long. Đừng nói hắn, sợ là cho dù một số đại yêu ngũ giới cũng vẫn kém bọn tiểu long. Mấy con đại yêu này ăn thiên tài địa bảo tốt nhất, hô hấp một trong những loại huyền khí tốt nhất thế gian, cộng với sự tôi luyện của ám hư thần lôi, chúng hiện tại, nhục thân đã cường hãn tới một loại trình độ đáng sợ rồi. Kỳ thật, đám đại yêu tiểu long sở dĩ chịu khó tu luyện như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhị nha. Nhị nha trước khi đi có nói, khi nàng ta trở về, sẽ tìm chúng luận bàn. Khi đó nếu chúng quá yếu, khẳng định sẽ bị nhị nha đánh đập. Hiện tại tu luyện nhiều, ngày sau bất bị ăn đòn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn ám hư thần lôi, bên trong lôi trì gần 100 đạo mai ám hư thần lôi, theo hắn đốt sờn thì nếu đưa lôi trì này ra bên ngoài, cho dù là cường giả ngũ giới cũng sẽ trong đều sẽ bị đánh cho thành cho. Cho dù là hắn cũng không chịu được lôi trì này. Đừng nói hắn, cho dù là nhị nha e là cũng khó có thể thừa nhận sự oanh kích của cả lôi trì. Lực lượng trung tâm ở lôi trì khiến cho tim hắn đập mạnh. Đáng tiếc là lôi trì này chỉ nể mặt tiểu bạch. Chỉ có tiểu bạch có thể điều động được nó, biết làm sao được, vì tiểu bạch có thể giúp chúng để thăng bản thân. Dương Diệp nhìn phiến lôi khu đó, lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Tu luyện. Trong thời gian 2 ngày, Dương Diệp bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày trừ tu luyện ra, hắn cũng sẽ bỏ thời gian cùng đám Tô Thanh Thi, đặc biệt là bọn Tuyết Nhi, Bảo Nhi Tiểu Giao. Thời gian của hắn luôn rất ít, đặc biệt là thời gian bầu bạn với người nhà lại càng ít, cũng may là họ không oán hận. Một ngày này, Dương Diệp tới cung điện của Bạch Chỉ Tiên, trong đại điện, Bạch Chỉ Tiên đang tu luyện. Cảm nhận được Dương Diệp tới, nàng ta đứng lên, Dương Diệp đi đến trước mặt nàng ta, cười nói. Phá giới cảnh. Bạch Chỉ Tiên đã đạt tới phá giới cảnh. Bạch Chỉ Tiên gật đầu. Cho ta thêm một số thời gian, có thể đạt tới nhị giới. Dương Diệp cười nói. Từ từ sẽ đến. Bạch Chỉ Tiên hơi gật đầu, muốn nói lại thôi. Chuyện của phụ thân ngươi. Dương Diệp hỏi. Bạch Chỉ Tiên lắc đầu. Dương Diệp nói khẽ. Yên tâm đi, chỉ cần tiểu bạch ở trên người ta, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ không dám làm thương tổn phụ thân ngươi, nếu bọn họ làm như vậy. Ta nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt. Bạch Chỉ Tiên chui vào lòng Dương Diệp, nói khẽ. Ta biết. Dương Diệp gật đầu, cứ vậy ôm lấy Bạch Chỉ Tiên. Qua hồi lâu, Bạch Chỉ Tiên nói khẽ. Tu luyện chứ? Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu. Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn hiểu ra. Mà lúc này, hạ thân đột nhiên lạnh toát. 36 môn âm dương kỹ, kỹ nào cũng phê tận xương. Phong cảnh nhân gian nơi nào đẹp. Đó là ở dưới đùi người ngọc. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày nháy mắt là hết. Buổi sáng ngày thứ 3, Hình Bỉ Thanh tới đúng hẹn. Dương Diệp ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu, Hình Bỉ Thanh tới trước mặt Dương Diệp. Đi thôi. Dương Diệp gật đầu, cứ như vậy, hai người rời khỏi túy khách cư. Dương Diệp đi theo Hình Bỉ Thanh tới ngoài cửa thành, ra khỏi thành. Dương Diệp thấy một cỗ xe ngựa, có điều không phải xe ngựa bình thường, bởi vì kéo xa không phải là ngựa mà là một con yêu thú to như núi nhỏ, trên lưng nó là một tòa tiểu điện cực kỳ xa hoa. Đây là... Dương Diệp hỏi, Hình Bỉ Thanh giải thích. Thay cho đi bộ, chuyến đi này hơi xa, chúng ta phải giữ thể lực. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Hai người tiến vào cho nô di tiểu điện, lúc này đại yêu đó đột nhiên tung người, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng.
tốc độ rất nhanh, giống như tia chớp. Trong điện, không gian rất lớn, bà si một chiếc bàn trà. Hai người ngồi đối diện nhau, ở trong điện, còn có một nữ tử, chính là A Bích. Dương Diệp nhìn A Bích. A Bích cô nương cũng đi à? Ca. A Bích gật đầu. Hình Bỉ Thanh nói. Diệp huynh, người cảm thấy A Bích cô nương thế nào? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí độ bất phàm, rất không tồi. Hình Bỉ Thanh cười nói. Nàng ta thuộc phân gia của Hình gia. Dương Diệp nhìn Hình Bỉ Thanh, sau đó nói. Hình cô nương, ta có một chuyện rất khó hiểu, những đại gia tộc các ngươi có phân chủ gia và phân gia à? Vì sao phải phân như vậy? Chẳng lẽ phân gia và chủ gia không phải là một nhà à? Hình Bỉ Thanh uống một ngụm linh trà, sau đó nói. Diệp công tử, ta lấy ví dụ nhé, một hoàng đế thế tục, phía dưới hắn có 10 đứa con trai. Nhưng chỉ có một người có thể trở thành hoàng đế, mà sau khi người này trở thành hoàng đế, những người còn lại sẽ thế nào? Đương nhiên, nghĩ theo hướng tốt thì những người còn lại đều sẽ bị dần dần loại trừ ra khỏi vòng hạch tâm của quyền lực. Mà sau khi trải qua mấy đời, con cháu của bọn họ và con cháu của hoàng đế sẽ bất hòa hơn. Đừng nói là tình cảm, đến huyết thống cũng vơi đi rất nhiều. Hình Bỉ Thanh nói như vậy, hắn đã có chút minh bạch. Giống như huynh đệ một nhà. Huyết thống của hai huynh đệ thuộc về chí thân, đời tiếp theo của bọn họ thuộc về đường thân, cũng rất thân, nhưng, đời tiếp theo thì sao? Phân gia chính là như vậy mà có. Về lý thuyết thì bọn họ vẫn thuộc về Hình gia, nhưng huyết thống với chủ gia đã rất mỏng. Bởi vì đã sinh sản quá vô số đời, thân nhất là hai huynh đệ ban đầu, khi đó, có lẽ mới không có chủ gia và phân gia. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói. Đương nhiên để gia tộc có nhiều nhân tài hơn. Hình gia ta cũng sẽ từ những phân gia chọn lựa ra người có thiên phú. Phàm là người ưu tú, chủ gia chúng ta đều sẽ tiến hành bồi dưỡng. Nhưng địa vị của bọn họ vẫn không bằng chủ gia, đúng không? Dương Diệp cười nói. Hình Bỉ Thanh lắc đầu, nàng ta nhìn về phía A Bích. Nếu thực lực của A Bích vượt qua ta, hoặc là thiên phú vượt qua ta, gia tộc sẽ đối đãi với ta như thế nào, sẽ đối đãi với nàng ta thế nào? Đương nhiên. Người của phân gia một cầm quyền thì độ khó so với chủ gia sẽ lớn hơn nhiều. Nói đến đây, nàng ta lại uống một ngụm linh trà, lại nói tiếp. Ta đã điều tra về Diệp gia rồi, phân gia của họ rất loạn, bởi vì thái độ của chủ gia đối với phân gia là mặc kệ không hỏi, chỉ cần người của phân gia không làm ra chuyện quá đáng, bọn họ sẽ không quản, về phần chuyện trong phân gia, bọn họ lại càng không có hứng thú đi quản. Có điều gì? Dương Diệp cười hỏi. Hình Bỉ Thanh khẽ cười nói. Gia chủ đời sau của các ngươi, đại tiểu thư Diệp Chi Bắc là một người rất lợi hại, nàng ta hiện tại đã bắt đầu quản lý phân gia rồi. Dương Diệp cười nói. Hình Bỉ Thanh, ngươi nói là nếu ta muốn trở thành gia chủ của Diệp gia thì có khả năng không? Nghe vậy, hai mắt Hình Bỉ Thanh híp lại, nàng ta nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Diệp công tử là nghiêm túc chứ? Dương Diệp cười nói. Chỉ tùy tiện hỏi thôi. Hình Bỉ Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói. Rất khó, rất khó. Dương Diệp khẽ cười nói. Khó thế nào? Hình Bỉ Thanh nói. Bởi vì ngươi không phải thành viên nòng cốt của chủ gia cơ bản sẽ không thể giao quyền lực cho người của phân gia. Hơn nữa còn là một đứa con tư sinh. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nếu ta nghiền ép tuyệt đối Diệp Chi Bắc cùng với thế hệ trẻ tuổi của Diệp gia thì sao? Nghe vậy. Tay đang cầm chén trà của Hình Bỉ Thanh khẽ run lên, nàng ta nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp ha ha cười. Nói đùa thôi, cho dù Diệp gia mời ta về làm gia chủ, ta cũng sẽ không về đâu, ta hiện tại là người của Cổ Kiếm Tông. Hình Bỉ Thanh nói khẽ. Diệp công tử, ta có chút không nhìn thấu ngươi. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói. Mạo muội hỏi. Diệp công tử có suy nghĩ muốn trả thù Diệp gia không? Dương Diệp lắc đầu. Không. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nói. Thật sự là không, ta với Diệp gia đã không còn quan hệ. Hơn nữa, có ân oán với ta là phân gia của Diệp gia chứ không phải chủ gia, cho nên, ngươi cảm thấy ta có thể có gì với Diệp gia bọn họ. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Dương Diệp nhìn Hình Bỉ Thanh. Sau đó cười nói. Vì sao lại nói như vậy?
Hình Bỉ Thanh nói. Thực không dám giấu, ta và đại tiểu thư Diệp gia Diệp Chi Bắc có quan hệ không tồi. Năm đó ta và nàng ta cùng nhau tiến vào chiến giới, hai người cùng trải qua rất nhiều chuyện. Nàng ta là một người không tồi, cũng là một người có năng lực. Nếu Diệp công tử có thể trở về Diệp gia giúp đỡ nàng ta, Diệp gia trong tương lai, nhất định sẽ cường thế quật khởi. Dương Diệp cười cười. Hình gia ngươi không sợ à? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Hiện tại địch nhân lớn nhất của Vĩnh Hằng quốc độ là Hoang tộc, Hoang tộc. Ở trước mặt Hoang tộc, tất cả thế gia, tất cả thế lực trong Vĩnh Hằng quốc độ đều sẽ đoàn kết. Dương Diệp trầm tư hồi lâu, hắn đưa ra một kết luận, đó chính là nỗ lực đề thăng thực lực. Mặc kệ Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ như thế nào, mình mạnh mới là vương đạo. Đến rồi. Lúc này, A Bích ở bên cạnh đột nhiên nói. Dương Diệp và Hình Bỉ Thanh đứng lên, hai người ra khỏi tiểu điện. Lúc này, bọn họ đang ở trên một bình nguyên, mà ở cuối tầm mắt của hai người, có một mảng sương mù bồng bềnh, căn bản không nhìn rõ bên trong. Đúng lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên quay đầu, bên kia, một con ngựa trắng đang vội vàng chạy tới, trên thân nó là một nữ tử, trong tay nữ tử là một nửa quả dưa chuột. Diệp Chi Bắc. Dương Diệp đã gặp đối phương ở dưới tường thành chiến thành. Dương Diệp nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Bỉ Thanh cô nương còn mời ai nữa không? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Không, có điều, hôm nay người đến sẽ hơi nhiều. Bởi vì hôm nay là ngày duy nhất có thể đi vào nơi đó. Dương Diệp gật đầu, không nói gì. Lúc này Diệp Chi Bắc cưỡi ngựa đi tới Hình Bỉ Thanh. Dương Diệp và Hình Bỉ Thanh, Diệp Chi Bắc tung người xuống ngựa, vỗ nhẹ vào nó lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trắng biến mất. Diệp Chi Bắc xoay người nhìn Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía Hình Bỉ Thanh, hơi gật đầu. Hình Bỉ Thanh nói. Hai người bọn họ chắc cũng đến. Diệp Chi Bắc nói. Đã vào rồi. Hai mắt Hình Bỉ Thanh híp lại, nàng ta nhìn sương mù đó, sau đó nói. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía đó A Bích, bấm tay búng một cái, 10 chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt A Bích. Đạt tới tứ giới, gia tộc sẽ phái người tới đón ngươi. A Bích nhìn bốn viên giới tinh đó với vẻ phức tạp, sau đó nói khẽ. Cảm ơn. Hình Bỉ Thanh gật đầu, sau đó cùng Dương Diệp và Diệp Chi Bắc biến mất. Ba người tiến vào trong sương mù có chút quỷ dị, bởi vì thần thức không ngờ không thể lan ra, mà tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn ra khoảng cách mấy trượng. Đây là đâu? Dương Diệp hỏi, đồng thời, có chút đề phòng. Nơi này rất quỷ dị, phải cẩn thận một chút. Di tích của chiến trường thượng cổ. Hình Bỉ Thanh nói. Di tích của chiến trường thượng cổ. Dương Diệp nhíu mày. Thật là di tích thời đại thượng cổ à? Hình Bỉ Thanh gật đầu. Về chuyện thời đại thượng cổ, có rất ít ghi chép, nơi này là di tích thời đại thượng cổ duy nhất vừa xuất hiện. Dương Diệp nói. Cao tầng của Vĩnh Hằng quốc độ không phái cường giả đến điều tra sao? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Nơi này có cấm chế cường đại. Xuất hiện cường giả trên chủ cảnh có thể khiến cho nơi này đánh ngược mãnh liệt. Tuy bọn họ có thể lực phá nơi này, nhưng cũng sợ sẽ hủy đi nơi này. Cho nên, tạm thời chỉ là phong tỏa khu vực này, sau đó để những tiểu bối chúng ta đi vào thử thời vận, xem thử có phát hiện gì không. Cho tới bây giờ, thứ phát hiện nhiều nhất chính là giới tinh. Chúng ta mỗi lần đến đều có thể cầm 100 viên giới tinh về. 100 viên? Nhiều quá! Dương Diệp đột nhiên có chút nóng lòng. Hiện tại, hắn phát hiện giới tinh đúng là một thứ tốt, có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, cười nói. Diệp huynh cần giới tinh à? Dương Diệp gật đầu. Nhục thân có chút khiếm khuyết, cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng, sau đó nói. Diệp huynh vì sao lại đi theo con đường thể tu? Ta không phải hạ thấp thể tu, ngược lại, còn kính nể thể tu. Đặc biệt là Dương huynh có thể tu luyện nhục thân đến loại trình độ này, ta thật sự rất kính nể. Tu luyện nhục thân. Dương Diệp cười nói. Lúc ban đầu, tu luyện nhục thân là không cần tài nguyên tu luyện nhất, chỉ cần có thể chịu khổ là được. Đến cuối cùng, ta phát hiện, tu luyện nhục thân cần tài nguyên tu luyện khổng lồ. Hơn nữa, ta cảm thấy, nhục thân là căn bản của một người, nếu đề thăng sẽ có rất nhiều lợi ích. Hình Bỉ Thanh nói khẽ. So sánh với nhục thân thì kiếm của ngươi mới là đáng sợ. Dương Diệp cười nói. Hai người các ngươi tuổi tác cũng tương đương ta, nhưng đều đã đạt tới ngũ giới.
Hơn nữa cảnh giới rất trầm ổn, các ngươi mạnh hơn ta mà. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, ba người ngừng lại, bởi vì trước mặt ba người là một vực sâu, trong vực sâu xen lẫn sương mù màu trắng và hắc khí, còn có một cỗ khí tức âm trầm. Nhìn vực sâu một lát, Dương Diệp đột nhiên đi đến bên rìa, giỏng tai lắng nghe, dưới đất vực sâu có một thanh âm đang kêu gọi. Ngươi xuống đi. Hắn nghe thấy câu này. Nghe thấy câu này, tâm thần Dương Diệp hơi hoảng hốt, thiếu chút nữa thì định xuống, có điều rất nhanh, hắn lắc đầu, suy nghĩ hoang đường đó trong nháy mắt biến mất liền biến mất vô tung vô ảnh. Khi nhìn lại xuống dưới, trong mắt hắn có thêm một tia đề phòng. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh đồng thời nhìn Dương Diệp, trong lòng hơi khiếp sợ, đều không ngờ Dương Diệp khôi phục nhanh như vậy. Đây là... Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hình Bỉ Thanh nói. Cổ ma, chúng ta gọi là cổ ma, một loại ma đầu có thể mê hoặc lòng người, đến từ thời đại thượng cổ. Mê hoặc lòng người, Dương Diệp hơi gật đầu. Phía dưới có chút không đơn giản. Hình Bỉ Thanh gật đầu. Chúng ta không cần đi xuống quá sâu, bởi vì chúng ta không nắm chắc. Dương Diệp gật đầu. Ta đi trước mở đường. Nói xong, hắn định xuống, mà đúng lúc này, bên trong vực sâu lại truyền đến thanh âm đó. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày, sau đó hắn trực tiếp hô xuống vực sâu. Ngươi lên đây. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười cười. Hắn gọi chúng ta xuống. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Chúng ta đi thôi. Ba người nhảy xuống vực sâu, chậm rãi hạ xuống. Càng xuống tầm nhìn lại càng thấp. Sau khi xuống chừng trăm trượng, Dương Diệp phát hiện, trên không trung bồng bềnh một ít cặn, trong đó không ngờ còn có giới tinh, có điều số lượng rất ít, chỉ không tới mấy khối. Hình Bỉ Thanh vẫy một cái, thu những giới tinh này lại. Về sẽ chia nhau, được chứ? Dương Diệp và Diệp Chi Bắc tất nhiên không có ý kiến gì. Ba người tiếp tục hạ xuống, có điều tốc độ so với lúc trước thì chậm hơn nhiều, cũng đề phòng hơn. Qua chừng nửa khắc, đột nhiên phía dưới ba người thỉnh thoảng có bóng đen xẹt qua. Những cái này là... Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh nói. Oán linh, một số đi người đi tới đây đã chết. Người chết ở đây, linh hồn không thể ra ngoài, cũng không thể tự hủy diệt, dần già liền thành oán linh. Cẩn thận một chút, oán khí của chúng rất nặng. Hình Bỉ Thanh vừa dứt lời, đột nhiên, mấy đạo oán linh bay thẳng về phía họ. Dương Diệp đang muốn xuất thủ. Lúc này, Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái, mấy đạo phù lục màu vàng bắn ra, trực tiếp hóa thành mấy đạo kim quang bắn về phía những oán linh này. Theo mấy tiếng nổ, những oán linh này trực tiếp nảy ánh sáng vàng bắn lui. Có điều đúng lúc này một khuôn mặt đen xì đột nhiên xuất hiện cách ba người không xa. Khuôn mặt đen xì đó nhìn chằm chằm ba người Dương Diệp, có điều lại không xuất thủ. Hình Bỉ Thanh lạnh lùng nói. Tránh ra. Khuôn mặt đen đột nhiên há miệng, trong nháy mắt, một cỗ hắc khí cường đại từ trong miệng nó thổi ra, bao phủ ba người Hình Bỉ Thanh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày, bấm tay búng một cái, một luồng kiếm quang bắn ra. Luồng kiếm quang này xé rách hắc khí, rất nhanh, xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó hắc khí biến mất vô tung vô ảnh. Dương Diệp trầm giọng nói, bọn họ chắc biết, bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng vì sao vẫn tới tìm chúng ta? Muốn chết? Hình Bỉ Thanh lạnh lùng nói. Đối với những linh hồn bị vây khốn ở đây, chết là con đường giải thoát duy nhất của bọn họ. Dương Diệp nói. Bọn họ vì sao không thể đi ra? Hình Bỉ Thanh lắc đầu cười. Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, có điều theo ta đoán thì chắc là bởi vì nơi này có kết giới hoặc là trận pháp chuyên môn nhằm vào linh hồn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sư vẫn còn có một số oán linh, có điều có oán linh không ra tay với bọn họ, có oán linh muốn chết, nhưng, cũng có oán linh muốn sống. Ba người tiếp tục đi xuống, giới tinh bồng bềnh chung quanh càng lúc càng nhiều, cho tới bây giờ, bọn họ đã nhặt được khoảng 20 viên giới tinh, ngoài ra còn nhìn thấy vài món tàn binh, những tàn binh này tốt nhất không ngờ là thần khí, số lượng rất ít, chỉ có 1-2 kiện, mà thấp nhất thì là ngụy thần khí. Có điều, đều là tàn binh, tác dụng rất nhỏ. Các ngươi xem. Đúng lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên chỉ vào vách núi xa xa, nơi đó có một sơn động. Vào xem chứ? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng, sau đó gật đầu, ba người tới trước vách núi, sau đó tiến vào trong sơn động.
bên trong là một mảng tối đen, Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái, mấy viên nguyệt quang thạch nhẹ nhàng bay ra, toàn bộ sơn động lập tức sáng lên. Ba người đi vào trong sơn động, rất nhanh ở sâu nhất ba người ngừng lại. Trước mặt ba người có một nam tử trung niên tóc dài mặc áo choàng đang ngồi xếp bằng. Nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không có khí tức sinh mệnh. Trước mặt nam tử trung niên đặt một chiếc nạp giới và một quyển sách cổ rất dày, cùng với mấy cái châm vàng nhỏ như sợi lông. Châm rất nhỏ, mắt thường khó có thể thấy được. Đã vẫn lạc rồi. Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, hắn dùng thần thức để quét, nam tử trung niên trước mắt này đã không còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 172.